Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 581, nguy cơ đã tới. Cổ võ giới chung, kinh thành Tống gia diệt vong, Huyền Thiên môn phái đến trong thế tục đệ tử toàn quân bị diệt, cự ly cái này kiện sự tình đã qua nửa tháng tả hữu thời gian. Tại cái này nửa tháng trong, hầu như sở hữu cổ võ giới môn phái đều biết Huyền Thiên môn tại trong thế tục thua thiệt lớn, trong lúc nhất thời, Huyền Thiên môn trở thành cổ võ giới chung trò cười. Điều này làm cho Huyền Thiên môn đệ tử bình thường đều không mặt mũi ra cửa. Huyền Thiên môn một gian đại thính nghị sự trong. Trưởng môn Trung Thiên Trì ngồi ở vị trí đầu não thượng, hắn con lớn nhất Trung Dương rất cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Trải qua Huyền Thiên môn hơn một tháng tới nay đúng Diệp gia điều tra, bọn họ tỉnh không có phát hiện tương đối đầu mối hữu dụng, lại mà một cái thế tục gia tộc Hoàn Khố thiếu gia, có thể sát thiên giai thượng phẩm cao thủ. Điều này thật sự là lời nói vô căn cứ. Cuối cùng Huyền Thiên môn cho ra kết luận là, Diệp gia phía sau khẳng định cũng ẩn núp một cái nhất lưu thế lực cổ võ môn phái, chỉ là bọn hắn đoán không ra dấu ở Diệp gia phía sau rốt cuộc là môn phái nào. Trưởng môn, nếu chúng ta suy đoán Diệp gia phía sau cũng có cổ võ giới môn phái chống đỡ, như vậy chúng ta thẳng thắn lần thứ hai phái người đi thế tục giới, đem Diệp gia thế lực sau lưng hoàn toàn dẫn tới. Đúng vậy, trưởng môn. Lần này chúng ta Huyền Thiên môn tổn thất nhiều vị thiên giai trình tự cao thủ, thậm chí là trưởng môn ngươi tiểu nhi tử Trung Lệnh cũng bị sát hại, khẩu khí này chúng ta Huyền Thiên môn tuyệt đối muốn đòi lại. Trưởng môn, hiện tại chúng ta Huyền Thiên môn trở thành toàn bộ cổ võ giới trò cười, từ Huyền Thiên môn tại cực kỳ lâu trước đây sáng lập tới nay, chúng ta Huyền Thiên môn lúc nào như thế uất ức qua. Cái này không phải cấp Huyền Thiên môn các vị lão tổ tông mất mặt mà. Một cái tiểu tiểu thế tục giới đại gia tộc lúc nào có thể đến chúng ta Huyền Thiên môn trên đầu tới ngang ngược. Đại thính nghị sự trong, tại Huyền Thiên môn trung tương đối có địa vị trưởng lão, một đám thổi dâu trừng mắt mở miệng nói rằng, hận không thể lập tức nhượng Diệp gia từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Bốn bề yên tĩnh ngồi ở chủ vị Trung Thiên Trì, cả khuôn mặt thượng nhìn không ra chút nào hỉ cùng nộ. Chỉ là hắn như lợi kiếm như trong con ngươi, thường thường hội hiện lên âm ngoan chi sắc. Hắn tiểu nhi tử Trung Lệnh tử tại trong thế tục, hắn cái này làm cha nếu như không tức giận, vậy hắn chính là một cái chân chính lãnh huyết vô tình người. Chính cái gọi là hổ độc còn không ăn thịt con ni. Trung Thiên chỉ trầm ngâm 3-4 phút sau, thanh âm trầm thấp từ hắn cổ họng trong phát sinh, các vị trưởng lão, nếu như Diệp gia phía sau thật có một nhất lưu thế lực cổ võ môn phái tồn tại, như vậy chúng ta tự càng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta Huyền Thiên môn tại cổ võ giới chung cũng chỉ thuộc về nhất lưu môn phái phạm trù, nếu như cái này kiện sự tình thật náo cứng. Cuối cùng kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Trưởng môn, sợ hãi rụt rè có thể không phải chúng ta Huyền Thiên môn cách làm, cho dù chúng ta tướng kinh thành Diệp gia tiêu diệt, cho dù Diệp gia phía sau có cổ võ môn phái chống đỡ, ta cũng không tin bọn họ hội liều lĩnh tổn thất, tới cùng chúng ta Huyền Thiên môn tử dập đầu. Lại một gã Huyền Thiên môn trưởng lão cau mày nói rằng. Trung Thiên chỉ trên người rồi đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Ép tới trong phòng nghị sự tất cả mọi người không thở nổi, cái này loại khí thế cường đại có thể không đơn thuần là thiên giai thượng phẩm cao thủ có thể phát ra, lẽ nào thiên giai thượng phẩm trở lên còn có cao hơn cổ võ đẳng cấp. Trung Thiên chỉ con ngươi nhìn chăm chú vào vừa nói chuyện vị trưởng lão kia. Giọng nói lạnh giá hỏi, lẽ nào ngươi là đang trách cứ ta sợ hãi rụt rè phải không? Chớ quên ai mới là Huyền Thiên môn trưởng môn. Tên vừa nhất thời giọng nói được nặng một chút trưởng lão, vội vàng run rẩy nói rằng, trưởng môn, là ta nhất thời nói quá lời, còn thỉnh trưởng môn thứ lỗi. Ân, Trung Thiên chỉ khẽ gật đầu, sau đó tướng khí thế trên người thu liếm, nói rằng, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta động thủ thời gian. Ta nghe nói lãnh hải các người cũng đang điều tra Diệp gia nội tình, chúng ta sao không nhượng lãnh hải các xung phong ni. Như vậy cả kiện sự tình là có thể nắm chắc trong tay chúng ta, chỉ cần lãnh hải các người có thể dẫn Diệp gia phía sau cổ võ môn phái. Nếu như Diệp gia phía sau không có cổ võ môn phái chống đỡ, đến khi đó chúng ta lại diệt Diệp gia, cái này không phải động thủ chỉ sự tình sao. Trung Thiên chỉ mặt thượng khó được lộ ra một vòng rất nụ cười khó coi. Cùng lúc đó, cổ võ giới chung một cái môn phái khác, lãnh hải các nghị sự trong đại điện. Trên môi giữ lại hai phiết tiểu hồ tử trưởng môn Tôn Nam Phi, ngồi ở đại điện ngay chính giữa phía trước nhất một trương đàn một cái ghế thượng. Đồng dạng trải qua nửa tháng tả hữu điều tra,
Lãnh Hải các cũng không có phát hiện về Diệp gia bất luận cái gì đầu mối. Lãnh Hải các người không có hoài nghi đến Diệp gia phía sau có cổ võ môn phái chống đỡ. Tôn Nam Phi là một cái dụng tâm rất hẹp hòi âm hiểm tiểu nhân, hắn thì không cách nào lại như thế chờ đợi, nhìn nghị sự trong đại điện mọi người, nói rằng, bất kể như thế nào, Diệp gia khẳng định cùng sát hại chúng ta môn phái đệ tử sự tình có quan hệ liên. Nhất là cái kia gọi Diệp Thần Phong Hoàn Khố thiếu gia, lần này ta muốn phái ra một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, hai gã thiên giai trung phẩm cao thủ, cùng với năm tên địa giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ, tiến vào thế tục giới chung đi, tướng Diệp Thần Phong cấp ta trảo hồi Lãnh Hải các tới, ta muốn tướng cả kiện chuyện chân tướng để hỏi nhất thanh nhị sở. Dùng đội hình như vậy tiến nhập thế tục giới, trên căn bản là không sẽ gặp phải phiền toái gì, bất quá, có huyền thiên môn ví dụ tại trước, lần này tiến nhập thế tục giới người nhất định phải cẩn thận hành sự, nếu như gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, các ngươi có thể lựa chọn đem về cổ võ giới chung tới. Đối với trưởng môn Tôn Nam Phi an bài, Lãnh Hải các trưởng lão đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì vậy liền chọn lựa ra một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, hai gã thiên giai trung phẩm cao thủ, cùng với năm tên địa giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ cùng nơi tiến nhập thế tục giới. 5-6 cái tiếng đồng hồ sau, một gã hơn 50 tuổi nam nhân, hai gã hơn 40 tuổi nam nhân, cùng với năm tên 20 nhiều tuổi thanh niên, trên người bọn họ ăn mặc thống nhất thanh sắc trường sam. Trường sam ngực thêu một phiến biển rộng đồ án, cái này là Lãnh Hải các tiêu ký. Cái này tên hơn 50 tuổi nam nhân tên là Cổ Phong Ba, toàn thân thực lực bước vào thiên giai thượng phẩm đã có 3-4 cái năm đầu, mặt khác hai cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, phân biệt gọi Đường Vĩ Đông cùng Đinh Kiếm Bình, cái này thực lực của hai người sôi nổi đạt được thiên giai trung phẩm trình tự, cuối cùng năm tên 20 nhiều tuổi thanh niên thực lực đều ở vào địa giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự. 8 người này liền là Lãnh Hải các phái đi thế tục giới chung cao thủ, tại 8 người này trước mặt có một tọa lớn vô cùng cao sơn, nơi này chính là đi thông thế tục giới cửa vào. Tại 5 tên 20 nhiều tuổi thanh niên trong đó có một người trên mặt mang hừng hực cao ngạo, người này tên là Cổ Vũ Phi, là Cổ Phong Ba con trai ruột, có một thiên giai thượng phẩm phụ thân, khó trách hắn liền đi khởi đường tới đều khí thế lăng nhân. Cổ Vũ Phi trong lúc vô tình nhìn đến cách đó không xa có một gã cùng hắn không sai biệt lắm đại thanh niên tại hướng tới ở đây đi tới, khóe miệng lộ ra hài hước dáng tươi cười, nói rằng, Tần Nghị, ngươi cái phế vật này tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi không biết phải muốn thiên giai thượng phẩm cao thủ tài năng đủ mở đi thông thế tục giới đại môn sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn đến thế tục giới chung đi? Ta nhớ kỹ hình như các ngươi thanh vân môn chung liền một cái thiên giai thượng phẩm trình tự cao thủ cũng không có đi. Tên bị gọi là Tần Nghị thanh niên, trong ánh mắt phẫn nộ lóe lên tức thệ, hắn là thanh vân môn con của trưởng môn, đáng tiếc là thanh vân môn tại cổ võ giới chung liền tam lưu thế lực cũng không tính, với lại cái này Tần Nghị bởi vì có chút nguyên nhân, thực lực vẫn ở vào hoàng giai thượng phẩm trình tự, kỳ thực từ trước hắn cũng là một cái thiên tư đúng vậy, miễn cưỡng có thể xưng là thiên tài thiếu niên, chỉ là Tần Nghị tại trong lòng thật sâu hấp vài khẩu khí. Sau đó khóe miệng liền tự nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, nguyên lai là Cổ Vũ Phi huynh đệ a. Có thể không thể đủ cũng đem ta mang đi thế tục giới chung. Cổ Vũ Phi chính nhàn rỗi buồn chán, nếu như dọc theo đường đi có Tần Nghị phế vật này làm bạn, hắn đảo cũng có thể giải buồn một chút, vì vậy đúng phụ thân của hắn Cổ Phong Ba, nói rằng, phụ thân, chúng ta đem phế vật này cũng cùng nơi mang theo đi. Dù sao cũng lầm không được chúng ta chuyện gì. Cổ Phong Ba thời gian qua rất thương yêu hắn đứa con trai này, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Gặp cha của mình đáp ứng, Cổ Vũ Phi giễu cợt nói rằng, Tần Nghị, người cái phế vật này cần phải theo tốt chúng ta, lần này chúng ta đi thế tục giới làm sự tình, có thể cho ngươi kiến thức một chút cha ta thiên giai thượng phẩm cao thủ thực lực. Tại Cổ Vũ Phi đúng Tần Nghị đang khi nói chuyện, Cổ Phong Ba tướng một bàn tay đặt tại trước mặt cái này tòa núi cao trên thạch bích. Tướng toàn thân thiên giai thượng phẩm chân kình chi lực rót vào trong đó, đột nhiên, trên thạch bích bạch quang đại thịnh, xuất hiện một cái cùng loại cổng vòm bạch sắc chỗ hồng. Đi thôi, Cổ Phong Ba mặt không thay đổi đúng mọi người nói. Đương Cổ Phong Ba chúng nhân đi vào tản ra ánh sáng màu trắng cổng vòm sau, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đằng tỉnh hồn lại thời gian, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, bọn họ xuất hiện ở một phiến trống trải trên thảo nguyên. Phía sau nên có tòa núi cao cũng không thấy. Đây xem như là một loại kết giới chi môn,
từ cổ võ giới tồn tại tới nay, kết giới chi môn tự tồn tại, không có người nào biết là ai bày ra thần kỳ như vậy kết giới. Cổ phong ba nhóm cao thủ đặt chân thế tục giới. Một hồi nguy cơ sắp xảy ra. Vẫn còn không biết Trung Diệp Thần Phong có thể hóa giải tràng nguy cơ này sao? Chương 582, dựa vào thế tục giới đây là muốn nghịch thiên. Cuối tháng 11, tới gần 12 tháng thời gian, mùa đông vị nghiễm nhiên là càng ngày càng đậm hơn. Thương Vân Sơn Mạch làm một tòa nguyên thủy dãy núi, nhiệt độ không khí tự càng lạnh giá, sáng sớm từ trong miệng ha đi ra khí đều có thể đủ biến thành xương trắng. Nhưng mà, đối với phong vệ đội thành viên là không có ảnh hưởng chút nào, một đám vẫn như cũ là ăn mặc đơn bạc áo lót, dùng bọn họ thực lực bây giờ, chống đỡ cái này điểm lạnh giá căn bản là không đủ sợ hãi. Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm ước định tốt 2 tháng, mắt thấy lập tức sắp đến, cho nên Diệp Thần Phong chuẩn bị sớm cùng Hắc Tâm đụng cái mặt, kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thoáng cái diệt trừ thôn vệ đế quốc chi tiết. Bởi vì trước Vương Lực cái này một tiểu tổ được thực chiến huấn luyện ước định đệ nhất danh, cho nên Vương Lực cái này tiểu tổ 4 người muốn theo Diệp Thần Phong cùng đi diệt trừ thôn vệ đế quốc. Vương Lực thực lực hôm nay đã đạt đến địa giai thượng phẩm đỉnh phong. Hắn tiểu tổ thượng 3 người khác cũng đều bước vào địa giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự, bọn họ phân biệt gọi La Vân, Vương Quân cùng Xử Lỗi. Diệp Thần Phong biết địa giai trước đột phá lên coi như là dễ, muốn từ địa giai đột phá đến thiên giai khẳng định tựu đặc biệt khó khăn, hoặc là chính là tích lũy tháng ngày huấn luyện, đến lúc đó đột phá tựu nước chảy thành sông, bất quá, dùng phương thức như vậy đột phá, yêu cầu hoa thời gian quá dài dằng dặc. Cho nên, chỉ có biện pháp thứ hai. Chính là tại sinh tử trong thực chiến nhận được đột phá, cái này là để thăng thực lực tốt nhất một loại phương pháp. Tiếc rằng, Diệp Thần Phong lần này cùng Hắc Tâm cùng đi diệt trừ thôn vệ đế quốc, bên người không thể đủ mang theo quá nhiều người. Tại Diệp Thần Phong ly khai Hoa Hạ Quốc trong khoảng thời gian này, kế tiếp huấn luyện, chỉ có thể dựa vào phong vệ đội mình. Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài. Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt hắn phong vệ đội thành viên, nói rằng, ngày mai ta và Vương Lực 4 người bọn họ sẽ phải rời khỏi Hoa Hạ Quốc một đoạn thời gian, kế tiếp loại trình độ này huấn luyện đối với các ngươi không có bao lớn chỗ dùng. Ta kiến nghị các ngươi lợi dụng ta ly khai Hoa Hạ Quốc trong khoảng thời gian này. Đi biên cảnh đẳng hỗn loạn địa phương đi một chút, hiện tại các ngươi yêu cầu không ngừng chiến đấu, ở trong chiến đấu tài có thể nhượng thực lực lần thứ hai tăng lên. Ta hy vọng chờ ta lần sau lúc trở lại, các ngươi có thể cấp ta một cái thật to kinh hỉ. Phong vệ đội thành viên mỗi một người đều nhìn Vương Lực bọn 4 người, trong lòng ước ao đố kỵ hận. Bọn họ cũng hy vọng dường nào cùng Diệp Thần Phong cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Tại Diệp Thần Phong vừa nói xong thời gian, hắn liền cảm thấy có một cổ nguy hiểm đang không ngừng tới gần, hai con người không tự chủ hướng xa xa nhìn đã qua, chân mày hơi nhíu lên. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình chú ý tới Diệp Thần Phong quái dị hành động, Ninh Vũ Đình hỏi Thần Phong. Ngươi nhìn xa xa làm gì? Diệp Thần Phong hồi đáp, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, đợi một lát nên lập tức có người tới gây sự với ta. Sau đó, Diệp Thần Phong rồi hướng phong vệ đội thành viên, nói rằng, các vị huynh đệ, nếu ta đoán không lầm lời nói, các ngươi lập tức có thể đủ qua vừa qua tay nghiệt. Phong vệ đội thành viên mỗi một người đều có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, mà đúng lúc này. Cách đó không xa có 8-9 nhân ảnh tại nhanh chóng hướng tới Diệp Thần Phong bọn họ bên này đuổi tới. Những, này người không chính là lãnh hải các trung cổ phong ba chúng nhân mà. Cổ phong ba đám người ở cách Diệp Thần Phong bọn họ chừng 10 thước địa phương xa ngừng lại, bọn họ vừa ly khai cổ võ giới tựu đi máy bay đi tới Kinh Thành, tại đi tới Kinh Thành sau lại lập tức hiểu được Diệp Thần Phong sở tại, có thể nói bọn họ dọc theo đường đi cơ hồ là không có làm lỡ thời gian. Ngoại trừ mang theo một cái thực lực chỉ có hoàng giai thượng phẩm Tần Nghị, cấp bách cho Tần Nghị thực lực hữu hạn, có khả năng đủ bày ra tốc độ cũng khó coi, may mà dọc theo con đường này Tần Nghị là cổ phong ba chúng nhân giải buồn món đồ chơi. Chào phúng Tần Nghị, chào phúng Thanh Vân Môn, mà Tần Nghị mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, điều này làm cho cổ phong ba chúng nhân trong lòng đặc biệt sảng khoái, nếu không tốc độ của bọn họ vẫn có thể càng nhanh đi. Cổ phong ba từ trong lòng ngực lấy ra một chương Diệp Thần Phong ảnh chụp, ánh mắt tại phong người của vệ đội trên người lần lượt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thần Phong trên người, bởi Diệp Thần Phong tướng linh hồn lực thu liễm phi thường tốt,
Cổ Phong Ba không có từ Diệp Thần Phong trên người cảm giác được chút nào năng lượng ba động, vì vậy chỉ vào Diệp Thần Phong. Lạnh giá nói rằng, người chính là Diệp Thần Phong đi. Cùng chúng ta cùng nơi hồi Lãnh Hải Các một chuyến, chúng ta trưởng môn có lời muốn hỏi ngươi. Lãnh Hải Các. Diệp Thần Phong đúng cái này ba cái tự mơ hồ có chút ấn tượng, tại trong đầu cẩn thận suy tư một phen sau, mới biết cái này Lãnh Hải Các tại sao phải tìm tới hắn. Hắn từ Cổ Phong Ba trên người cảm nhận được có chút cảm giác áp bách, trong lòng không nén nổi thầm nghĩ, thực lực của người này sợ rằng có thiên giai thượng phẩm tầng thứ đi. Những người còn lại trái lại không cần phải lo lắng. Ta vì sao muốn với các ngươi cùng nơi hồi cái kia gọi là gì chó má các? Các ngươi đã cho ta là ngu ngốc còn là người ngu. Ta theo các ngươi trở về, ta còn có thể có mệnh sao? Diệp Thần Phong cười nhạt nhún vai. Ngươi cái đồ đáng chết, ngươi có tư cách gì đúng cha ta nói như vậy? Các ngươi trong thế tục những này ngu ngốc, liền cho chúng ta liếm đế giày cũng không xứng, không nên nhìn các ngươi nhiều người ở đây, chúng ta phải giải quyết các ngươi là chuyện dễ dàng. Cổ Vũ Phi khinh thường nói. Bởi vì phong người của vệ đội đều không có thả ra ngoài chân kình chi lực, cho nên Cổ Vũ Phi căn bản không có đem những này người để vào mắt. Dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ đối chiến cái vài chục hiệp không có vấn đề, huống hồ Diệp Thần Phong tại trong khoảng thời gian này còn nghiên cứu ra một cái tân tuyệt chiêu, muốn giết chết thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng không phải là không khả năng, dưới tình huống như vậy ngoại trừ bác một bả bên ngoài, căn bản tự không có biện pháp nào khác. Diệp Thần Phong đúng phong vệ đội thành viên, nói rằng, các vị huynh đệ, để cho bọn họ những này từ cổ võ giới chung đi ra cao thủ, kiến thức một chút chúng ta trong thế tục cao thủ thực lực. Là, Diệp huấn luyện viên, phong vệ đội thành viên miệng đồng thanh hô đạo. Tiếp theo sở hữu phong vệ đội thành viên tướng bản thân thực lực lớn nhất hạn độ phóng thích ra ngoài, 87 tên phong vệ đội thành viên đồng thời ở trong người ngưng tụ chân kình chi lực, khí thế bàng bạc trong nháy mắt phóng lên cao. Lúc này, có thiên giai thượng phẩm thực lực Cổ Phong Ba ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của những người này toàn bộ đạt tới địa giai trình tự, thậm chí trong đó có rất nhiều người đã đạt đến địa giai thượng phẩm đỉnh phong, cái này, điều này sao có thể? Chính là một cái thế tục giới thế nào có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy địa giai cấp bậc cao thủ tới? Nếu để cho Cổ Phong Ba biết Diệp Thần Phong chỉ tốn nửa tháng tả hữu thời gian bồi dưỡng được những này địa giai thực lực cao thủ, chỉ sợ hắn cần phải muốn cắt cổ tự sát không thể. Vừa rồi cười nhạo trong thế tục người liền cho bọn hắn liếm đế giày cũng không xứng Cổ Vũ Phi, một đôi mắt trong nháy mắt trừng dường như đèn lồng như đại tiểu, miệng há thật lớn, đều có thể đủ nhét hạ một quả trứng gà, phải biết rằng liền hắn cũng chỉ ở vào địa giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự. Còn lại vài Lãnh Hải các đệ tử cũng sôi nổi khiếp sợ đứng tại chỗ, mỗi người bọn họ đều nghĩ hung hăng đánh bản thân một cái bàn tay. Nhìn cái này rốt cuộc là có phải hay không đang nằm mơ. Nguyên bản dựa vào Cổ Phong Ba chúng nhân rất gần Tần Nghị, cấp vội vàng lui về phía sau thật nhiều bước, tuy rằng hắn biết những này địa giai trình tự người, gặp phải thiên giai Cổ Phong Ba coi như là thổ gà ngói cẩu, thế nhưng hắn trong lòng còn là có loại dự cảm xấu, vội vàng đúng Diệp Thần Phong, hô đạo, huynh đệ, ta có thể không phải là cùng bọn họ một đường, đợi một lát các ngươi cũng không nên làm bị thương ta. Bị Tần Nghị giống lên như thế một cuống họng, Lãnh Hải các nhân tài rối rít tỉnh lại, Cổ Vũ Phi khinh thường nhìn thoáng qua Tần Nghị, nói rằng, Tần Nghị, ngươi nhìn ngươi chỉ có thể cả đời làm phế vật, chẳng qua là một ít địa giai trình tự rác rưởi mà thôi, có cha ta tại ở đây, ta đảo muốn nhìn trong thế tục những. Này rác rưởi có thể trở mình được khởi cái gì cành hoa tới. Tốc chiến tốc thắng, từng người chọn có thể nhất chiêu dây giết người, đến nỗi tên thực lực mạnh nhất lưu cho để ta giải quyết. Diệp Thần Phong đúng bên cạnh 5 tên địa giai thượng phẩm đỉnh phong phong vệ đội thành viên thấp giọng nói. Một bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong sử dụng huyền thiên bộ pháp nhanh chóng hướng hai gã thiên giai trung phẩm cao thủ vào tới, dùng thực lực của hắn bây giờ muốn miểu sát hai gã thiên giai trung phẩm cao thủ cơ hồ là không có khó khăn. Vương Lực Đẳng 5 tên có địa giai thượng phẩm đỉnh phong thực lực người, đồng dạng là sử xuất huyền thiên bộ pháp. Hướng cùng thực lực bọn hắn bằng nhau 5 cái cổ võ giới thanh niên vào tới. Có lẽ là Diệp Thần Phong đám người công kích quá đột nhiên, có lẽ là huyền thiên bộ pháp bày ra tốc độ quá nhanh, thế cho nên Lãnh Hải các người đều không có phản ứng qua đây, thậm chí là có thiên giai thượng phẩm thực lực Cổ Phong Ba cũng chậm một nhịp.
Diệp Thần Phong trực tiếp hai quyền tướng hai gã thiên giai trung phẩm cổ võ cao thủ đầu cấp tạp bạo, mà Vương Lực chúng nhân trong tay nắm một bả dao găm, không để cho đối phương chút nào cơ hội phản kháng, trực tiếp tướng đầu của đối phương cấp cắt xuống. Ngắn ngủi ngay lập tức, lãnh hải các phái đến trong thế tục người tới, chỉ còn lại có Cổ Phong Ba một người. Đứng tại cách đó không xa Tần Nghị, một khỏa tâm đều muốn nhắc tới cuống họng khẩu, khi hắn nhìn đến Diệp Thần Phong dễ dàng tạp bạo. Hai cái thiên giai trung phẩm cao thủ đầu thời gian, khi hắn nhìn đến Vương Lực chúng nhân cắt hạ Cổ Vũ Phi đám người đầu thời gian, cổ họng trong nhịn không được nuốt nước bọt, nói rằng, dựa vào, cái này thế tục giới chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Chương 583, lần thứ hai đối chiến thiên giai thượng phẩm cao thủ. Cổ Phong Ba nhìn đến con của hắn Cổ Vũ Phi đầu lăn rơi vào trên mặt đất, thiên giai thượng phẩm khí thế tức khắc từ thân thể trong bạo phát ra. Hắn đối với mình đứa con trai này là thương yêu có thừa, mà lúc này hắn trơ mắt nhìn con trai của mình chết ở trước mặt hắn, hắn hai con ngươi trung bị đỏ đậm chi sắc cấp điền tràn đầy. Cổ Vũ Phi đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai con ngươi hoảng sợ trừng lớn vô cùng, mặt thượng còn vẫn duy trì thần sắc khinh thường. Cổ Phong Ba tướng Cổ Vũ Phi đầu từ dưới đất ôm đến trong ngực, dùng thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Vũ Phi khuôn mặt, hai con ngươi nhìn về phía Vương Lực. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến là Vương Lực tướng hắn đầu của con trai lâu cấp cắt xuống. Diệp Thần Phong chắn Vương Lực trước mặt, hắn biết dùng Cổ Phong Ba thực lực, muốn miểu sát Vương Lực là một cái chuyện dễ dàng, hắn phải muốn phòng ngừa Cổ Phong Ba đột nhiên bạo khởi. Hai con ngươi hài hước nhìn chăm chú vào Cổ Phong Ba, nói rằng, thế nào? Là không phải cho là chúng ta quá lòng dạ độc ác. Nếu như ta theo các ngươi hồi cái kia cái gì chó má các, kết quả khẳng định cũng hội chết không toàn thây. Cho nên đem các ngươi những này người sát, ta không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cổ Phong Ba tướng hắn đầu của con trai lô khinh khinh để ở một bên trên mặt đất, khẩu trung lẩm bẩm, Vũ Phi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hội báo thù cho ngươi, tướng ở đây những này người toàn bộ giết sạch. Cổ Phong Ba tướng âm ngoan ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, hắn có thể cảm giác được ra Diệp Thần Phong là ở đây thực lực cao nhất một người. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Thần Phong chúng nhân thi triển ra bộ pháp, hắn tổng cảm giác đặc biệt quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Một lát sau, Cổ Phong Ba hai con ngươi sáng ngời, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu súc sinh, vừa rồi các ngươi thi triển là huyền thiên môn huyền thiên bộ pháp. Nói như vậy huyền thiên môn đệ tử cũng là các ngươi sát. Điều đó không có khả năng, huyền thiên môn tại thế tục giới thế nhưng có một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ. Ta cảm giác được thực lực của ngươi bây giờ còn so thiên giai thượng phẩm cao thủ thiếu chút nữa, ngươi căn bản không thể có thể chiến thắng thiên giai thượng phẩm cao thủ. Đứng tại cách đó không xa Tần Nghị đang nghe Cổ Phong Ba nói sau, mặt thượng thần sắc là kinh ngạc vạn phần, Diệp Thần Phong tối đa cũng chỉ có 20 nhiều tuổi, tại cái này tuổi tác tự có thể có được chỉ cao hơn thiên giai tay thiếu chút nữa thực lực. Tại cổ võ giới chung, có thể dùng cái này đẳng tuổi tác có như thế cường hãn thực lực thanh niên nhân. Cơ hồ là không có. Diệp Thần Phong đối với Cổ Phong Ba có thể nhìn ra bọn họ thi triển là huyền thiên bộ pháp, trong lòng chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Cổ Phong Ba bọn họ là từ cổ võ giới chung đi ra, khó tránh khỏi hội hiểu rõ một ít cái khác cổ võ môn phái chiêu thức. Không chính là thiên giai thượng phẩm cao thủ sao? Ngươi cho là thiên giai thượng phẩm cao thủ đều là thần tiên sao? Không có người có thể đánh bại bọn họ. Ta đến cùng có thể không thể đủ chiến thắng thiên giai thượng phẩm cao thủ. Ta sẽ nhường ngươi tự mình thể nghiệm. Diệp Thần Phong khí thế ngập trời nói rằng, hắn biết dùng thực lực của hắn bây giờ cứng đối cứng. Căn bản không phải là đối thủ của Cổ Phong Ba, cho nên hắn trước tiên phải ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Một người khí thế, đang đối chiến chung cũng là thủ thắng nhân tố trọng yếu chi một. Nghe vậy, Cổ Phong Ba mặt thượng quả nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu súc sinh này thật có thể đủ đánh thắng thiên giai thượng phẩm cao thủ. Thế nhưng trên người hắn phát ra khí thế. Đối với ta mà nói căn bản cảm giác không đến chút nào cảm giác áp bách, hay là hắn tay trong nắm giữ bài tẩy gì. Xem ra đợi một lát giao chiến thời gian, ta nhất định phải cẩn thận mới là. Cổ Phong Ba mặt thượng vẻ giận dữ càng nồng nặc, hai trong lúc vô tình liếc đến Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình, khẩu trung lạnh giọng nói rằng, hai cái tốt nữ nhân xinh đẹp, nếu nhi tử của ta bị giết, như vậy ta để hai nữ nhân này tới cấp ta tái sinh hai đứa con trai đi. Ngược lại,
Cổ Phong Ba lại đưa mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong trên người, nói rằng, tiểu súc sinh, hai cái này nên là nữ nhân của ngươi đi. Đợi một lát các nàng cũng sẽ bị ta áp tại thân thể phía dưới, ha ha ha. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình sắc mặt nộ hồng không gì sánh được, khí được ngực kịch liệt phập phồng, hai người bọn họ không có nghĩ đến Cổ Phong Ba cái này mới nhìn qua đã có 5-60 tuổi lão nam nhân, lại có thể sẽ nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Diệp Thần Phong đúng sau lưng Vương Lực chúng nhân, nói rằng, đợi một lát các ngươi tận lực cấp ta lui xa một chút, lão gia hỏa này thực lực không đơn giản, ta muốn giết chết hắn. Chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ đại giới. Tại căn dặn xong Vương Lực chúng nhân sau, Diệp Thần Phong thể nội 9 cấp linh hồn lực hoàn toàn điều động lên, một đôi mạnh mẽ hai con ngươi nhìn chằm chằm chính ha ha cười to Cổ Phong Ba. Thanh âm lạnh giá nói rằng, cái này trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể đem oai đầu óc động đến ta Diệp Thần Phong nữ nhân trên người, ngươi chờ cùng con của ngươi đi gặp mặt đi. Tiểu súc sinh, ta đảo muốn nhìn thực lực của ngươi đến cùng có nhiều cường. Nói, Cổ Phong Ba hai chân uốn lượn, mãnh liệt đạp địa, cả người dường như rời dây cung cung tiễn, hướng Diệp Thần Phong nhanh chóng vào tới, tốc độ nhanh đến nhượng người ở chỗ này chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng đen. Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian này nội linh hồn lực đã sớm biến được tinh thuần rất nhiều, hơn nữa hắn có thể tướng huyền thiên bộ pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh, dưới chân nhịp bước hướng tới phía bên phải lóe lên, nhẹ nhõm tránh ra Cổ Phong Ba đệ nhất thứ công kích, dùng tốc độ của hắn bây giờ nên có thể cùng Cổ Phong Ba triển hiện ra tốc độ ngang hàng. Một kích không có được như ý Cổ Phong Ba, hai con ngươi trung thần sắc biến được ngưng trọng một ít, nói rằng tiểu súc sinh, tốc độ của ngươi trái lại thật mau. Diệp Thần Phong tập trung tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, dùng ta tốc độ bây giờ trái lại có thể cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ tương xứng, cũng không biết lực lượng của ta bây giờ đến trình độ nào. Trước tiên ở trước mặt lão gia hỏa này trên người thí nghiệm lại nói. Lúc này, Diệp Thần Phong áp dụng chủ động công kích, sử xuất huyền thiên bộ pháp, tốc độ chút nào không thua với Cổ Phong Ba. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Tại Diệp Thần Phong muốn tới gần Cổ Phong Ba thời gian, hắn hướng Cổ Phong Ba ngực, huy ra toàn lực một quyền, trong không khí quyền phong trận trận. Cổ Phong Ba nhìn đến Diệp Thần Phong chủ động công kích, hắn tướng thể nội chân kình chi lực tập trung lại, đồng dạng cũng huy đánh một quyền, chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong tới một lần cứng đối oanh. Phanh, một tiếng vang dội, ở trong không khí vang vọng thật lâu. Diệp Thần Phong dưới chân nhịp bước liền lùi lại ba bước. Cả điều cánh tay mơ hồ làm đau, ngắn thời gian mất đi chi giác, tại trong lòng không nén nổi một trận cười gượng, xem ra tại phương diện lực lượng so thiên giai thượng phẩm cao thủ còn phải kém rất nhiều, nếu như tại linh hồn lực không có đổi thành tinh thuần trước, sợ rằng cùng lão gia hỏa này đối oanh một quyền, cũng đủ để cho tay ta cánh tay trong xương đứt. Cổ Phong Ba dưới chân bước chân chỉ là hơi hoạt động 1-2 cm, mặt thượng trong lúc bất chợt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói rằng tiểu súc sinh. Vừa một quyền kia chỉ sợ ngươi đã xứ suốt toàn lực đi. Tốc độ của ngươi quả thực cùng ta tương xứng, có thể lực lượng so với ta kém xa, thật không biết ngươi là như thế nào giết chết huyền thiên môn tên thiên giai thượng phẩm cao thủ. Bất quá, ngày hôm nay ngươi khẳng định sẽ chết tại trong tay của ta. Cổ Phong Ba đột nhiên lại vỗ vỗ đầu của mình, nói rằng, đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn muốn tướng ngươi mang về lãnh hải các, ta chỉ hội tướng ngươi cử động toàn bộ cắt đứt. Chỉ cần nhượng ngươi giữ lại một hơi thở là được, ta muốn đem ngươi chậm chậm dằn vặt mà chết. Khôn Minh, Thần Phong có thể đánh thắng lão hỗn đản kia sao? Ta thế nào cảm giác hiện tại Thần Phong ở vào yếu thế? Một bên Diệp Đông Kiện nhỏ giọng đúng Võ Khôn Minh hỏi. Đông Kiện, Thần Phong tiểu tử này nói không chừng còn ẩn núp bài tẩy gì ni. Tiểu tử này luôn luôn có thể nhượng chúng ta nhất kinh nhất xạ. Võ Khôn Minh suy tư về nói rằng. Tần Nghị nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Cổ Phong Ba chính thức đối chiến sau đó, trong lòng khiếp sợ thủy chung là lái đi không được, cái này gọi Diệp Thần Phong rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Như vậy thiên tài nếu như xuất hiện ở cổ võ giới chung, nhất định là thế lực khắp nơi tranh nhau tranh đoạt, với lại tay hắn dưới còn có 8-90 tên địa giai trình tự cao thủ. Dùng hắn có cái này nhóm thế lực, chỉ sợ cũng có thể tướng ta nơi Thanh Vân Môn quét ngang đi. Dù sao Thanh Vân Môn chung không có bất luận cái gì một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, mà cái này là Diệp Thần Phong đối phó thiên giai trung phẩm cao thủ, dường như sát gà thông thường nhẹ. Bất quá, hắn ngày hôm nay có thể chiến thắng Cổ Phong Ba sao?
Thiên tài như vậy nếu như lúc đó rơi xuống, thật sự là quá đáng tiếc. Tần Nghị Tại trong lòng không nén nổi phát sinh một trận cảm thán, mặt thượng tràn đầy không gì sánh được đau thương chi sắc, hình như là suy nghĩ cái gì bi thương chuyện cũ. Chương 584, con bài chưa lật hiện. Ánh mặt trời ấm áp khuynh sái đại địa. Diệp Thần Phong cùng Cổ Phong ba mặt đối mặt nhìn chăm chú vào, đang xác định Diệp Thần Phong thực lực chân chính sau, Cổ Phong ba trong lòng thực tại an tâm không ít, thể nội chân kình chi lực không ngừng dũng động, dư quang của khóe mắt liếc liếc mắt, con trai của hắn Cổ Vũ phi đầu, mặt thượng thần sắc càng âm trầm lên. Cổ Phong ba trên người bày ra khí thế, nhưng Diệp Thần Phong cảm thấy có chút cảm giác áp bách, ngẩng đầu híp mắt nhìn từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống dương quang, bên mép thấp giọng lầm bầm một câu, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Tiểu súc sinh, ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Ngươi cho là chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy thật có thể đủ chiến thắng ta sao? Nếu như ngươi thức thời lập tức cấp tự ta phế đi cử động, như vậy ta hay là có thể cho ngươi thiếu thụ một ít thống khổ. Cổ Phong ba mặc dù biết hắn bản thân khẳng định có thể chiến thắng Diệp Thần Phong, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong triển hiện ra thực lực, hắn muốn chiến thắng đối phương còn cần phí một phen công phu, nếu như có thể nhượng Diệp Thần Phong không đánh mà hàng tựu tốt nhất. Hừ, Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta Diệp Thần Phong còn chưa từng có hướng người khác thấp qua đầu, lại bảo hôm nay người chết nhất định là ngươi cái này lão hỗn đản. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong lần thứ hai sử xuất huyền thiên bộ pháp, bất quá, lần này hắn không có hướng Cổ Phong ba tiến lên, trái lại hướng Cổ Vũ phi đầu vào tới, trực tiếp một cước tướng Cổ Vũ phi đầu đạp được nát vụn. Cổ Phong ba vốn cho là Diệp Thần Phong là hướng hắn tiến lên, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ Diệp Thần Phong công kích tới gần, ai biết đạo Diệp Thần Phong lại có thể tướng hắn đầu của con trai lô cấp đạp nát vụn. Điều này làm cho hắn lại cũng không cách nào khống chế ở tâm tình. Thể nội chân kình chi lực điều chỉnh đến nhất đỉnh phong, trực tiếp hướng Diệp Thần Phong vào tới. Trong chớp mắt thời gian, Cổ Phong ba tự xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Như mưa rơi nắm tay nhanh chóng hướng tới Diệp Thần Phong đập lên người đi, mỗi một quyền chi chung đều ẩn chứa thiên giai thượng phẩm cao thủ toàn bộ thực lực. Lúc này, Cổ Phong ba chỉ muốn đem Diệp Thần Phong dụng quyền đầu tạp thành một bãi bùn nhão. May mà Diệp Thần Phong tốc độ chút nào không thua gì Cổ Phong ba. Mỗi lần đều có thể đủ hắn quả đấm của mình để ngăn cản Cổ Phong ba nắm tay. Thế nhưng Cổ Phong ba tại lực lượng thượng còn mạnh hơn Diệp Thần Phong thượng không ít, cùng Cổ Phong ba liên tục đối oanh một phút đồng hồ sau, hắn liền cảm giác được hai điều cánh tay cơ hồ là hoàn toàn mất đi chi giác, cả người thân ảnh chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Một bên phong vệ đội thành viên nhìn đến bọn họ Diệp huấn luyện viên bị Cổ Phong ba cấp hoàn toàn chế trụ, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ lo âu. Vương Lực bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Hỏi, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, hai người các ngươi có biện pháp gì hay không? Nếu như Diệp huấn luyện viên bại bởi cái này lão hỗn đản, sợ là chúng ta người nơi này đừng hòng muốn sống quá ngày hôm nay. Nghe vậy, Diệp Đông Kiệt nhíu mày một cái, nói rằng, Vương Lực, chúng ta nên phải tin tưởng Thần Phong. Ta tin tưởng Thần Phong khẳng định còn giữ hậu chiêu không có sử xuất ra ni. Diệp Đông Kiệt, ta cũng tin tưởng Diệp huấn luyện viên, bất quá, chúng ta muốn dùng xấu nhất dự định để đối đãi cái này kiện sự tình, nếu như đến lúc đó Diệp huấn luyện viên bại bởi cái này lão hỗn đản, người cho rằng đối phương hội cho chúng ta thương lượng kế sách thời gian sao? Vương Lực vừa nói, một mặt nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong cùng Cổ Phong ba tình hình chiến đấu. Võ Khôn Minh thở dài một hơi, nói rằng, nếu như ngay cả Thần Phong đều chiến không thắng nổi người, như vậy chúng ta sẽ trở đi gặp Diêm Vương ra đi. Chúng ta thực lực hôm nay ở trong mắt bọn họ căn bản cùng thổ gà ngói cẩu không có bất kỳ khác biệt gì, là bị nhất chiêu thuấn dây nguyên liệu. Vương Lực minh bạch Võ Khôn Minh nói một điểm đều không có sai, xem ra hiện tại chỉ có thể hy vọng Diệp Thần Phong có thể giải quyết Cổ Phong ba. Diệp Thần Phong lợi dụng huyền thiên bộ pháp nhanh chóng đi đến cách Cổ Phong ba 10 thước địa phương xa, chợt đưa tay phải ra hướng Cổ Phong ba vung một cái. Khẩu trung nói rằng, ta là cái người quang minh lỗi lạc, ta hiện tại muốn hướng ngươi phóng ra ám khí. Nguyên bản thế chính mãnh liệt Cổ Phong ba, đột nhiên nhìn đến Diệp Thần Phong vung ra tay phải, lại nghe được Diệp Thần Phong khẩu trung lời nói, thân ảnh vội vã hướng bên trái vọt tới. Nhưng mà, mười mấy giây đã qua, Cổ Phong ba cũng không có phát hiện có ám khí hướng hắn phi bắn tới, hắn biết mình là bị Diệp Thần Phong đùa bỡn, mặt thượng biểu tình biến được dữ tợn không gì sánh được.
quát dẹp đường, người cái tiểu súc sinh, ta muốn tướng người đầu cấp thân thủ vặn xuống. Diệp Thần Phong bàn tay gãi đầu một cái, giả vờ ngây ngốc nói rằng, gì? Đây là có chuyện gì? Tại sao không có tướng ám khí phát bắn ra? Như vậy ta tự trở lại phóng ra một lần. Cẩn thận ám khí, Diệp Thần Phong lần thứ hai mạnh mẽ vung ra tay phải, cổ phong ba xuất phát từ bản năng lại đi bên trái lánh một lần, mà kết quả, hắn phát hiện mình lần thứ hai bị Diệp Thần Phong đùa bỡn. Tiểu súc sinh, ta xác định vững chắc không thể đủ những ngươi chết đơn giản, ta muốn tại trước mặt ngươi tướng nữ nhân của ngươi áp tại thân thể hạ, ta muốn nhượng ngươi trở thành cái trên thế giới uất ức nhất nam nhân, ta muốn nhượng ngươi sống không bằng chết, ta muốn nhượng ngươi muốn sống không được. Cổ phong ba tức giận quát, nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong vào tới, hắn suy nghĩ minh bạch một việc, dùng Diệp Thần Phong phóng ra ám khí tốc độ, hắn tuyệt đối có thể thấy rõ, hắn có tự tin có thể tại thời khắc nguy cấp nhất né tránh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong nhìn liều lĩnh hướng hắn xông tới cổ phong ba, khóe miệng chậm chậm hiện lên một vòng dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn sái hướng đại địa dương quang, tay phải lần nữa văng ra ngoài, khẩu trung nói rằng, cẩn thận ám khí. Cổ phong ba thân ảnh không tự chủ một bữa, bất quá, lúc này hắn tịnh không có lựa chọn lánh, bởi vì hắn tập trung sở hữu sự chú ý, cũng không có phát hiện có ám khí từ Diệp Thần Phong bàn tay trung bay ra ngoài, khinh thường nói tiểu súc sinh. Ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Còn sẽ tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này. Ta xem ngươi thuần túy chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cổ phong ba thân ảnh vẫn như cũ là nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong phóng đi. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm đang ép gần. Hai con ngươi đột nhiên mở thật to. Hắn nhìn đến bốn căn ngân châm không duyên cớ vô cớ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hình như là từ trong không khí đột nhiên bốc lên đi ra. Cách hắn cổ họng chỉ có 5 cm khoảng cách. Hắn căn bản tự không có cách gì tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn căn ngân châm xuyên qua hắn cổ họng mình trong. Cổ phong ba tiến tới thân ảnh hơi ngừng, cả người thân thể không ngừng co quắp, cảm giác cổ họng trong đau đớn không gì sánh được, sắp không thở nổi, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, cổ họng trong nói không nên lời một chữ tới, hai con ngươi trung tràn đầy thần sắc nghi hoặc, hắn rõ ràng không nhìn thấy Diệp Thần Phong từ bàn tay trung phóng ra ám khí tới. Bốn căn ngân châm là thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta sớm nói cho ngươi biết phải cẩn thận ám khí, đáng tiếc a. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ta, đầu năm nay muốn làm cái người quang minh lỗi là còn thật không dễ dàng. Diệp Thần Phong hướng cổ phong ba lộ ra một vòng cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Chiêu này chính là Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra được tân tuyệt chiêu. Hắn tại huấn luyện phong vệ đội cái này nửa tháng trong, nghiên cứu linh hồn lực biến tinh thuần sau đó, có thể hay không có sản sinh biến hóa gì. Tại một lần trong lúc vô tình, hắn tướng tinh thuần linh hồn lực quán chú đến ngân châm thượng thời gian, hắn phát hiện cả căn ngân châm đột nhiên biến được mơ hồ, hình như là bị bao phủ lên một tầng xương trắng. Lúc đó, sự phát hiện này nhượng Diệp Thần Phong là hưng phấn một đoạn thời gian thật lâu, hắn trong lòng bốc lên ra một cái ý nghĩ. Có thể không thể đủ phát minh ra một loại nhượng người nhìn không thấy ám khí. Đi ngang qua không ngừng thực nghiệm sau đó, Diệp Thần Phong phát hiện tinh thuần linh hồn lực quán chú đến ngân châm trong, lại phối hợp dưới ánh mặt trời độc hữu chính là góc độ, là có thể nhượng phát bắn ra ngân châm, trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Cái này có thể nói là nhượng người khó lòng phòng bị lợi khí giết người, cũng là bởi vì có cái này tuyệt chiêu, Diệp Thần Phong tài nắm chắc khí cùng có thiên giai thượng phẩm thực lực cổ phong ba chính diện đối chiến. Cổ phong ba hai tay bụng cổ họng, trong lỗ mũi khí tức càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng gấp rút, thẳng đến một hơi thở không có thở đi lên, thân thể chậm chậm hướng xuống đất thượng ngã xuống, từ hắn chừng so đèn lồng còn lớn hơn đôi mắt có thể nhìn ra lão gia hỏa này là chết không nhắm mắt. Đến thời khắc này Diệp Thần Phong hai điều cánh tay vẫn còn hơi chết lặng chung, nếu không có cái này tân nghiên cứu ra được tuyệt chiêu, hôm nay sợ rằng đối với Diệp Thần Phong mà nói lại là một hồi cuộc chiến sinh tử. Bây giờ muốn đột phá 9 cấp linh hồn lực tiến nhập thập cấp linh hồn lực, đây đối với Diệp Thần Phong mà nói còn tương đối xa vời, lúc này hắn chỉ có thể đi qua âm dương giao hợp, có thể dùng trong cơ thể hắn linh hồn lực không ngừng tinh thuần đi xuống. Tràng diện một lần nữa yên tĩnh lại, mọi người còn không có phản ứng qua đây, đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự tình. Con bài chưa lật hiện. Cổ phong ba chết. Chương 585, không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức.
thực lực chỉ có hoàng giai thượng phẩm Tần Nghị, trên mặt của hắn hoàn toàn bị khiếp sợ cấp tràn ngập, hắn không có nghĩ đến cái này là Diệp Thần Phong thanh niên, thật tướng thực lực đến thiên giai thượng phẩm cổ phong ba cấp giết chết. Nhìn chấm đất thượng cổ phong ba vẫn không nhúc nhích thi thể, hắn biết đây hết thảy đều là thật, cũng không là ảo giấc ngủ. Diệp Thần Phong nhìn còn không có từ ngây người chung phản ứng tới được phong vệ đội thành viên, nói rằng, hiện tại các ngươi nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý đi. Những, này người đều là đến từ cho cổ võ giới chung, biết ta nghĩ hết biện pháp cho các ngươi cấp tốc để thăng thực lực là vì cái gì sao? Chính là vì bước vào cổ võ giới ngày nào đó, ta hy vọng trong tay có thể nắm chắc một cổ quét ngang cổ võ giới lực lượng, cổ lực lượng này chính là các ngươi. Cho nên nói các ngươi thực lực bây giờ còn xa xa thiếu, muốn tại tương lai theo ta cùng nơi tiến nhập cổ võ giới, các ngươi phải muốn liều mạng đi để thăng thực lực. Cổ võ giới đối với phong vệ đội thành viên mà nói, đã xa lạ vừa thần bí, nguyên bản bọn họ đích xác cho rằng Diệp Thần Phong nên xem như là thế giới đỉnh phong cường giả, bọn họ không có nghĩ đến cổ võ giới trung cao thủ hội như thế lợi hại. Lại mà lại nghe đến Diệp Thần Phong tại tương lai muốn dẫn bọn họ bước vào cổ võ giới. Bọn họ một đám nhiệt huyết sôi trào lên, theo bọn họ có thể không ngừng cùng cường giả đối chiến, có thể không ngừng đề thăng thực lực, đây mới là một cái nam nhân chân chính nên quá sinh hoạt. Diệp huấn luyện viên, chúng ta sẽ cố gắng, tranh thủ tại ngươi bước vào cổ võ giới thời gian, có thể trở thành ngươi một cổ cường đại trợ lực. Vương Lực kiên định nói rằng, tuy rằng Diệp Thần Phong không có nói vì sao muốn bước vào cổ võ giới. Thế nhưng Vương Lực đoán được Diệp Thần Phong khẳng định có phải bước vào cổ võ giới lý do, đến lúc đó khẳng định còn có thể cùng cổ võ giới chung môn phái phát sinh xung đột, cho nên đối với bọn hắn bây giờ mà nói, chỉ có không ngừng đề thăng thực lực, tại tương lai tài năng đủ giúp đỡ Diệp Thần Phong bận. Trợ Diệp huấn luyện viên quét ngang cổ võ giới. Trợ Diệp huấn luyện viên quét ngang cổ võ giới. Phong vệ đội thành viên nhiệt huyết dâng trào quát. Bọn họ đều đặc biệt chờ mong theo Diệp Thần Phong cùng nơi bước vào cổ võ giới như vậy một ngày, đồng dạng bọn họ đúng cổ võ giới thần bí cũng rất hiếu kỳ. Cách đó không xa Tần Nghị nghe phong vệ đội tiếng hô, mặt thượng lộ ra một vòng thần sắc quái dị, hắn biết Diệp Thần Phong thực lực tuy rằng rất mạnh, thủ hạ lại có một nhóm địa giai thực lực cao thủ. Thế nhưng dùng như vậy tư thái xông vào cổ võ giới, đừng nói là quét ngang cổ võ giới. Sợ rằng liền cổ võ giới chung một cái nhị lưu thế lực là có thể đưa bọn họ gấp hoàn toàn diệt. Tại Tần Nghị âm thầm trầm tư thời gian, hắn đột nhiên cảm giác phía sau chíp bông, khi hắn nhìn đến Diệp Thần Phong chúng nhân nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn thời gian, hắn vội vàng nói ta thật không phải là cùng bọn họ một đường. Cũng không phải là cùng bọn họ tại cùng một môn phái chung, chúng ta là rời đi cổ võ giới trước gặp phải, bọn họ liền đem ta mang tại bên người. Dọc theo đường đi tự dùng cười nhạo ta làm vui tử, ta là cổ võ giới trung xa gần nghe tiếng phế vật. Tần Nghị khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, Diệp Thần Phong cảm giác trước mặt thanh niên này cũng không tượng là đang nói dối. Huống hồ dùng thực lực của đối phương, căn bản đối với nơi này bất cứ người nào đều cấu bất thành uy hiếp, vì vậy hắn nói rằng, ngươi tên là gì? Ta muốn từ ngươi nơi này giải một ít cổ võ giới sự tình. Gặp Diệp Thần Phong tin lời hắn nói, Tần Nghị vội vã đi lên hai bước, tỉ mỉ quan sát một phen Diệp Thần Phong sau, nói rằng, ngươi cũng thật lợi hại một điểm đi. Ngươi lại có thể giết chết thiên giai thượng phẩm cao thủ. Tại cổ võ giới chung coi như là thế lực lớn chung con em trẻ tuổi, sau ngươi lợi hại phỏng chừng cũng không có mấy người. Ta sau đó có thể không thể đủ theo ngươi lăn lộn. Ta tại cổ võ giới chung nhiều nhất cũng chính là một cái phế vật. Chỗ đó ta thật không muốn trở về nữa, đúng, đã quên trả lời vấn đề của ngươi, ta là Tần Nghị. Tần Nghị khá vì từ trước đến nay quen thuộc chậm rãi mà nói. Diệp Thần Phong trực tiếp đương hỏi, Tần Nghị, ngươi có biết hay không cổ võ giới chung có cái là Hàn Sơ Tuyết nữ nhân? Hàn Sơ Tuyết, Tần Nghị tại bên mép lầm bầm một câu, sau đó, hai con ngươi sáng lên nói rằng, trong miệng ngươi Hàn Sơ Tuyết nên không sẽ là Hàn Môn Hàn Sơ Tuyết đi. Nàng tại cổ võ giới chung là có tên mỹ nữ, tại thật nhiều năm trước ta còn may mắn gặp qua nàng một mặt ni. Nàng là loại những người nhìn thoáng qua tự không quên được nữ nhân, dáng dấp giống như lành lạnh tiên tử thông thường. Nghe Tần Nghị miêu tả, Diệp Thần Phong khẳng định đối phương khẩu trung Hàn Sơ Tuyết. 89/10 chính là hắn nhận thức Hàn Sơ Tuyết, kế tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không Hàn Sơ Tuyết có chưa có trở lại cổ võ giới chung đi? Lúc này,
Tần Nghị khá vì bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng ta nghĩ Hàn Sơ Tuyết đã chết đi. Hàn Sơ Tuyết vốn là Hàn Môn trưởng môn nữ nhi, Hàn Môn tại cổ võ giới chung cũng coi là một cái nhị lưu thế lực. Có người nói Hàn Sơ Tuyết thân thúc thúc vì tranh đoạt chức trưởng môn, tướng Hàn Sơ Tuyết cha mẹ của đều cấp giết chết, sau lại Hàn Sơ Tuyết hình như lại đột nhiên tại cổ võ giới chung bốc hơi lên, ai cũng không biết nàng hướng đi của, cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi Hàn Sơ Tuyết đã chết, hiện tại toàn bộ Hàn Môn đều trưởng khống tại Hàn Sơ Tuyết thúc thúc trong tay. Đúng, người tại sao biết Hàn Sơ Tuyết? Tần Nghị nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Hàn Môn, nhìn tới đây chính là Hàn Sơ Tuyết thâm cửu đại hận, Diệp Thần Phong đại khái suy đoán ra cả kiện chuyện chân tướng, trước đây Hàn Sơ Tuyết là bị nàng thúc thúc Tiêu Không một tiếng động làm ra cổ võ giới, với lại gân tay gân chân đều bị đánh gãy, cuối cùng luân lạc tới biên cảnh thị trường giao dịch trong phòng đấu giá đi đấu giá. Nếu Tần Nghị cho rằng Hàn Sơ Tuyết tử, như vậy cái này chứng minh rồi Hàn Sơ Tuyết còn chưa có trở lại cổ võ giới chung. Diệp Thần Phong cho rằng Hàn Sơ Tuyết hiện tại khẳng định tại trong thế tục một cái chỗ tu luyện, đợi được tu luyện đến nhất định thực lực, nàng mới có thể trở lại cổ võ giới chung đi báo thù, nếu không tùy tiện trở lại cổ võ giới chung đi cũng chỉ có chịu chết phần. Đang suy nghĩ đến nơi này một điểm sau, Diệp Thần Phong trong lòng cũng yên tâm không ít. Hàn Sơ Tuyết là nữ nhân của ta, với lại nàng hiện tại còn sống. Diệp Thần Phong đúng Tần Nghị bình thản nói rằng. Tần Nghị thiếu chút nữa bị những lời này cấp sang tử, kinh nghi nói cái gì? Hàn Sơ Tuyết là nữ nhân của ngươi, lẽ nào Hàn Sơ Tuyết còn chưa chết, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Ngược lại, Tần Nghị lại thở dài nói rằng, toán, dù sao cũng cùng ta không có bao lớn quan hệ, ngươi thật dự định muốn quét ngang cổ võ giới sao? Cổ võ giới tịnh không có người nghĩ đơn giản như vậy, cổ võ giới chung nhất lưu thực lực tối thiểu có 30 tên thiên giai cao thủ. Nhị lưu thế lực tối thiểu có 20 tên thiên giai cao thủ, dùng ngươi bây giờ năng lực tiến nhập cổ võ giới, căn bản tung không khởi bất luận cái gì cành hoa, một cái nhị lưu thế lực, thậm chí là tam lưu thế lực là có thể đem bọn ngươi người nơi này toàn bộ diệt, huống chi cổ võ giới chung còn có vượt lên cùng một lưu thực lực chi thượng đỉnh cấp thế lực. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, mặt thượng biểu tình không có quá nhiều biến hóa, nói rằng, ta nguyên bản tiến nhập cổ võ giới thầm nghĩ muốn tiêu diệt hai môn phái mà thôi. Một là Huyền Thiên Môn, một là Lãnh Hải Các, hiện tại lại nhiều Hàn Môn. Điên, ta xem ngươi thật là điên. Tần Nghị Đông đưa đầu nói rằng, Huyền Thiên Môn là nhất lưu thực lực, Lãnh Hải Các là nhị lưu thế lực, Hàn Môn đồng dạng cũng là nhị lưu thế lực, ngươi cho rằng ngươi có thể diệt bọn hắn xác suất bao lớn. Diệp Thần Phong híp mắt đang nhìn bầu trời chung mặt trời, khóe miệng há miệng khai một vòng dáng tươi cười, nói rằng, có chút sự tình là biết rõ không làm được, còn muốn kiên trì đi làm. Cho dù chỉ có chấm 0.1% hy vọng, ta tại chừng một năm cũng phải muốn bước vào cổ võ giới. Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Tần Nghị rất khó hiểu Diệp Thần Phong cái này loại chấp nhất, hắn tin tưởng dùng Diệp Thần Phong tư chất, tương lai khẳng định có thể trở thành một tuyệt thế cao thủ, nếu như tại gần trong vòng 2 năm bước vào cổ võ giới lời nói không chừng hội bỏ mạng ở cổ võ giới chung. Ta không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức, có chút sự tình là phải muốn đi làm. Diệp Thần Phong nhìn trời biên, trong lòng âm thầm hỏi, Sơ Tuyết, người bây giờ có được khỏe hay không? Không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức. Diệp Thần Phong lời nói như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu, có thể dùng Tần Nghị trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cả người thân thể hơi run hai hạ, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, khó trách người có thể còn trẻ như vậy tự có như vậy thực lực cường hãn, bởi vì ngươi có một khỏa cường giả tâm, người khác là đụng vào nam tường tự quay đầu lại. Mà ngươi sẽ trực tiếp tướng che ở trước mặt ngươi tường đánh ngã mới thôi. Chương 586, con đường cường giả. Hoa Hạ Quốc. Nơi nào đó vết người rất hiếm rừng rậm ở chỗ sâu trong, có một gian cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau nhà gỗ nhỏ. Tại nhà gỗ nhỏ ngay phía trước có một khối sạch sẽ bằng phẳng tảng đá lớn. Một gã ăn mặc bạch sắc sa chất quần áo nữ nhân, hai chân ngồi xếp bằng ở tảng đá lớn thượng. Một trương tuyệt mỹ mà lành lạnh mặt thượng, hai con ngươi chăm chú nhắm. Từ trên người nàng tản mát ra một cổ cường hãn khí thế. Bởi là tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, dã thú cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, một đầu thân thể khổng lồ hổ đang chậm rãi hướng nữ nhân tuyệt sắc tới gần, cái này con cọp nên là đem nữ nhân tuyệt sắc cho rằng là một bữa ăn ngon. Tại cái này con cọp cự ly cái này tên nữ nhân tuyệt sắc chỉ còn lại có chừng một thước thời gian, nó chợt hướng nữ nhân thân thể đánh móc sau gáy,
mở miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén, chuẩn bị tướng cái này tên nữ nhân tuyệt sắc một kích chí mạng. Mắt thấy cái này con cọp muốn nhào tới cái này tên nữ nhân tuyệt sắc trên người, một trương mùi tanh xông vào mũi bồn máu ngụm lớn muốn cắn ở nữ nhân cái cổ thời gian, cái này tên nữ nhân tuyệt sắc trong lúc bất chợt mở mắt, nhanh chóng đưa ra trắng noãn bàn tay, không chút do dự một trường vỗ tại cái này con cọp trên ót. Ngao! Cái này con cọp cổ họng trong phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ tức khắc té lăn quay trên mặt đất, trên ót không ngừng có máu tươi tràn ra tới, thân thể tại trên mặt đất vùng vẫy lăn lộn. Một phút sau đó, đầu này xúc sinh hoàn toàn đã không có động tĩnh, trực tiếp bị cái này tên nữ nhân tuyệt sắc cấp một cái tát đập chết. Cái này tên nữ nhân tuyệt sắc từ to lớn trên tảng đá khiêu rơi xuống đất thượng, mặt thượng vẫn như cũ là vẫn duy trì lành lạnh thần sắc. Một đôi mắt đẹp nhìn úy bầu trời màu lam, khẩu trung thấp giọng lẩm bẩm: Thần Phong, người bây giờ quá có khỏe không? Chỉ cần ta có thể báo thù thành công, ta khẳng định hội trở lại cạnh ngươi, đến lúc đó cho dù ngươi đuổi ta đi, ta cũng tuyệt đối không hội đi. Cái này tên nữ nhân tuyệt sắc chính là Hàn Sơ Tuyết, nàng rời đi Diệp Thần Phong sau đó, liền một cái người đi tới cái này địa phương an tĩnh, tại ở đây xây dựng một gian đơn giản nhà gỗ nhỏ. Mỗi ngày trừ tu luyện ra chính là tưởng niệm thoáng cái Diệp Thần Phong. Tại Thiên Hải đoạn thời gian đó, là nàng đời này hạnh phúc nhất ngày. Hàn Sơ Tuyết thực lực hôm nay đã đạt đến địa giai thượng phẩm đỉnh phong, thậm chí là một chân đã bước vào thiên giai tầng thứ. Hàn Sơ Tuyết tư chất tu luyện nguyên bản không coi là quá kém, đi ngang qua như thế không ngày nào không giả tu luyện sau, thực lực của nàng đương nhiên sẽ tăng lên như thế cấp tốc. Chỉ có mỗi ngày ở trong lòng nghĩ đến Diệp Thần Phong người đàn ông này thời gian, Hàn Sơ Tuyết mặt thượng lành lạnh mới có thể thiêu thất, thay vào đó là một vòng nụ cười ấm áp. Tại tưởng niệm một phen Diệp Thần Phong sau đó, Hàn Sơ Tuyết lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ có để cho mình thực lực tận khả năng đề cao, nàng tài có càng đại hy vọng báo thù. Hàn Sơ Tuyết cùng Diệp Thần Phong cũng chung hội có gặp lại ngày. Kinh thành, Thương Vân Sơn mạch bên ngoài. Ngày hôm qua tướng lãnh hải các đệ tử sát sau khi chết, Diệp Thần Phong từ Tần Nghị khẩu trung hiểu được rất nhiều về cổ võ giới sự tình. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị mang theo Vương Lực cái này một tiểu tổ nhân hòa Hắc Tâm chính thức hội hợp, cẩn thận nghiên cứu một chút đối phó thôn vệ đế quốc phương án. Các vị huynh đệ, ngày hôm nay ta và Vương Lực bọn họ phải ly khai Hoa Hạ quốc một đoạn thời gian, chính các ngươi đi tìm lịch luyện địa phương đi. Ta tin tưởng các ngươi tại nhìn thấy cổ võ giới cao thủ sau đó, các người hiện tại nên càng ý chí chiến đấu sục sôi đi. Ta rất chờ mong lần sau về nước thời gian, thực lực của các người nhận được đại mức độ tăng lên. Diệp Thần Phong đúng phong vệ đội thành viên nói rằng. Sau đó, rồi hướng bên cạnh hai nàng nói rằng, Hiểu Phỉ, Vũ Đình. Hai người các ngươi trở lại kinh thành đi thôi. Lần này chúng ta không thể đủ mang theo các ngươi cùng nơi hành động, có chuyện gì tùy thời điện thoại liên lạc ta. Thần Phong, chính ngươi phải cẩn thận. Hai nàng cơ hồ là miệng đồng thanh nói rằng, hai người bọn họ biết lần này Diệp Thần Phong hành động khả năng rất nguy hiểm, hai người bọn họ nếu như đi theo, chỉ sẽ trở thành Diệp Thần Phong trói buộc. Diệp Thần Phong ôn nhu vuốt ve hai nàng đôi má, ánh mắt vừa nhìn về phía vẫn không có rời đi Tần Nghị, nói rằng, Tần Nghị, dùng thực lực của ngươi bây giờ tại trong thế tục đều không coi là cao thủ, ngươi còn là sớm làm hồi cổ võ giới đi. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết rất nhiều về cổ võ giới sự tình. Tần Nghị há miệng mong chờ, cuối cùng vẫn lặng lẽ điểm gật đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, ta chờ mong ngươi bước vào cổ võ giới ngày nào đó. Đang cùng mọi người lần lượt nói lời từ biệt sau đó, Diệp Thần Phong mang theo Vương Lực, La Vân, Vương Quân cùng xử lỗi cái này một tiểu tổ người, dẫn đầu ly khai Thương Vân Sơn Mạch. 3 giờ sau, Diệp Thần Phong đám người đi tới cùng Hắc Tâm ước hẹn địa phương gặp mặt. Là một đống rời xa thị khu độc lập biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh, Hắc Tâm trên người vẫn như cũ là toàn thân hắc y, mặt thượng mang mặt nạ, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong là một người tới được, không khỏi hỏi, Diệp Thần Phong, bọn họ là. Hắc Tâm, người yên tâm đi, 4 người này đều là đáng giá tín nhiệm, bọn họ nên toán là thủ hạ của ta, lần này vừa vặn có thể rèn luyện bọn họ. Diệp Thần Phong hồi đáp. Hắc Tâm điểm gật đầu, từ trước đây hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong sau đó. Hắn liền chút nào vô lý do lại đi hoài nghi Diệp Thần Phong, cổ họng trong phát sinh thanh âm đầy truyền cảm. Diệp Thần Phong, ta bỏ vào phía trên tin tức,
lần này thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương là tại M quốc, cụ thể là tại M quốc nơi nào hiện tại ta còn không biết. Thế nào lại là tại M quốc? Diệp Thần Phong không nén nổi nghi vấn hỏi, sau đó, hắn lại suy nghĩ minh bạch một sự tình, hắc tâm, lần này thôn vệ đế quốc thịnh hội tại M quốc cử hành, sợ rằng trong đó có một nguyên nhân là Angelina chết đi. Dù sao Angelina là thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách. Hắc tâm không có che giấu điểm gật đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, người quả nhiên là một cái người vô cùng thông minh, ta nghe nói lần này thôn vệ đế quốc còn chuẩn bị nhượng người xuống tay với ngươi, thậm chí là đối với các ngươi Diệp gia hạ thủ, Angelina tử tại Hoa Hạ quốc, ta tuy rằng tướng chúng ta giết chết nàng vết tích xóa sạch, thế nhưng trước ngươi tại M quốc xuất hiện, đồng thời phá hủy thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa. Sở hữu thôn vệ đế quốc người tự nhiên mà vậy sẽ cho rằng giết chết Angelina người là ngươi. Diệp Thần Phong, cho nên lần này các ngươi phải muốn dịch dung sau đó tài năng đủ đi trước M quốc, nếu như bị thôn vệ đế quốc người phát hiện thân phận của ngươi, sợ là chúng ta đều chỉ có đi gặp Diêm Vương ra phần. Hắc tâm đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong tán đồng điểm gật đầu, hỏi, Hắc tâm, trong lòng ngươi không có diệt trừ thôn vệ đế quốc kế hoạch. Chúng ta trước có thể thương lượng một chút. Hắc tâm lắc đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, hiện nay chúng ta chỉ biết là lần này thịnh hội tại M quốc cử hành, liền xác thực địa chỉ đều không rõ ràng lắm, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi trước một bước toán một bước, chờ đến M quốc chúng ta lại cặn kẽ kế hoạch thoáng cái. Diệp Thần Phong cũng biết hiện trong tay bọn họ hiểu rõ đồ đạc quá ít, hiện tại kế hoạch tốt, đến lúc đó khả năng cũng sẽ có biến hóa, còn chẳng đi trước M quốc lại nói. Hắc tâm, chúng ta đây lúc nào xuất phát? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Hắc tâm hồi đáp, đằng sáng mai chúng ta đi kinh thành phi trường quốc tế đi máy bay đi hướng tới M quốc, ngày hôm nay trước muốn giúp các ngươi năm cái hoàn thành dịch dung sự tình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần Phong, Hắc tâm chúng nhân liền đi tới kinh thành phi trường quốc tế. Trong đó Diệp Thần Phong, Vương Lực, La Vân, Vương Quân cùng Sử Lỗi mặt thượng dáng dấp hoàn toàn biến. Lúc này, chỉ sợ là quen thuộc bọn họ người cũng không nhận ra được. Diệp Thần Phong tại kinh thành phi trường quốc tế cổng thấy được Tần Nghị, tiểu tử này chính ngồi ở phi trường cổng, một mặt ho khan không ngừng, một mặt không ngừng hút thuốc, nhìn hắn bộ dáng này chỉ biết hắn là đệ nhất thứ hút thuốc lá. Tần Nghị đỉnh hai cái thật to hắc vòng tròn, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như là đang chờ người nào. Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nên không sẽ là đang đợi ta đi. Tần Nghị vốn là dự định hồi cổ võ giới, thế nhưng hắn nhớ lại muốn mở đi thông cổ võ giới môn, phải muốn thiên giai thượng phẩm cao thủ mới được. Tiếp theo hắn liền nghĩ tới Diệp Thần Phong nói qua một câu nói, không sợ chết, chỉ sợ sống quá uất ức, điều này làm cho hắn lại đến lúc cải biến quyết định. Tần Nghị nhớ lại Diệp Thần Phong lúc gần đi bảo là muốn đến nước ngoài đi. Vì vậy hắn liền đi tới kinh thành phi trường quốc tế cắm điểm, hắn tại cổng đợi có gần 20 tiếng đồng hồ, thành cái kẻ ngu si giống nhau, một mặt ho, một mặt hút thuốc, dùng này nhắc tới thần, bởi vì trong lòng hắn mặt đã làm ra một cái quyết định, hắn muốn theo Diệp Thần Phong. Tần Nghị trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, hay là đi theo Diệp Thần Phong, hắn liền có thể lần nữa bước trên một điều con đường cường giả. Dù sao hắn đều là bị người cười nhạo phế vật. Sao không đánh bạc một lần, ngẩng đầu, ưỡn ngực làm một hồi nam nhân chân chính. Chương 587, đợi làm thịt Sơn Dương. Tại Diệp Thần Phong nhìn đến Tần Nghị thời gian, Vương Lực, La Vân, Vương Quân cùng Sử Lỗi bốn người này cũng nhìn thấy ngồi xổm kinh thành phi trường quốc tế cửa Tần Nghị. Vương Lực tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu, Tần Nghị tại sao lại ở chỗ này? Theo lý mà nói hắn nên ly khai kinh thành. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là đang chờ người nào. Cái này trên thế giới sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ nói hắn tại chờ chúng ta? Chúng ta chỉ để ý đi chúng ta, hiện tại chúng ta đều dịch dung, Tần Nghị nhất định là không nhận ra chúng ta. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói rằng, dưới chân bước chân vẫn như cũ là bảo trì vốn có tốc độ, hướng kinh thành phi trường quốc tế bên trong đi. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân vừa trải qua Tần Nghị bên người thời gian, Tần Nghị lập tức bỏ lại tàn thuốc trong tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần Phong chúng nhân, từ nhỏ Tần Nghị khứu giác tựu đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần hắn ngửi qua vị tựu sẽ không quên, tại Thương Vân Sơn Mạch bên ngoài,
hắn cùng Diệp Thần Phong gần gũi nói chuyện với nhau qua, cho nên đối với Diệp Thần Phong trên người vị đặc biệt quen thuộc. Nguyên bản Tần Nghị tưởng Diệp Thần Phong bọn họ tới sân bay, mà khi hắn nhìn đến trước mặt mấy người dáng dấp sau, trong lòng là đã thất lạc, lại nghi ngờ, hắn nghi ngờ là trong đó trên người một người vị cùng Diệp Thần Phong trên người vị, căn bản là giống nhau như đúc. Theo lý mà nói, cái này trên thế giới hầu như trên người mọi người vị đều bất đồng, bất quá, dùng bình thường người khứu giác căn bản tự không phân biệt được, mà Tần Nghị mũi có thể nói so lỗ mũi chó còn muốn linh mẫn, đây là hắn cùng bẩm sinh tới một loại thiên phú, sau đó hắn càng thích dùng mũi đi phân rõ, bởi vì mắt thấy sự vật có đôi khi cũng là giả. Đúng, trên thế giới này không phải còn có thuật dịch dung sao? Diệp Thần Phong bọn họ lần này đến nước ngoài đi là làm chuyện trọng yếu. Nói như vậy bọn họ dịch dung cũng không đủ vì quái. Tần Nghị nghĩ ở trong lòng đến nơi này một điểm sau, lập tức từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng kinh thành phi trường quốc tế bên trong chạy đi. Thân thể ngăn ở Diệp Thần Phong đám người trước mặt, tự tin nói rằng, các ngươi bị ta phát hiện, mang ta cùng nơi đến nước ngoài đi thôi. Diệp Thần Phong chúng nhân trong lòng kinh nghi vạn phần, bất quá, trên mặt bọn họ đều không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Thần Phong gợn sóng không sợ hãi thay đổi thanh âm, nói rằng, vị bằng hữu này, ngươi là không phải nhận lầm người. Chúng ta hình như không nhận thức đi. Tần Nghị tay chỉ điểm điểm cái mũi của mình, nói rằng, Diệp Thần Phong, trước quên nói cho ngươi biết một chuyện, ánh mắt của người khác có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Mà lỗ mũi của ta đồng dạng có loại bản lãnh này, chỉ cần là ta nghe thấy được qua vị, ta là có thể dễ dàng phân biệt đi ra. Cho nên các ngươi không cần ở trước mặt ta che giấu. Diệp Thần Phong trái lại không có nghĩ đến Tần Nghị còn có loại bản lãnh này. Nếu không có cách gì che giấu đi xuống, như vậy Diệp Thần Phong liền thoải mái thừa nhận, Tần Nghị, ngươi biết chúng ta đi nước ngoài làm gì sao? Dùng thực lực của ngươi đi theo, có 90% trở lên tỷ lệ sẽ chết tha hương, huống hồ ngươi đi cũng giúp không được chúng ta gấp cái gì. Diệp Thần Phong, không sợ chết. Chỉ sợ sống quá uất ức, những lời này là ngươi nói cho ta biết. Tần Nghị ánh mắt kiên định nhìn Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ta Tần Nghị đã uất ức lâu như vậy, thật không muốn lại uất ức đi xuống, lần này coi như là cuối cùng thật tử tại nước ngoài. Ta Tần Nghị cũng không oán không hối hận. Diệp Thần Phong, ta có thể không thể để cho ngươi một tiếng lão đại. Từ nay về sau theo ở bên cạnh ngươi, ta biết chỉ có như vậy ta tài có hy vọng lần nữa tướng đã từng mất tất cả tìm trở về. Tần Nghị đặc biệt chân thành tha thiết nói rằng, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhìn thoáng qua Hắc Tâm hỏi, hiện tại ngươi còn có thể không thể lập tức lại cho tới một tấm vé phi cơ. Hắc Tâm trong lòng trong bất đắc dĩ lắc đầu, lần này bọn họ đi M quốc có thể không phải du sơn ngoạn thủy, liền bọn họ sống hạ khả năng tới đều đặc biệt xa vời, hắn thật không hiểu nổi thế nào hết lần này tới lần khác có người thích đi chịu chết. Vì vậy nói rằng, chút chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm được. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nếu muốn theo đi chịu chết, như vậy ta không có lý do gì không thành toàn ngươi đi. Diệp Thần Phong vươn tay vỗ vỗ trước mặt Tần Nghị vai. Tần Nghị vội vã hưng phấn nói, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều, sau đó ngươi Diệp Thần Phong tự là lão đại của ta. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ, nói rằng Tần Nghị. Thực lực của ngươi nhưng còn có đãi đề cao, nếu không ta cái này làm lão đại không là theo chân ngươi cùng nơi mất mặt sao? Tần Nghị đôi má lúng túng có chút hơi đỏ lên, bởi Tần Nghị hai ngày trước tài mới vừa cùng Diệp Thần Phong nhận thức, cho nên Tần Nghị cũng không cần phải dịch dung, tin tưởng thôn phệ đế quốc điều tra năng lực còn không có cường hãn đến loại tình trạng này. Lại nói Tần Nghị là từ cổ võ giới chung đi ra, trước đây chưa từng có đến thế tục giới đã tới. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân bước vào bay đi M quốc máy bay thời gian. M quốc, mỗi chỗ bí ẩn Âu thức từ xưa phong cách vật kiến trúc trong. Một gã 30 nhiều tuổi hoa hạ quốc nam nhân, cánh tay ống tay áo thượng tú một cái phong tự, biểu tình cung kính đi vào nhà này từ xưa phong cách vật kiến trúc trong đại điện. Trong đại điện tia sáng đặc biệt hôn ám, tại đại điện ngay chính giữa phía trước nhất, có một khối cao hơn tới ngôi cao, trên bình đài để một chương kim sắc cái ghế. Cái ghế thượng điêu khắc từng cái trông rất sống động cự long. Tại cái này trương bá khí chắc lậu cái ghế thượng, ngồi một cái tóc hoa râm, nhìn dáng dấp đã vượt qua 100 tuổi lão nhân, bất quá, lão đầu tử này mặt thượng tuy rằng hiện đầy đếm không hết nếp nhăn,
thế nhưng hắn trên thân thể bắp thịt lại là cao cao cổ khởi, đầu này lô cùng thân thể dường như không là cùng một người, điều này làm cho người nhìn có loại không hàn mà túc cảm giác quỷ dị. Tên cánh tay ống tay áo thượng tú một cái phong chữ nam nhân, tại đi vào hôn ám không gì sánh được đại điện sau, lập tức hướng ngồi ở kim sắc trên ghế lão đầu, thật sâu khom người chào, thanh âm cung kính nói, quốc vương, Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ đã tại tới em mở quốc nơi này, kế tiếp, chúng ta là không là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Tại cái này tên cánh tay ống tay áo thượng tú phong chữ nam nhân đi vào trong đại điện trước, trong đại điện ngoại trừ ngồi ở trên ghế tên quỷ dị lão đầu bên ngoài, còn có mặt khác ba nam nhân cung kính đứng ở trong đại điện, cái này ba nam nhân cánh tay ống tay áo thượng phân biệt thiêu hỏa, lôi, điện cái này ba cái chữ. Cái này bốn nam nhân trên cánh tay kiểu chữ hợp lên niệm chính là phong hỏa lôi điện, bọn họ là thôn phệ đế quốc trung bốn đại chiến tướng, mà ngồi tại kim sắc trên ghế quỷ dị lão đầu, liền là thôn phệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương. Quốc vương nhìn trong đại điện bốn đại chiến tướng, cổ họng trong phát sinh thanh âm già nua, trên thế giới này không có người có thể khiêu chiến chúng ta thôn phệ đế quốc uy nghiêm, càng không có người có thể phản bội chúng ta thôn phệ đế quốc, những này tên ngu xuẩn, cho là chúng ta còn không biết bọn họ muốn diệt trừ thôn phệ đế quốc sự tình. Lần này để cho bọn họ hoàn toàn mai táng tại M quốc mảnh đất này trong, sau đó những hoa hạ quốc kinh thành Diệp gia cũng từ nơi này trên thế giới tiêu thất, cho là chúng ta thôn phệ đế quốc thành viên là nói sát là có thể bị giết sao. Phải muốn nhượng Diệp Thần Phong cùng cả cái Diệp gia trả giá phải có đại giới. Cái này kiện sự tình tự giao cho các người bốn cái đi làm, dùng bốn người các ngươi thực lực phải giải quyết Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ, hẳn không có bất luận cái gì khó khăn đi. Tại quốc vương lời mới vừa nói xong, phong hỏa lôi điện bốn đại chiến tướng lập tức hướng quốc vương thật sâu khom người chào, miệng đồng thanh nói rằng, quốc vương, chúng ta nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đang khi nói chuyện, tại phong hỏa lôi điện bốn đại chiến tướng trong cơ thể bạo phát ra một cổ cường hãn khí thế, nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, khẳng định hội đặc biệt kinh ngạc, bởi vì này bốn đại chiến tướng trên người phát ra rõ ràng tựu là linh hồn lực. Tốt, bốn người các ngươi cấp ta lui xuống đi đi. Đằng Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ đã tới M quốc, các ngươi dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành thì tốt rồi. Quốc vương phất phất tay nói rằng, bốn đại chiến tướng chậm chậm thối lui ra khỏi trong đại điện, ngồi ở kim sắc trên ghế quốc vương, khô quắt môi lộ ra một vòng xấu xí dáng tươi cười. Hắn thấy Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ căn bản tựu không đủ sợ hãi, bởi vì hắn còn cũng không biết Diệp Thần Phong cũng là một cái linh hồn lực chiến sĩ, hay là biết cái này một điểm sau, hắn tựu hội càng thận trọng đối đãi cái này kiện sự tình. Cho nên, hiện nay tại thôn vệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương xem ra, Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ nhiều nhất chỉ là đợi làm thịt Sơn Dương. Không biết, có đôi khi đợi làm thịt Sơn Dương cũng sẽ biến thành mãnh hổ. Bởi vì nhu nhược Sơn Dương chỉ là bọn hắn bề ngoài mà thôi, tại da dê dưới bọn họ là triệt đầu triệt đuôi mãnh hổ. Chương 588, Tinh Phong Huyết Phú. Tại thôn vệ đế quốc cấp Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ bày cạm bẫy, cùng đợi bọn họ chủ động mắc câu thời gian. Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân từ M quốc thủ đô trong phi trường đi ra, kèm theo trên bầu trời ánh mặt trời sáng rỡ. Bốn cái thân thể to tráng hoa hạ quốc nam nhân sớm ở phi trường bên ngoài chờ, đường cái này bốn nam nhân nhìn đến Hắc Tâm sau, lập tức đón đi tới, khá vì cung kính nói, lão bản, các ngươi đến a. Bốn người này là Hắc Tâm trợ thủ đắc lực, trong đó một cái thân thể khổng lồ dường như một con gấu đen nam nhân, trước đây Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm đệ nhất thứ lúc gặp mặt, cái này lớn lên giống con gấu đen người tựu đi theo Hắc Tâm bên cạnh, tên của hắn đã bảo làm Hắc Hùng. Mặt khác ba cái hoa hạ quốc nam nhân phân biệt là Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà. Bất quá, bốn người này tuy rằng thân là Hắc Tâm trợ thủ đắc lực, thế nhưng Hắc Tâm tịnh không có tướng kế hoạch của hắn nói cho bọn hắn biết, hắn cũng không cần thiết hướng thủ hạ của hắn giải thích Diệp Thần Phong đẳng thân phận của người. Tại Hắc Tâm cái này bốn gã trợ thủ đắc lực trong đó Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà ánh mắt mịt mờ liếc Diệp Thần Phong chúng nhân, tuy rằng động tác của bọn họ đặc biệt tiểu, bình thường người thậm chí là sức quan sát bén nhạy người cũng không phát hiện được, thế nhưng cái này chút nào chạy không khỏi Diệp Thần Phong mắt, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Hắc Tâm cái này bốn cái trợ thủ đắc lực có chuyện sao? Ta xem nên là ta suy nghĩ nhiều đi.
Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra điện thoại di động, gọi thông Lý Á Quốc số điện thoại di động, lần này tới đến M Quốc nói không chừng còn cần Lý Á Quốc trợ giúp ni. Dù sao trước Lý Á Quốc tại Diệp Thần Phong một tay thao tác hạ, bây giờ đã trở thành M Quốc thế lực dưới đất chung tay không có thể nhiệt chính là nhân vật. M Quốc thủ đô, Thắng Thiên Hội Tổng hội sở trong phòng hội nghị. M Quốc Thắng Thiên Hội là Lý Á Quốc một tay sáng lập, trước đây nếu không phải là bởi vì có Diệp Thần Phong, hắn từ đầu đến cuối đều là trong mắt người khác phế vật. Sau lại hắn khi biết Diệp Thần Phong tại Hoa Hạ Quốc thế lực tên là Thắng Thiên Hội sau, hắn liền không chút do dự cũng muốn tại M Quốc sáng lập một cái Thắng Thiên Hội, sau đó Diệp Thần Phong nếu như cần dùng đến địa phương của hắn, hắn Lý Á Quốc tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ. Lý Á Quốc ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, hắn hôm nay trên người tản ra một loại cấp trên khí thế. Đã không phải là trước đây cái kia kẻ bất lực, một đôi mạnh mẽ con ngươi, nhìn trong phòng hội nghị cái khác cao tầng, nói rằng các ngươi phải muốn cấp ta một cái giải thích hợp lý. Từ Thắng Thiên Hội tại M Quốc thành lập tới nay, các ngươi nhóm đầu tiên nguyên lão cấp nhân vật cơ hồ là quá xuôi gió xuôi nước. Không có trải qua thiết huyết chém giết, cũng không có trải qua sinh tử tồn vong bước ngoặt. Lẽ nào cũng là bởi vì như vậy an nhàn sinh hoạt, xứ được các ngươi càng không tượng bộ dáng sao? Mỗi một người đều là lấn thiện sợ ác, các ngươi đã làm nhiều ít chuyện xấu xa tình. Làm chúng ta cái này một hàng tay thượng khó tránh khỏi hội không sạch sẽ, có thể các ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi cái phạm vi này. Các ngươi biết Thắng Thiên Hội vì sao có thể tại M Quốc xuôi gió xuôi nước sao? Cái này hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong Diệp huynh đệ, là hắn trước đây lôi ta một bà. Mới để cho ta làm xong rồi hôm nay chỗ ngồi. Mà ta nguyên do tại M Quốc sáng lập Thắng Thiên Hội, cái này cũng hoàn toàn là vì phải báo đáp Diệp huynh đệ ân tình. Nói cách khác, ta chỉ là bang Diệp huynh đệ tạm thời xử lý M Quốc Thắng Thiên Hội. Hiện tại M Quốc Thắng Thiên Hội có hết thảy đều là Diệp huynh đệ. Ta cũng không muốn chờ sau này hắn đi tới M Quốc thời gian, nhìn đến M Quốc Thắng Thiên Hội như vậy chướng khí mù mịt. Nếu như các ngươi không muốn lưu ở Thắng Thiên Hội trong, các ngươi có thể lập tức cấp ta lăn. Lý Á Quốc thanh âm vang dội toàn bộ phòng họp, có thể dùng trong phòng hội nghị cao tầng môn, sắc mặt sôi nổi đỏ lên không gì sánh được, tại bọn họ trong lòng Lý Á Quốc chính là một cái ngu ngốc, bây giờ bọn họ Thắng Thiên Hội tại M Quốc cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bọn họ cái này một nhóm cao tầng đương nhiên biết Diệp Thần Phong, trước đây Diệp Thần Phong tại Sanofi gia tộc trong trang viên, thế nhưng 10 phần nghiêu bức, thế nhưng theo thời gian trôi qua. Diệp Thần Phong mang cho bọn hắn lực chấn nhiếp đã sớm tiêu thất, theo bọn họ M Quốc Thắng Thiên Hội là Lý Á Quốc sáng lập, cái đó và xa tại Hoa Hạ Quốc Diệp Thần Phong một chút quan hệ cũng không có. Hội trưởng, ta biết người đúng Diệp Thần Phong ôm cảm ơn chi tâm, có thể M Quốc Thắng Thiên Hội dù sao cũng là chúng ta hoa tâm huyết sáng đứng lên. Người cái này không cho chúng ta đụng, không cho chúng ta đụng, cái này coi như là một cái thế lực dưới đất sao. Dù sao ta cho rằng M Quốc Thắng Thiên Hội cùng Diệp Thần Phong không có nhất tinh nửa điểm quan hệ. Một gã M Quốc Thắng Thiên Hội cao tầng đúng Lý Á Quốc khá vì bất mãn nói. Ha, Lý Á Quốc cổ họng trong phát sinh cười lạnh một tiếng, chất vấn các ngươi có hoa tâm huyết tới sáng lập Thắng Thiên Hội sao? Nếu không M Quốc thế lực dưới đất tứ đại gia tộc vô điều kiện chống đỡ chúng ta, nếu không M Quốc chính phủ đúng chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi cho là chúng ta có thể phát triển nhanh như vậy sao? Chỉ sợ sớm đã bị M Quốc cái khác bang hội cấp bình định đi. Hiện tại các ngươi lại có thể có mặt nói M Quốc Thắng Thiên Hội cùng Diệp huynh đệ không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi đám này lang tâm cẩu phế đồ đạc, Thắng Thiên Hội trong không chào đón các ngươi những. Này hỗn đản, lập tức cấp ta cút ra khỏi Thắng Thiên Hội, từ hôm nay trở đi các ngươi không bao giờ. Nữa là Thắng Thiên Hội thành viên. Mặt đối với những người này tham lam, Lý Á Quốc là lại cũng không thể nhịn được nữa, hắn biết hiện nay phải muốn tướng M Quốc toàn bộ Thắng Thiên Hội, từ trên xuống dưới thật tốt thanh lý một phen. Hội trưởng, người đây là muốn qua sông đoạn cầu, ta khuyên ngươi không nên quá xung động tốt. Hội trưởng, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi có thể nói đem chúng ta đuổi ra Thắng Thiên Hội tự đuổi ra Thắng Thiên Hội sao? Ở đây một đám cao tầng môn tức giận mở miệng nói rằng, bọn họ không có nghĩ đến Lý Á Quốc lại có thể sẽ nói ra lời như vậy. Kỳ thực Lý Á Quốc theo như lời những thứ này đều là sự thực, bọn họ những
Này hỗn đản lưu tại Thắng Thiên Hội chung, chỉ là vì ham hưởng thụ mà thôi, đúng Thắng Thiên Hội phát triển không có nửa điểm tác dụng. Trước đây bọn họ vừa gia nhập Thắng Thiên Hội thời gian, mỗi một người đều là khí thế ngất trời vì Thắng Thiên Hội tương lai làm dự định, nhưng mà, không có qua bao lâu thời gian, những này người đều lộ ra tham lam bản tính, có thể nói ngày hôm nay Lý Á Quốc tại trong phòng hội nghị bạo phát, hắn đã đạt đến một loại không thể nhịn được nữa trình độ. Ong ong, Lý Á Quốc sắc mặt biến được càng tới càng âm trầm, vừa định muốn lần thứ hai phá khẩu hét lớn, trên bàn hội nghị điện thoại di động chấn động lên, khi hắn nhìn tới tay cơ biểu hiện trên màn ảnh Diệp huynh đệ cái này ba cái chữ thời gian, trên mặt hắn vẻ âm trầm biến mất vô ảnh vô tung, cầm điện thoại di động lên đi ra trong phòng hội nghị, đi tới không đáng hành lang thượng, nhận nghe điện thoại, Diệp huynh đệ, cái này là ngươi đệ nhất thứ chủ động gọi điện thoại cho ta à. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cái này vị lão ca quên mất ni. Lý ca, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Lại nói ta cái này không phải gọi điện thoại cho ngươi sao? Ta hiện tại đã đến M quốc, bất quá, lần này ta là tới M quốc làm sự tình, ngươi không cần đối với bất kỳ người nào nói ta đi tới M quốc. Lý ca, tối hôm nay ngươi có thể hay không? Nếu như có rỗi rảnh, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ truyền lại cấp ta. Ta đến lúc đó trực tiếp len lén đi nhà ngươi, như vậy tựu không dễ dàng bị hữu tâm nhân phát hiện. Lý Á Quốc nghe được Diệp Thần Phong thì đã tại M Quốc, tâm tình là kích động vạn phần, hắn có nhiều lắm lời nói muốn nói với Diệp Thần Phong, hắn đem Diệp Thần Phong đã cho rằng huynh đệ, lại cho rằng là ân công, vội vàng nói, Diệp huynh đệ, ngươi cái này không phải là nói lời vô ích mà. Bây giờ Diệp huynh đệ ngươi đi tới M Quốc, ta Lý Á Quốc nếu là nói với ngươi không rãnh lời nói. Ta Lý Á Quốc chẳng phải là rùa vương bát đản. Diệp huynh đệ, ta sau đó dùng ngắn tin đem ta hiện tại ở địa chỉ chia ngươi, buổi tối chúng ta sẽ đem rượu nói vui mừng, đêm nay ta nhất định muốn cùng Diệp huynh đệ ngươi uống cái thông khoái. Lý Á Quốc tại nhận đến Diệp Thần Phong điện thoại sau, tâm tình biến được phá lệ vui vẻ, lần thứ hai trở lại trong phòng hội nghị thời gian, hắn không dánh cùng những sâu mọt này nói nhảm nhiều, trực tiếp nói ta cho các ngươi 5 ngày thời gian. 5 ngày nội các ngươi đều phải cút ra khỏi Thắng Thiên Hội, nếu không cũng chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, Lý Á Quốc liền lần thứ hai ly khai phòng họp, lưu hạ một đám sắc mặt biến hóa không ngừng M Quốc Thắng Thiên Hội cao tầng. Đi ra M Quốc thủ đô sân bay không bao lâu Diệp Thần Phong, tự cấp Lý Á Quốc đánh xong điện thoại sau đó, nghĩ khởi Lý Á Quốc tại trong điện thoại hưng phấn giọng nói, hắn là bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây hắn trợ giúp Lý Á Quốc. Hoàn toàn là bởi vì Lý Á Quốc lựa chọn đứng ở hắn bên này. M Quốc, theo Diệp Thần Phong, hắc tâm đám người đến. Sắp nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chương 589, cảm giác quá thuận lợi. Bóng đêm như mực, đen kịt trong trời đêm treo nhất luân lành lạnh mặt trăng. M Quốc thủ đô đến buổi tối, trên đường phố là đèn neon sáng lạn, các loại buổi chiếu phim tối trong chật ních trang phục mốt thanh niên nhân. Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân, ăn mặc rất gợi cảm cùng nóng nảy, tướng các nàng thành thục vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ngoại quốc trên người nữ nhân đều có một loại dã tính mị lực, loại thành thục chung mang theo cuồng dã cảm giác, cái này sẽ làm đại đa số nam nhân trong lòng sản sinh một loại chinh phục cường liệt khát vọng. Tựa hồ bất kể là tại quốc gia nào chung, chỉ cần là kinh tế tương đối phát triển thành phố lớn, đến buổi tối có thể so với ban ngày càng náo nhiệt, hoàn toàn là từng ngọn bất dạ thành. Có bao nhiêu ngây thơ cùng vô tri thiếu nữ tướng các nàng quý báu đệ nhất thứ, tại như vậy một đám xa hoa lãng phí ban đêm dâng hiến cho một cái nam nhân xa lạ. Sợ rằng đây là thanh niên nhân trong mắt cái gọi là kích thích sinh sống. Tại các loại buổi chiếu phim tối trong phát tiết ra ầm ĩ tiếng nhạc thời gian, M Quốc, một chỗ tương đối xa hoa khu biệt thự bên trong đặc biệt an tĩnh, cái này hoàn toàn là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Mà M Quốc Thắng Thiên Hội hội trưởng Lý Á Quốc hiện nay sẽ ngủ ở chỗ này khu biệt thự trong. Số 10 biệt thự trong phòng khách, sáng không tính là quá chói mắt, cũng không tính là quá ánh đèn lờ mờ. Lý Á Quốc chuẩn bị xong một dương đỉnh cấp rượu đỏ, tại bàn trà thượng để hai chỉ giá cả xa xỉ ly thủy tinh chân cao, đi tới phòng khách cửa sổ sát đất hộ trước, tướng màu xanh nhạt rèm cửa sổ cấp kéo ra, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, hắn đang đợi huynh đệ của hắn. Hắn ân công Diệp Thần Phong đến. Lý ca, ta ly khai M Quốc sau, người ở đây cuộc sống ở nơi này nên coi như thuận lợi đi.
một đạo hắc ảnh tiêu không một tiếng động xuất hiện ở biệt thự trong phòng khách. Nghe vậy, Lý Á Quốc cấp bận quay người sang, khi thấy một gương mặt xa lạ lỗ thời gian. Hắn vẫn như cũ là vội vàng kích động đi tới, chăm chú cùng người trước mặt nắm tay, nói rằng, Diệp huynh đệ, nguyên bản ta dự định qua mấy ngày đi Hoa Hạ Quốc tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại bản thân đi tới M Quốc. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta lưỡng, khác không nói nhiều, rượu này nhất định muốn uống thống khoái. Tuy rằng trước mặt Diệp Thần Phong dịch dung, thế nhưng Lý Á Quốc đối với Diệp Thần Phong thanh âm thị phi thường quen thuộc, trước tiên tự xác định người trước mặt này là Diệp Thần Phong. Lý ca, đêm nay ta nhất định phụng bồi tới cùng. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, hắn cùng Hắc Tâm đám người ở M Quốc tìm được rồi địa điểm đặt chân sau, đợi được màn đêm buông xuống. Hắn cùng Hắc Tâm chúng nhân thông báo một tiếng, liền một người len lén đi trước Lý Á Quốc chỗ ở. Lý Á Quốc trực tiếp mở ra một lọ đỉnh cấp rượu đỏ, cấp Diệp Thần Phong cùng hắn bản thân phân biệt rót một chén, nói rằng, Diệp huynh đệ. Ta chỉ biết ngươi là một cái thống khoái người, nghĩ khởi trước đây chúng ta đệ nhất thứ gặp mặt, thời điểm đó ta còn là một cái kẻ bất lực, là Diệp huynh đệ ngươi nhường ta có địa vị hôm nay, một chén rượu này là ta nhất định muốn mời ngươi. Nói. Lý Á Quốc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, Diệp huynh đệ. Ta tại M Quốc ở đây cũng sáng lập một cái thắng thiên hội, sau đó chỉ cần Diệp huynh đệ yêu cầu ta Lý Á Quốc địa phương, ta Lý Á Quốc coi như là đánh bạc này mạng già, ta cũng nhất định hội đem hết toàn lực trợ giúp Diệp huynh đệ ngươi. Diệp Thần Phong cũng tướng rượu đỏ trong ly cấp một hơi làm, nói rằng, Lý ca, lần này hay là thật là có sự tình yêu cầu ngươi giúp một tay. Lần này chúng ta là tới M Quốc hoàn toàn diệt trừ thôn vệ đế quốc, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, hiện tại Lý ca ngươi ở đây M Quốc thế lực dưới đất coi như là như mặt trời ban trưa, bất quá. Cái này thôn vệ đế quốc rất thần bí, ta có thể tự mình giải quyết cũng sẽ không phiền phức Lý ca ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Lý Á Quốc cau mày, nói rằng, Diệp huynh đệ, ngươi là khinh thường ta Lý Á Quốc sao? Ngươi nói những thứ này đều là nói cái gì? Lẽ nào ta Lý Á Quốc sợ Diệp huynh đệ các ngươi liên lụy ta sao? Nếu không có Diệp huynh đệ ngươi, ta Lý Á Quốc bây giờ tại M Quốc toán cá điểu, cho dù Diệp huynh đệ muốn cùng lão thiên đối nghịch, ta Lý Á Quốc cũng phải cho ngươi phụ một tay, ta Lý Á Quốc vì Diệp huynh đệ ngươi mà chết, nếu là hội một chút nhíu mày, ta Lý Á Quốc không coi là một cái thật nam nhân. Tốt, Lý ca, ta biết ngươi muốn giúp ta, có chỗ nào yêu cầu ngươi giúp một tay? Ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ hướng ngươi nói ra, đêm nay chúng ta hai huynh đệ tiểu thống khoái uống rượu. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lý Á Quốc vai nói rằng, hắn trước đây quả nhiên không có nhìn lầm Lý Á Quốc cái này người, Lý Á Quốc 100% là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, từ đêm đó Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc thấy một lần mặt sau đó, Diệp Thần Phong liền không có lại cùng Lý Á Quốc đã gặp mặt. Diệp Thần Phong nguyên do đi tới M Quốc sau, muốn gặp một mặt Lý Á Quốc, là nhượng Lý Á Quốc có một chuẩn bị tâm lý, dù sao lần này diệt trừ thôn vệ đế quốc sự tình nói không chừng thật đúng là muốn nhượng Lý Á Quốc giúp đỡ. Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân dừng chân một quán rượu trong, Hắc Tâm sáng sớm hôm nay liền bỏ vào, lần này thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội đích xác thiết địa phương. Hắc Tâm trước tiên đi vào Diệp Thần Phong trong phòng, Vương Lực, La Vân, Vương Quân. Sử Lỗi cùng Tần Nghị đều ở đây. Diệp Thần Phong, ta nhận đến tin tức, thôn vệ đế quốc lần này thịnh hội tựu vào ngày mai cử hành, chúng ta xế chiều hôm nay nhất định phải đến cái địa phương kia. Hắc Tâm đóng kỹ phòng môn sau đó, liền đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tướng một chương giấy trắng đặt ngang ở Diệp Thần Phong trước mặt, trên tờ giấy trắng là một bộ trong phạm vi nhỏ địa đồ, Hắc Tâm ngón tay chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ. Nói rằng, nơi này chính là cử hành thịnh hội địa điểm, ta đã trước đó điều tra, điểm đỏ đánh dấu địa phương là một tòa trang viên, đến nỗi trong trang viên mặt bố trí cùng an bài, dùng quyền hạn của ta còn giải không đến, phải muốn đi vào trang viên mới biết được. Diệp Thần Phong cẩn thận nhìn một lần cái này phó trong phạm vi nhỏ địa đồ, trầm tư sau một lát, nói rằng, Hắc Tâm, nếu ngươi giải không đến trong trang viên mặt bố trí, như vậy chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài động đầu óc. Nếu như đến lúc đó kế hoạch của chúng ta thất bại, chúng ta tại thoát đi trang viên sau, phải muốn tìm một điều có thể tin đào sinh lộ tuyến. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ tại trang viên bên cạnh một con đường thượng, con đường này đặc biệt chật hẹp,
chạy máy xe khẳng định không có cách gì tại con đường này chạy về thủ đô sử. Với lại này chật hẹp con đường vẫn thông hướng một chỗ rừng cây rậm rạp. Diệp Thần Phong có thể trước hết để cho Lý Á Quốc ở nơi nào chờ. Nếu như kế hoạch thất bại, như vậy thì do Lý Á Quốc tới đón đáp bọn họ. Hắc Tâm, ta cho rằng con đường này thích hợp nhất đào sinh. Hiện tại chúng ta đúng thôn vệ đế quốc lần thịnh hội này hoàn toàn không biết gì cả, phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng. Hắc Tâm điểm gật đầu ân, Diệp Thần Phong, ngươi nói con đường này đảo đích xác thích hợp đào sinh, nếu như không có những vấn đề khác, chúng ta lập tức xuất phát đi mục đích đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Tần Nghị, người ở chỗ này trung Tần Nghị thực lực thấp nhất, Diệp Thần Phong lại một lần nữa hỏi, Tần Nghị, ngươi thật phải cùng ta môn cùng đi. Hoặc ngươi có thể ở tại chỗ này. Tần Nghị kiên quyết lắc đầu, nói rằng, lão đại, ta tuy rằng thực lực rất thấp, thế nhưng ta có biện pháp tự bảo vệ mình, nói không chừng vẫn có thể giúp đỡ các ngươi bận ni. Tại cổ võ giới chúng ta thế nhưng phát minh giống nhau đặc biệt có lợi cho trốn chạy đồ đạc, đến nỗi là cái gì, đến lúc đó lão đại ngươi sẽ biết. Tốt, Tần Nghị, nếu ngươi kiên trì như vậy ngươi tự cùng chúng ta cùng nơi hành động. Muốn trở thành cường giả nhất định phải muốn bảo trụ ngươi mạng của mình. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nhìn Vương Lực chúng nhân, nói rằng, Vương Lực, bốn người các ngươi cũng giống vậy, là trở thành cường giả, còn là đến dưới đất đi gặp Diêm Vương gia, cái này đều muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tại bước đầu thương lượng sau khi chấm dứt, Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân tự xuất phát. Tổng cộng 3 chiếc xe, bởi vì ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân bên ngoài, còn có Hắc Tâm 4 cái trợ thủ đắc lực cũng cùng nơi theo đi, trong đó Hắc Hùng Bang Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ 2 cái lái xe, 1. Khác chiếc xe là Vương Lực tại điều khiển, bên trong ngồi Tần Nghị chúng nhân, cuối cùng một chiếc xe là Hắc Tâm trợ thủ đắc lực Hắc Hổ tại điều khiển, bên trong còn ngồi Hắc Báo cùng Hắc Xà. Hắc Hổ một mặt lái xe, vừa nói, Hắc Báo, Hắc Xà, ngày hôm nay qua đi chúng ta tự có thể trở thành thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách. Hắc Tâm tên ngu xuẩn này, vậy mà nỗ lực muốn phản bội thôn vệ đế quốc. Mấy canh giờ sau, 3 chiếc xe chậm rãi đình tại cử hành thịnh hội trang viên cổng. Ngồi ở trong xe Diệp Thần Phong, luôn luôn một ít tâm thần không yên, nhìn dễ dàng như vậy tựu đã tới thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, hắn cảm giác cái này kiện sự tình quá thuận lợi một ít, thuận lợi nhường hắn mơ hồ ngửi ra một cổ âm mưu vị. Chương 590, phản bội. Lại đi xuống xe trước, Diệp Thần Phong cấp Lý Á Quốc phát một cái tin nhắn ngắn, bất kể hắn dự cảm có đúng hay không xác thực, nói chung là lo trước khỏi họa. Trang viên cổng có 6 gã thân mặc áo đen to lớn mạnh hán gác, bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân đi tới, ý bảo Diệp Thần Phong bọn họ dừng bước lại tiếp thu kiểm tra, cái này 6 gã đại hán áo đen trong tay cầm một cái dụng cụ điện tử, tại Diệp Thần Phong, Hắc Tâm. Vương Lực đám người trên người quét nhìn, cái này loại nghi khí là có thể quét hình xuất thân thượng phải chăng mang theo hỏa lực vũ khí. Tại tướng tùy thân mang theo hỏa lực vũ khí giao ra đây sau đó, một tên trong đó đầu chọc ngoại quốc đại hán dẫn Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ đi vào trong trang viên. Diệp Thần Phong vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện trong trang viên mặt rất nhiều địa phương đều thiết trí có hỏa điểm, với lại cả tòa trang viên trong ngoại trừ dấu ở hỏa điểm chỗ đang tập kích bên ngoài. Chỉnh thể xem ra đặc biệt vắng vẻ. Tên đầu chọc ngoại quốc đại hán dẫn Diệp Thần Phong bọn họ đi vào trong trang viên mặt trong một gian phòng, nhấn gian phòng trên vách tường một cái nút màu đỏ, chỉ thấy trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hình vuông cái động khẩu. Tên ngoại quốc đầu chọc đại hán dùng không quá lưu loát Hoa Hạ quốc ngữ, nói rằng, lần thịnh hội này cử hành địa phương ở nơi này dưới lòng đất, các ngươi có thể tới trước phía dưới đi tham quan. Thôn vệ đế quốc những quốc gia khác người phụ trách cũng hầu như đều đến. Diệp Thần Phong trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng đậm hơn, thế nhưng chạy tới bước này, chính cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, bất kể như thế nào hiện tại chỉ có thể đi một bước toán một bước. Hắc Tâm 4 cái trợ thủ đắc lực dẫn đầu đi vào đi thông dưới lòng đất cái động khẩu, sau đó Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chúng nhân cũng đi xuống, cái động khẩu bên trong là một đám đi thông dưới đất cầu thang. Diệp Thần Phong tại Hắc Tâm bên cạnh thấp giọng nói rằng, Hắc Tâm, ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Đợi một lát chúng ta phải cẩn thận một chút. Hắc Tâm kỳ thực cũng tràn đầy đồng cảm, Diệp Thần Phong, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy a. Đây hết thảy hình như quá mức thuận lợi, chỉ mong là chúng ta hơn hai suy nghĩ.
Tại đi thông dưới đất hai bên trên vách tường sáng một ngọn đèn ngọn đèn đèn, Diệp Thần Phong chúng nhân khoảng chừng đi lại 4-5 phút sau, trước mắt tầm mắt đột nhiên biến được rộng mở trong sáng lên. Chỉ thấy cuối lối đi là một chỗ diện tích đặc biệt to lớn, tương tự với một tòa dưới đất cung điện vật kiến trúc. Lúc này, tại trong cung điện đã khoảng chừng có 100-200 người, Hắc Tâm Tại trong những người này thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đúng bên cạnh Diệp Thần Phong nói rằng, xem ra thôn vệ đế quốc những quốc gia khác người phụ trách đều không sai biệt lắm đến đông đủ, lần này chúng ta tìm cơ hội tranh thủ tướng toàn bộ thôn vệ đế quốc cấp tận diệt. Tại Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm bọn họ xuất hiện ở hạ cung điện thời gian. Trong cung điện rất nhiều người ánh mắt mịt mờ nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng hài hước thần sắc, tuy rằng những người này đã che giấu rất khá, nhưng vẫn như cũ là chạy không khỏi Diệp Thần Phong ánh mắt. Cảm thấy được cái này một điểm sau, Diệp Thần Phong chau mày lên, thấp giọng nói rằng, Hắc Tâm. Ta xem sự tình thật không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, thôn vệ đế quốc người rất có thể biết kế hoạch của chúng ta lần này. Hắc Tâm cũng bắt đầu lo lắng, nếu quả như thật dường như Diệp Thần Phong theo như lời, như vậy ngày hôm nay ở đây nhất định là thôn vệ đế quốc cho bọn hắn bày ra bẫy dập, bọn họ muốn sống rời đi xác suất hầu như coi như là linh. Diệp Thần Phong, chúng ta bây giờ. Hắc Tâm lời nói hơi ngừng, bởi vì hắn nhìn đến một gã 30 nhiều tuổi M quốc nam nhân. Vừa vặn hướng bọn họ cái này vừa đi tới, cái này tên M quốc nam nhân trên mặt mang dáng tươi cười, đi tới Hắc Tâm trước mặt, dùng khá vì lưu loát Hoa Hạ quốc ngữ, nói rằng ta nghĩ ngươi chính là thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách Hắc Tâm đi. Ta là thôn vệ đế quốc tại M quốc tân người phụ trách, ta là Phí Ân. Cái này tên là làm Phí Ân M quốc nam nhân. Đang quan sát một phen Hắc Tâm sau đó, lại đưa mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong, vương lực đám người trên người, trong ánh mắt chiếu tức càng nồng đậm một ít, tuy rằng các ngươi hiện đang thay đổi hình dạng, thế nhưng ta dám khẳng định trong các ngươi có một gọi Diệp Thần Phong đi. Ta đảo thật đúng là muốn cảm tạ bị giết Angelina, ta tài năng đủ thuận lợi ngồi trên thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách vị trí. Tên là Phí Ân nam nhân lời này vừa nói ra. Diệp Thần Phong cùng Hắc Tâm chỉ biết bọn họ hai cái suy đoán là chính xác, thôn vệ đế quốc vậy mà đã sớm biết kế hoạch của bọn họ. Cùng lúc đó, Hắc Tâm ba cái thủ hạ đắc lực, Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà. Ba người bọn hắn đi được cách Hắc Tâm xa một ít, mặt thượng là không lại che giấu dáng tươi cười, duy nhất đứng tại Hắc Tâm bên cạnh Hắc Hùng. Hắn khi nhìn đến Hắc Hổ ba người bọn hắn hành động sau, sắc mặt lập tức một biến, quát dẹp đường, Hắc Hổ. Ba người các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn cùng lão bản phân rõ quan hệ sao? Hắc Hổ cười lạnh nói, Hắc Hùng, ba người chúng ta chỉ biết ngươi khẳng định sẽ vì Hắc Tâm bán mạng, ngươi có biết hay không Hắc Tâm lại có thể không biết lượng sức muốn diệt trừ thôn vệ đế quốc? Thôn vệ đế quốc là hắn có thể lay động được sao? Ba người chúng ta chỉ là làm ra lựa chọn sáng suốt nhất mà thôi, theo Hắc Tâm chỉ có toi mạng phần. Hắc Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Tâm. Chỉ thấy Hắc Tâm chậm rãi điểm gật đầu, Hắc Hùng mặt thượng thần sắc vùng vẫy một phen sau, lại dần dần biến được kiên định lên, quát dẹp đường, Hắc Hổ, cái này không phải là các ngươi phản bội lão bản lý do, chúng ta là lão bản chính là thủ hạ, chúng ta lý nên vì lão bản bán mạng, huống hổ mấy năm nay lão bản có chỗ nào có lỗi với chúng ta. Ba người các ngươi lại có thể làm ra như vậy bất nghĩa sự tình tới. Hắc Hùng, ngươi thật đúng là rất thích hợp tên này. Ngươi chính là một đầu ngốc đến từ Đại Hắc Hùng, ba người chúng ta vì sao nên vì Hắc Tâm mà chết? Tương phản, hiện tại chỉ cần Hắc Tâm vừa chết, ba người chúng ta chính là thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách. Hắc Hổ không có nửa điểm áy náy nói rằng. Hắc Tâm che giấu tại dưới mặt nạ hai trong tròng mắt bốc cháy lên thịnh nộ, Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Xà là của hắn trợ thủ đắc lực, hắn không có nghĩ đến ba người này hội phản bội hắn. Nhưng lại phản bội như thế lẽ thẳng khí hùng, bàn tay đột nhiên nắm thành quyền đầu, cổ họng trong phát sinh tự diễu thanh âm, Hắc Hổ, Hắc Báo, Hắc Xà, ba người các ngươi làm rất tốt, ta mấy năm nay như vậy lực mạnh bồi dưỡng các ngươi, mà các ngươi lại lựa chọn phản bội ta. Ba ta trước khi chết đã sớm nói cho ta biết, nhưng ta không nên tin bất luận cái gì người. Diệp Thần Phong nhìn đến Hắc Tâm càng mất khống tâm tình, bàn tay cầm Hắc Tâm vai, nói rằng, Hắc Tâm. Hiện tại ngươi phải muốn cấp ta tỉnh táo lại, chỉ ta Diệp Thần Phong không hội đúng sau lưng ngươi thống giao nhỏ, ngươi còn nhớ rõ trước đây chúng ta tại Hoa Hạ Quốc ước định tốt sự tình sao?
Ngươi nguyện ý đem phía sau lưng lưu cho ta, mà ta cũng tuyệt đối không cho những ngươi thất vọng. Đã có những người này thích làm bất nhân bất nghĩa chính là tay sai, như vậy chúng ta tống bọn họ đi Diêm Vương ra không phải tốt mà. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, một đôi mạnh mẽ con ngươi nhìn chăm chú vào Hắc Hổ chúng nhân. Thôn Vệ Đế Quốc nhọc lòng cho chúng ta an bài cái bẫy này, ngày hôm nay chúng ta thế nào có thể nhượng Thôn Vệ Đế Quốc thất vọng ni? Diệp Thần Phong trong cơ thể 9 cấp linh hồn lực đột nhiên tăng lên tới cực hạn, ngày hôm nay nghĩ muốn rời đi nơi này, phải muốn đại khai sát giới. Hắc Tâm nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, tâm tình tài xem như là bình tĩnh lại, hỏi, Diệp Thần Phong, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, sát con mẹ nó, ta đảo muốn nhìn Thôn Vệ Đế Quốc đến cùng có bao nhiêu tài ba. Nói, Diệp Thần Phong tướng mặt thượng mặt nạ ra người cấp tê xuống, bây giờ thân phận của hắn đều bị thức xuyên, như vậy hắn cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi. Diệp Thần Phong sau lưng vương lực chúng nhân cũng sôi nổi kéo xuống mặt thượng mặt nạ ra người, chuẩn bị nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại làm một phen. Nhìn đến Diệp Thần Phong, Hắc Tâm chúng nhân dự định ra sức nhất bác, ở đây sở hữu Thôn Vệ Đế Quốc thành viên, mặt thượng đều là một bộ chờ xem kịch vui thần tình, theo bọn họ ngày hôm nay Diệp Thần Phong chúng nhân nhất định phải táng thân nơi này, bởi vì Thôn Vệ Đế Quốc phong hỏa lôi điện 4 đại chiến tướng tự thân xuất mã, lẽ nào vẫn không giết được những này thổ gà ngói cẩu sao? Diệp Thần Phong, Hắc Tâm, vương lực chúng nhân toàn bộ tập trung tinh thần, bằng vào cảm giác bén nhạy năng lực, Diệp Thần Phong không có cảm ứng được ở đây có thể còn hơn hắn cao thủ tồn tại. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn yên tâm lại thời gian, từ cung điện ở chỗ sâu trong đi ra 4 cái hoa hạ quốc nam nhân, cái này 4 nam nhân cánh tay ống tay áo thượng phân biệt thêu phong hỏa lôi điện 4 chữ này dạng. Nhượng Diệp Thần Phong kinh ngạc chính là cái này 4 nam nhân trên người lại có thể tản mát ra một cổ linh hồn lực ba động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 591, một quyền đánh bể. Diệp Thần Phong tại cảm thấy được phong hỏa lôi điện 4 đại chiến tướng trên người tản mát ra linh hồn lực sau đó, hắn trước tiên tướng trong cơ thể linh hồn lực cấp thu liếm, hắn mơ hồ cảm giác được từ cung điện ở chỗ sâu trong đi ra cái này 4 cái hoa hạ quốc nam nhân. Bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực ba động lại có thể đạt được 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng, hắn không nghĩ ra cái này trên thế giới trừ hắn ra bên ngoài, lại còn sẽ có người có linh hồn lực. Hơn nữa còn là đạt được 9 cấp đỉnh phong trạng thái. Hiện nay Diệp Thần Phong linh hồn lực cũng ở vào 9 cấp đỉnh phong, bất quá, may mà trong cơ thể hắn linh hồn lực biến tinh thuần rất nhiều. Hơn nữa có thể đề cao tốc độ huyền thiên bộ pháp, dùng thực lực của hắn bây giờ muốn ứng phó 3 gã 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong cường giả còn miễn cưỡng có thể, nếu như là 4 gã 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong cường giả, cái này đối với hắn mà nói tựu vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Diệp Thần Phong mới có thể trước tiên thu liếm lại linh hồn lực, chuẩn bị trước giải quyết hết phong hỏa lôi điện 4 đại chiến tướng chung một người, hiện tại đã không có thời gian dư thừa nhượng hắn đi suy đoán. Từ cung điện ở chỗ sâu trong đi ra 4 người thể nội tại sao phải có linh hồn lực. Hắn biết chỉ có hoàn toàn để lộ Thôn Vệ Đế Quốc cái khăn che mặt, hắn tài năng đủ biết Thôn Vệ Đế Quốc tại sao phải có tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tại sao phải có cường hãn linh hồn lực chiến sĩ. Hắc Tâm khi nhìn đến phong hỏa lôi điện 4 đại chiến tướng, từ cung điện ở chỗ sâu trong đi lúc đi ra, sắc mặt của hắn hoàn toàn biến, thấp giải thích rõ đạo, Diệp Thần Phong. Từ cung điện ở chỗ sâu trong đi ra 4 cái hoa hạ quốc nam nhân, bọn họ là Thôn Vệ Đế Quốc 4 đại chiến tướng, xem ra lần này Thôn Vệ Đế Quốc thật muốn đem tánh mạng của chúng ta ở tại chỗ này, thậm chí ngay cả 4 đại chiến tướng đều xuất động. Diệp Thần Phong mặt thượng như cũ vẫn duy trì gợn sóng không sợ hãi thần sắc, chỉ là hắn trong lòng cũng mơ hồ có chút lo lắng, Hắc Tâm, Vương Lực, đợi một lát 4 người này do ta đi đối phó, các ngươi chỉ cần bảo đảm an toàn của mình là được. Diệp Thần Phong giọng nói không tính lớn thanh, cũng không coi là nhỏ thanh, chu vi rất nhiều Thôn Vệ Đế Quốc thành viên đều nghe được. Cái này gọi Diệp Thần Phong hoa hạ quốc ngu ngốc, hắn lại muốn đánh bại phong hỏa lôi điện 4 đại chiến tướng. Ta xem 8 phần 10 là đầu óc của hắn nước vào, chỉ là một không biết lượng sức ngu ngốc. Cho là giết chết Angelina thì ngon sao, hắn đợi một lát tự hội biết mình là bao nhiêu ngu xuẩn. Bình thường có thể nhìn đến 4 đại chiến tướng cơ hội xuất thủ là rất ít, ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn no mắt.
Các ngươi nói bốn đại chiến tướng phải giải quyết những này người, đại khái yêu cầu hoa thời gian bao lâu? Theo ta thấy một phút là dư xài. Thôn vệ đế quốc thành viên một đám sôi nổi thấp giọng nghị luận, bọn họ hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong, hắc tâm chúng nhân đương hồi sự tình. Diệp Thần Phong, tuy rằng ta rất cảm tạ ngươi giết Angelina, nhưng ta ngồi trên thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách vị trí, bất quá. Ngày hôm nay như cũ là của các ngươi tử kỳ, trên thế giới này không có bất cứ người nào có thể nỗ lực khiêu chiến thôn vệ đế quốc uy nghiêm. Hiện giữ thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách Phin, dưới chân bước chân lui về sau 10 tới bước, cách Diệp Thần Phong chúng nhân xa một ít. Hắc Hùng, hiện tại ngươi biết chúng ta lựa chọn là bao nhiêu chính xác đi. Ngươi cho là các ngươi có thể tại phong hỏa lôi điện bốn đại chiến tướng trong tay sống sót sao? Hắc Hổ cười nhạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Hắc Hùng cùng Hắc Tâm. Hắc Tâm, đừng nói chúng ta không nói tình nghĩa, ta khuyên ngươi còn là lập tức lựa chọn tự sát đi. Như vậy hay là còn có thể thiếu thụ một ít thống khổ. Hắc Báo dáng tươi cười cực kỳ sán lạn. Hắc Tâm, ai những ngươi nỗ lực muốn phản bội thôn vệ đế quốc? Cái này là ngươi nên được kết cục. Hắc Xà cũng lập tức phụ họa nói. Nghe vậy, Hắc Tâm cùng Hắc Hùng trong cơ thể thịnh nộ là một cái kình hướng tới thượng thoán, bọn họ hai cái hận không thể lập tức tướng Hắc Hổ chúng nhân tống tới địa ngục trong đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta bây giờ phải muốn giữ được tính táo, như vậy tài có thể sống đi ra ở đây. Tại Diệp Thần Phong thanh âm truyền vào Hắc Tâm cùng Hắc Hùng tai trong sau, bọn họ hai cái trong cơ thể tụ tập lại cơn giận dữ tài xem như là chậm chậm tiêu thất. Tại mọi người nói chuyện gian, bốn đại chiến tướng từ cung điện ở chỗ sâu trong đi ra. Bởi Diệp Thần Phong tận lực thu liếm lại thể nội linh hồn lực, cho nên cái này bốn đại chiến tướng không có ở Diệp Thần Phong trên người cảm giác được đặc biệt, mặt thượng lộ ra xem thường cùng vẻ mặt thất vọng, tại bốn người bọn họ nhìn đi đối phó Diệp Thần Phong chúng nhân, căn bản tự không cần phải bọn họ xuất thủ mà. Thế nào, các ngươi dự định muốn lấy nhiều khi ít? Nguyên lai thôn vệ đế quốc cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Thần Phong biểu hiện ra một bộ cà lơ phất phơ, không ai bì nổi dáng dấp, tướng cuồng ngạo cái này từ định nghĩa thuyết minh đặc biệt hoàn mỹ. Hắc Tâm chúng nhân nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, bọn họ không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao đột nhiên thích khiêu khích. Theo lý mà nói Diệp Thần Phong không phải như vậy tính cách người, bất quá, bọn họ cũng không nói thêm gì. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần Phong làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý của mình. Bốn đại chiến tướng nghe được Diệp Thần Phong khiêu khích sau, bốn người bọn họ mặt thượng xem thường bị phẫn nộ cấp thay thế, trong đó cánh tay ống tay áo thượng thêu một cái lôi chữ lôi chiến tướng, mặt thượng lộ ra một vòng điên cuồng dáng tươi cười, thể nội chín cấp linh hồn lực không ngừng lăn lộn. Bước ra một bước, nói rằng cái này trên thế giới không có thực lực, lại hết lần này tới lần khác muốn biểu hiện không ai bì nổi quá nhiều người. Ngươi có lá gan cùng ta đối chiến sao? Ta để ngươi biết thôn vệ đế quốc không chỉ có riêng là hội lấy nhiều khí, các ngươi tại thôn vệ đế quốc trước mặt tựu như cùng nhược tiểu chính là con kiến. Cường hãn chín cấp đỉnh phong linh hồn lực không ngừng từ lôi chiến tướng trên người tràn ra tới, có thể dùng hắc tâm, vương lực đám người sắc mặt càng trắng bệch, rất hiển nhiên bọn họ là chống đỡ không được cái này loại khí thế cường đại. Bao quát chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí sắc mặt cũng có chút hơi hiện lên bạch, thân thể run rẩy cắn hàm răng, quát dẹp đường, ngươi cho là ra ra ta sẽ sợ ngươi sao? Đợi một lát một quyền bị ta đánh chết, ngươi cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diễn kịch sẽ diễn nguyên bộ, Diệp Thần Phong phải muốn nhẹ nhõm giải quyết hết một gã chín cấp linh hồn lực cao thủ mới được. Mặt khác ba gã chiến tướng nhìn đến Diệp Thần Phong liền lôi chiến tướng khí thế cũng chống đối không ở. Cũng không có mở miệng ngăn trở, phản chính theo bọn họ Diệp Thần Phong chúng nhân hôm nay là có chạy đằng trời, nhượng lôi chiến tướng một người đi làm ẩm ý cũng tốt, ba người bọn hắn coi như làm là ở một bên thưởng thức một gia vở kịch hay. Chu vi thôn vệ đế quốc thành viên đồng dạng bị lôi chiến tướng khí thế ép tới hít thở không thông, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần Phong thân thể run rẩy, còn hết lần này tới lần khác cãi bướng thời gian. Bọn họ một đám cảm giác Diệp Thần Phong chính là một cái tự cho là đúng nhảy nhót vở hài kịch, lập tức hội bị lôi chiến tướng đưa đi gặp Diêm Vương gia. Hắc Tâm, vương lực chúng nhân không cho là Diệp Thần Phong hội kém như vậy kình, cho nên bọn họ người thứ nhất cho ra kết luận là, Diệp Thần Phong cái này hoàn toàn ở diễn kịch, cho là bọn hắn đều im lặng không lên tiếng, rất sợ phá hủy Diệp Thần Phong kế hoạch.
tiểu tử này cũng quá hội trang đi, chẳng lẽ không biết bản thân lập tức muốn đi gặp Diêm Vương ra sao? Bằng hắn cái này phó uất hức dạng đã nghĩ muốn đánh bại Lôi chiến tướng. Quả thực là người si nói mộng. Hắn lại còn nói muốn một quyền đánh chết Lôi chiến tướng. Ta xem là hắn bị Lôi chiến tướng cấp một quyền đánh chết đi. Chu vi thôn vệ đế quốc thành viên tiếng nghị luận lại vang lên, một đôi trào phúng cùng ánh mắt khi dễ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Diệp Thần Phong bị Lôi chiến tướng cấp ngược tử. Lôi chiến tướng xoay xoay cái cổ, cười lạnh nói, tiểu tử, ta nhượng ngươi trước công kích, ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào đem ta cấp một quyền đánh chết. Ta có thể rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Thần Phong cả người tinh thần diện mạo đột nhiên một biến, thể nội chín cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, đồng thời không chút do dự sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi chiến tướng trước mặt, một quyền hướng Lôi chiến tướng đầu đánh tới, mặt đi đâu còn có nửa điểm tái nhợt chi sắc. Khẩu trung vừa cười vừa nói, cứ như vậy đem ngươi một quyền đánh chết. Lôi chiến tướng không nghĩ tới Diệp Thần Phong tốc độ hội như thế nhanh, bất quá, phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức vươn tay cánh tay chắn mặt của hắn trước cửa, khôi phục có chút chấn định, tiểu tử, ngươi đặc biệt thành công chọc giận ta, ta. Lôi chiến tướng khẩu trung lời nói hơi ngừng, cả người trên mặt mang không dám tin thần sắc. Phanh, răng rác, phanh, trong không khí truyền đến vang dội thanh cùng xương đứt thanh. Tiếng thứ nhất là Diệp Thần Phong nắm tay cùng Lôi chiến tướng cánh tay chạm được phát ra. Tiếng thứ hai là Diệp Thần Phong nắm tay đánh nát Lôi chiến đưa cánh tay trong xương phát ra. Cuối cùng một tiếng là Diệp Thần Phong đánh bể Lôi chiến đưa cánh tay trong xương, sau đó, nắm tay thế như trẻ che đánh vào Lôi chiến tướng trên đầu phát ra. Cả cái đầu dường như dưa hấu giống nhau bạo liệt ra, máu tươi cùng óc lưu loát phiêu tán ở trong không khí. Diệp Thần Phong một quyền đánh bể Lôi chiến tướng đầu. Chương 592, tránh đi phong mang. Bởi Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, ở đây không có bất cứ người nào có thể phản ứng qua đây, bao quát có 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực thẳng dư ba gã chiến tướng, bọn họ vốn cho là Lôi chiến tướng có thể dễ dàng giải quyết Diệp Thần Phong, ai biết đạo Diệp Thần Phong lại có thể tải phẫn heo ăn hổ. Trực tiếp một quyền tướng Lôi chiến tướng đầu cấp oanh bạo. Càng làm cho thẳng dư ba gã chiến tướng khiếp sợ là, bọn họ từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy linh hồn lực, đồng thời xác định Diệp Thần Phong ở vào 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực trạng thái, nhưng để cho bọn họ không nghĩ ra là Lôi chiến tướng đồng dạng cũng là 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực, làm sao sẽ bị Diệp Thần Phong trực tiếp đánh bể đầu. Điều này thật sự là quá không hợp lý. Không biết, bây giờ Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực, muốn so bình thường 9 cấp đỉnh phong cao thủ tinh thuần gấp 3 tả hữu. Diệp Thần Phong có thể nhất chiêu đánh chết Lôi chiến tướng là một cái theo lý thường chuyện đương nhiên. Lúc này, chủ vi nguyên bản chờ nhìn đến Diệp Thần Phong bị ngược tử thôn vệ đế quốc thành viên, bọn họ một đám há to miệng, mặt thượng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có rất nhiều người thậm chí thân thể bắt đầu phát run, bọn họ không thể tin được bản thân chỗ đã thấy sự thực, Diệp Thần Phong lại có thể thật một quyền đánh chết Lôi chiến tướng. Nghĩ khởi vừa rồi bọn họ bản thân đúng Diệp Thần Phong trào phúng. Không thể nghi ngờ là một cái không vang rồi lại làm đau không gì sánh được bạt tai. Thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách Phin, hắn vừa thế nhưng nhiều lần khiêu khích Diệp Thần Phong, nhìn đến Diệp Thần Phong như vậy ngoan lệ thủ đoạn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tự trách mình vừa rồi tại sao phải làm cái này chim đầu đàn. Nếu như Diệp Thần Phong tướng còn thừa lại ba gã chiến tướng cũng giết, như vậy ở đây còn có ai là Diệp Thần Phong đối thủ? Sợ rằng ngày hôm nay muốn đi địa ngục báo cáo không phải Diệp Thần Phong chúng nhân, mà là bọn hắn những. Này thôn vệ đế quốc thành viên. Hắc hổ, hắc báo cùng hắc xà cái này ba cái phản bội hắc tâm chính là tay sai, bọn họ trong lòng so Phin càng kinh hoàng, ba người bọn hắn đặc biệt rõ ràng, nếu như rơi vào Diệp Thần Phong, hắc tâm, hắc hùng đám người trong tay. Ba người bọn hắn người phản bội tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, cho nên... Giờ khắc này ba người bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn Diệp Thần Phong không phải thẳng dư ba gã chiến tướng đối thủ. Diệp Thần Phong, bên trong cơ thể ngươi tại sao phải có linh hồn lực? Linh hồn của ngươi lực cường độ rõ ràng chỉ có 9 cấp đỉnh phong, ngươi làm sao có thể một quyền tự đánh chết Lôi chiến tướng? Phong chiến tướng sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn tại đè nén trong lòng thịnh nộ, hắn không nghĩ tới quốc vương cho bọn hắn an bài nhiệm vụ,
bọn họ không những không có nhẹ nhõm hoàn thành, Lôi chiến tướng trái lại bị một quyền đánh chết. Diệp Thần Phong trong lòng cũng có đồng dạng hiếu kỳ, hiện nay chỉ còn lại có 3 gã 9 cấp linh hồn lực cao thủ, hắn là miễn cưỡng có thể ứng phó rồi. Cho nên tâm tình cũng biến được buông lỏng không ít, nói rằng, ta vì sao phải về đáp vấn đề của ngươi? Trừ phi ngươi trước nói cho ta biết, các ngươi thể nội tại sao phải có linh hồn lực? Hừ, Phong chiến tướng trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ra hỏa, ngươi cho là không nói chúng ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Chờ chúng ta tướng ngươi bắt lại, chúng ta có khi là biện pháp nhường ngươi trái lại mở miệng. Hỏa chiến tướng, điện chiến tướng, 3 người chúng ta cùng nơi tướng Diệp Thần Phong cầm hạ, đang chậm rãi từ trong miệng hắn biết chúng ta muốn biết sự tình, cuối cùng chúng ta sẽ giúp chết đi Lôi chiến tướng báo thù. Phong chiến tướng đứng bên cạnh 2 tên chiến tướng khác nói rằng. Các ngươi cũng đừng cho ta lo lắng, lập tức cấp ta đem người khác sát. Phong chiến tướng lại mệnh lệnh còn lại thôn vệ đế quốc thành viên. Hắc Tâm, Vương Lực, chính các ngươi phải cẩn thận, ta đợi một lát muốn ứng phó còn thừa lại 3 gã chiến tướng, sợ rằng không có tinh lực bận tâm đến các ngươi. Cuối cùng, Diệp Thần Phong đưa mắt như ngừng lại Tần Nghị trên người, còn nói thêm, Tần Nghị, nhất là ngươi, muốn trở thành cường giả tự cấp ta nghĩ hết biện pháp tốt tốt sống sót. Lão đại, cái này điểm ngươi hãy yên tâm, ta Tần Nghị thực lực tuy rằng không cao, thế nhưng né tránh năng lực đặc biệt cường. Tần Nghị tự tin nói rằng, Phong chiến tướng đã là lại cũng không thể chịu đựng được, quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ta đảo muốn nhìn ngươi đến cùng có quỷ dị cỡ nào. 3 người chúng ta 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực người, chẳng lẽ còn không giải quyết được một mình ngươi sao? Nói, Phong chiến tướng dẫn đầu hướng Diệp Thần Phong tiến lên, 2 tên chiến tướng khác theo sát phía sau, trong cơ thể đều bạo phát ra 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực cường độ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tướng Diệp Thần Phong bắt lại. Nhưng mà, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng không phải ngồi không. 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực có thể bày ra tốc độ, hơn nữa huyền thiên bộ pháp có thể đề cao tốc độ, 3 gã thôn vệ đế quốc chiến tướng căn bản công kích không đến Diệp Thần Phong, đảo là bọn hắn trái lại bị Diệp Thần Phong nắm tay đánh vào trên thân thể. Trái lại Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị đám người chiến đấu, hoàn toàn là một hồi hỗn chiến, đối mặt với thôn vệ đế quốc đông đảo nhân số, Hắc Tâm chúng nhân dần dần có chút lực bất tòng tâm, trong đó trái lại Tần Nghị động tác đặc biệt linh mẫn, mỗi lần mắt thấy hắn muốn bị địch nhân đánh tới thời gian, hắn đều có thể đủ dùng hiểm mà lại hiểm phương thức tránh ra. Tần Nghị thi triển chắc cũng là một loại cổ võ nhịp bước, bất quá, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Nghị trên trán bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, xem ra hắn thi triển cái này loại kỳ dị nhịp bước cũng là tương đương tiêu hao thể lực. Vương Lực cùng Hắc Tâm đẳng trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương, nếu như tiếp tục như vậy nữa tình thế đúng Diệp Thần Phong bọn họ bên này đặc biệt bất lợi. Phanh! Răng rắc, răng rắc! Diệp Thần Phong tìm đúng thời cơ cùng hỏa chiến tướng đối oanh một quyền, hỏa chiến tướng dưới chân bước chân lui về phía sau 3 bước. Cánh tay trong xương hoàn toàn nứt khai tới, ánh mắt biến được càng ngưng trọng, dùng bọn họ 3 đại chiến tướng liên thủ, lại có thể tại Diệp Thần Phong trên người cũng không chiếm được tiện nghi. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực cường độ ở vào 9 cấp đỉnh phong, thế nhưng trải qua cùng Diệp Thần Phong chính thức giao thủ sau đó, 3 đại chiến tướng rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong linh hồn so với bọn hắn hiếu thắng, thế nhưng cụ thể cường ở nơi nào? Bọn họ lại nói không nên lời. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta có thể sẽ tử tại Diệp Thần Phong trong tay, hiện tại phải dùng cái phương pháp kia. Phong chiến tướng kiên quyết nói rằng. 2 tên chiến tướng khác sôi nổi điểm gật đầu, bàn tay đặt tại phong chiến tướng phía sau, tướng toàn thân linh hồn lực trong nháy mắt quán chú đến phong chiến tướng thể nội. Phong chiến tướng trên người tán phát ra linh hồn lực đột nhiên kéo lên lên, không ngừng đánh thẳng vào 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong bình cảnh. Diệp Thần Phong cảm giác được phong chiến tướng biến hóa trên người sau, hắn trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định muốn tiến lên ngăn cản 3 đại chiến tướng loại hành vi này, đáng tiếc đã là chậm một bước. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy phong chiến tướng đột phá 9 cấp linh hồn lực cường độ, như vậy nói cách khác phong chiến tướng đạt tới thập cấp linh hồn lực, Diệp Thần Phong suy đoán 3 đại chiến tướng sử dụng là một loại trong khoảng thời gian ngắn để thăng linh hồn lực phương pháp. Loại phương pháp này nhất định là đúng thân thể có tác dụng phụ. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, 3 đại chiến tướng là bất đắc dĩ tài lựa chọn phương pháp này, một ngày bọn họ sử dụng phương pháp này,
bất kể là thừa thụ linh hồn lực người, còn là quán chú linh hồn lực người, tại sau này trong vòng 3 tháng, thực lực cũng sẽ xuống đến 5 cấp linh hồn lực trình tự, muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng, chí ít cũng cần tính dưỡng thượng chừng 1 năm. Diệp Thần Phong nhìn đến phong chiến tướng linh hồn lực vẫn chưa có hoàn toàn đề thăng hoàn tất, bây giờ là rời đi nơi này cơ hội tốt nhất, hắn có thể không có một cách tự tin có thể đánh thắng thập cấp linh hồn lực cao thủ, hiện nay tránh đi phong mang mới là lựa chọn chính xác nhất, tất cả được muốn bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thần Phong lợi dụng huyền thiên bộ pháp nhanh chóng xuất hiện ở Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị đám người bên cạnh, nói rằng chúng ta phải muốn lập tức rút lui. Nếu không ngày hôm nay ngay cả ta đều không có chắc chắn có thể rời đi nơi này. Lão đại, người yên tâm đi, trên người ta có thể có giống nhau thứ tốt, nhất định có thể nhượng chúng ta toàn thân trở ra, chúng ta đều tụ lại cùng một chỗ, không cần đi tản. Tần Nghị từ trên người móc ra 5 khỏa lớn chừng cái trứng gà bạch sắc viên, dùng sức ném vào địa phương, phát sinh bang 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 phanh 5 thanh, chu vi tức khắc biến được yên vụ tràn ngập lên, thậm chí liền mắt đều không mở ra được. Tại sương mù màu trắng bên trong, Tần Nghị lại từ trong lòng ngực mặt lấy ra một loại dịch thể, giọt hai giọt tại hắn hai mắt của mình trong sau, sương mù màu trắng đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn lập tức cấp Diệp Thần Phong, Hắc Tâm bọn họ cũng giọt cái này loại dịch thể, nói rằng, lão đại, ta đã sớm nói hay là ta có thể đến giúp ngươi, cái này loại bạch sắc viên là dược liệu cùng với khoáng vật chế tạo mà thành, cho nên cửa dụng cụ điện tử căn bản tự kiểm không tra được. Diệp Thần Phong đem Tần Nghị đưa em mở quốc, hiện tại xem ra cũng không phải dẫn theo một cái trói buộc, vỗ vỗ Tần Nghị vai, nói rằng, hiện tại chúng ta lập tức rời đi nơi này. Diệp Thần Phong, người cái kẻ bất lực, người cái thứ hèn nhát, có bản lĩnh người tới cùng ta chính diện đối chiến a. Sương mù màu trắng trong truyền đến phong chiến tướng thanh âm. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, ngày hôm nay ra ra không cùng các ngươi chơi. Để thăng tới thập cấp linh hồn lực là không phải rất thoải mái. Ta gặp các ngươi loại phương pháp này khẳng định có di chứng, thật vất vả quyết định dùng loại phương pháp này, đáng tiếc ngay cả ta một sợi tóc cũng không gặp được, hôm nào ra ra ta trở lại cùng các ngươi chơi. Nói xong, Diệp Thần Phong chúng nhân hướng đi thông mặt đất thông đạo đi, bọn họ phải mau sớm rời đi nơi này. Chương 593, sát gia trùng vây. Dưới đất trong cung điện hoàn toàn bị sương mù màu trắng cấp tràn ngập, còn thừa lại 3 đại chiến tướng cùng thôn vệ đế quốc thành viên, bọn họ chỉ cảm thấy mắt đau rát đau nhức, dường như trong ánh mắt bị sát vô số cây ướt giống nhau, bọn họ căn bản tự không có cách gì mở mắt, tại sương mù màu trắng trong cũng không phân biệt ra được phương hướng, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai. Còn thừa lại 3 đại chiến đưa bọn họ khí phải là Thất Khổng Mạo Yên, 3 người bọn hắn thế nhưng hoa rất lớn đại giới. Tài sử dụng cái này trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực phương pháp, thế nhưng bây giờ thực lực trái lại để thăng tới thấp cấp linh hồn lực, nhưng mà bọn họ liền Diệp Thần Phong một sợi tóc cũng không có đụng tới, nhất là nghe được Diệp Thần Phong lúc rời đi nói lần lời nói, còn thừa lại 3 đại chiến tướng thật có loại thịnh nộ công tâm, trong miệng muốn thổ huyết xung động. Thân ở sương mù màu trắng trong, linh hồn lực để thăng tới thấp cấp phong chiến tướng, hắn thế nào có thể cam tâm Diệp Thần Phong bọn họ cứ như vậy ly khai. Huống hồ bọn họ đã bỏ ra to lớn như vậy giá cao, lần này không riêng gì lôi chiến tướng tử, bọn họ đang sử dụng cái này để thăng thực lực phương pháp sau, tại sau này 3 tháng trong, thực lực của bọn họ hội xuống đến 5 cấp trình tự, đến loại trình độ này, nếu như vẫn không giết được Diệp Thần Phong đám người lời nói, như vậy bọn họ còn mặt mũi nào mặt đi gặp quốc vương. Phong chiến tướng biết hiện tại phải muốn đem Diệp Thần Phong chúng nhân lưu tại trong trang viên. Miệng quát, lập tức cấp ta thông chi trong trang viên người, nhất định muốn đem Diệp Thần Phong chúng nhân lưu lại, bất kể bọn họ phải bỏ ra cái gì đại giới, nếu như bọn họ không có làm được cái này kiện sự tình, như vậy ta sẽ đích thân tống bọn họ đi gặp Diêm Vương gia. Bởi vì là tại M Quốc, cho nên trong trang viên hỏa điểm đều là phiên bố trí, hắn là hiện nay thôn vệ đế quốc tại M Quốc người phụ trách. Đồng dạng thân ở sương mù màu trắng trung phiên. Hắn đang nghe phong chiến tướng mệnh lệnh sau đó, lập tức từ trên người lục lọi ra một cái thông tin trang bị, thông chi người bên ngoài các ngươi nghe kỹ cho ta. Hắc Tâm cùng Diệp Thần Phong bọn họ tại hướng tới ngoài trang viên mặt đi, nhất định muốn đưa bọn họ toàn bộ lưu lại, cho dù để cho bọn họ biến thành thi thể cũng không sao cả. Tại phiên lợi dụng thông tin trang bị thông chi trong trang viên người thời gian, Diệp Thần Phong, Hắc Tâm đám người đã về tới đi thông mặt đất cửa ra, bất quá.
Mở miệng lần nữa, Phong nhắm lại, Diệp Thần Phong dùng bàn tay vỗ vỗ Phong bế ở cửa ra tài liệu, tùy ý nhún vai, nói rằng, các ngươi cấp ta lui ra phía sau vài bước. Hắc Tâm Đảng người biết Diệp Thần Phong muốn dùng sức lượng tới phá khai cửa ra, cho là bọn hắn tại trước tiên liền lui về sau 3-4 bước. Diệp Thần Phong thể nội 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực lăn lộn, chợt hướng cửa ra địa phương oanh đánh một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn, phong bế ở cửa ra tài liệu trở nên xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn, đầy đủ Diệp Thần Phong bọn họ đi ra. Diệp Thần Phong dám khẳng định tuy rằng sương mù màu trắng tạm thời khốn trụ thôn vệ đế quốc thành viên, thế nhưng trong tay đối phương mặt 100% có thông tấn khí, sợ rằng trang viên người bên ngoài đang chờ bọn họ đi ra, đến lúc đó Diệp Thần Phong bọn họ khẳng định sẽ phải chịu cường đại hỏa lực công kích. Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị, đợi một lát các ngươi mọi người dùng ta làm trung tâm, không phải ly khai ta có một thước xa. Diệp Thần Phong rõ ràng đúng mọi người nói. Hắc Tâm chúng nhân đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, sôi nổi đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh hướng tới ngoài trang viên mặt đi, khi bọn hắn vừa bước ra trang viên đại sảnh, chỉ nghe thấy chu vi vang lên tháp 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 súng máy bắn phá thanh, từng cái ngọn lửa từ 4 phương 8 hướng thăm hỏi Diệp Thần Phong bọn họ, nếu như không có Diệp Thần Phong ở đây. Cái khác người bị đạn như thế bắn phá, chỉ sợ sớm đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà, Diệp Thần Phong sớm đã đem linh hồn lực phóng ra ngoài đi ra, vô số viên đạn cách Diệp Thần Phong hơn một thước xa thời gian, toàn bộ ngừng lại tại giữa không trung, mấy nghìn viên đạn cứ như vậy trôi ở giữa không trung, trùng điệp bao quanh Diệp Thần Phong chúng nhân, cái này phó hình ảnh nhìn qua trái lại đặc biệt chấn động nhân tâm. Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị chúng nhân, bọn họ nhìn đến phiêu phù ở chung quanh đạn, một đám trên trán bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột. Phía sau quần áo cũng hoàn toàn ướt đẫm, sùng sục. Sùng sục, sùng sục, cổ họng khô sáp không gì sánh được, liên tục nuốt nước bọt. Trong trang viên giấu ở hỏa điểm súng máy tay, khi bọn hắn nhìn đến trước mặt cái này phó quỷ dị hình ảnh thời gian. Còn dùng vì hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dùng MU bàn tay không ngừng xoa nắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, đương những. Này súng máy tay mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện thấy vẫn như cũ là vô số đạn trôi ở giữa không trung hình ảnh, lúc này bọn họ đã biết đây hết thảy đều là không phải ảo giác, một khỏa tâm tức khắc để cổ họng, lên đỉnh đầu ấm áp dương quang làm nổi bật hạ, những. Này giấu ở hỏa điểm súng máy tay cùng tay súng bắn tỉa, bọn họ một đám phảng phất là mới vừa từ hồ nước trong bị vớt lên, tay cầm súng bắt đầu vi vi run rẩy, bọn họ hiện tại hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Không biết là nên tiếp tục lái thương. Còn là, Diệp Thần Phong có thể không có thời gian tại ở đây mù làm trễ nãi thời gian, nếu như bị thực lực đề thăng tới thập cấp phong chiến tướng đuổi theo ra tới, bọn họ muốn an toàn rời đi xác suất tựu hầu như là số 0. Diệp Thần Phong thân thể chợt run lên, trong cơ thể linh hồn lực lần thứ 2 khuếch trương đi ra ngoài, nguyên bản trôi ở giữa không trung vô số đạn, thay đổi phương hướng hướng đường cũ kính phản hồi. Trong trang viên trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tần Nghị nhìn đến Diệp Thần Phong thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, hô hấp dồn dập nói rằng, lão đại, người cũng quá nghiêu bê đi. Loại cảm giác này thật con mẹ nó sảng khoái. Diệp Thần Phong hướng Tần Nghị đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, nếu như ta nghiêu bê lời nói còn dùng được chạy trốn sao? Cái này trên thế giới thực lực mạnh hơn ta người còn có rất nhiều. Bất quá, tương lai một ngày nào đó ta sẽ bước trên thế giới đỉnh. Tốt, bây giờ không phải là nói nhảm thời gian, các ngươi nhất định muốn theo sát ta nhịp bước. Diệp Thần Phong kế tục hướng ngoài trang viên mặt chạy đi. Tại trang viên cổng gác 6 thân thể to tráng hán tử áo đen, bọn họ cũng nhìn thấy vừa rồi Diệp Thần Phong thần tiên như thủ đoạn, cầm súng lục tay là không ngừng run rẩy. Bọn họ không có dũng khí tướng nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong chúng nhân. Chỉ là trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bọn họ ly khai trang viên. Đương Diệp Thần Phong chúng nhân từ nơi này 6 gã hán tử áo đen bên cạnh gặp thoáng qua thời gian, cái này 6 gã hán tử áo đen tâm lý năng lực chịu đựng hoàn toàn hỏng mất, mỗi một người đều một mông tê liệt ngồi ở trên mặt đất, bọn họ cảm giác mình dường như tại kề cận cái chết đi một vòng. Diệp Thần Phong bọn họ căn cứ trước kia chế định tốt lui cách lộ tuyến ly khai, huống hồ Diệp Thần Phong khi tiến vào trang viên trước. Sớm trước đó phát một cái tin nhắn ngắn cấp Lý Á Quốc, tại cái này thời gian Lý Á Quốc nên đang chờ tiếp ứng Diệp Thần Phong.
Tại Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai trang viên 10 chừng 5 phút sau, ba đại chiến tướng cùng với thôn vệ đế quốc thành viên khác cũng sôi nổi từ trang viên trong đại sảnh đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến dấu ở hỏa điểm súng máy tay cùng tay súng bắn tỉa đều biến thành từng cổ một thi thể sau, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt biến có thể so xấu xí, bọn họ biết Diệp Thần Phong chúng nhân nhất định là ly khai. Tại thôn vệ đế quốc trong thành viên sợ nhất Diệp Thần Phong chúng nhân bình an rời đi, chớ quá cho Phin cùng trước kia hắc tâm ba cái thủ hạ, bọn họ kiến thức qua Diệp Thần Phong một quyền đánh bể lôi chiến tướng đầu thực lực, người trước nhiều lần khiêu khích Diệp Thần Phong, sau phản bội hắc tâm. Nếu như Diệp Thần Phong đơn độc tìm tới bọn họ, như vậy bọn họ còn có mệnh có thể sống sao? Phong chiến tướng đi tới trang viên cổng, nhìn đến tê liệt ngồi dưới đất sáu gã hán tử áo đen, tức giận trong lòng là càng tới càng thịnh vượng. Hiện tại hắn không có toàn thân thập cấp linh hồn lực lại không chỗ thi triển, hắn chỉ có thể bảo trì loại trạng thái này một giờ. Một giờ sau thực lực của hắn tướng trực tiếp xuống đến năm cấp trình tự. Hai tên chiến tướng khác tại đem toàn thân linh hồn lực trong nháy mắt quán chú đến phong chiến tướng thể nội thời gian, thực lực của bọn họ cũng đã thối lui đến 5 cấp tầng thứ. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, Diệp Thần Phong, ta nhất định muốn tướng người bầm thây vạn đoạn. Phong chiến tướng ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, cường hãn thập cấp linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra. Bang 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 bang. Linh hồn lực trực tiếp tướng tê liệt ngồi dưới đất sáu gã đại hán áo đen đầu cấp chen bể, khẩu trung lạnh giọng quát dẹp đường, thôn vệ đế quốc không yêu cầu rác rưởi, liền ngăn cản Diệp Thần Phong bọn họ dũng khí cũng không có, còn giữ các ngươi có cái gì dùng. Một đám phế vật, thôn vệ đế quốc thành viên khác nhìn đến phong chiến tướng trực tiếp sát sáu gã thủ vệ cửa đại hán áo đen, bọn họ biết phong chiến tướng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, ai cũng không có dám ở cái này thời gian mở miệng. Rất sợ gặp phải tai bay vạ gió, đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì nhất định phải tăng cường thủ vệ, Diệp Thần Phong thực lực đặt ở nơi nào, nếu như muốn giết bọn họ là đặc biệt sự tình đơn giản, bây giờ bọn họ lại cũng sẽ không cho là Diệp Thần Phong là một cái tự cho là đúng ngu ngốc. Chương 594, càng tới càng thú vị. Diệp Thần Phong chúng nhân căn cứ đã sớm chế định tốt lui cách lộ tuyến, thông qua một điều chật hẹp đường nhỏ sau. Đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp biên, tại rừng cây cửa vào chỗ cập bến một chiếc có thể ngồi xuống 10 người vừa tới thương vụ xe. Thương vụ xe chỗ điều khiển vị bên cạnh thủy tinh mở ra, Lý Á Quốc ngồi ở chỗ tài xế ngồi vào chiều Diệp Thần Phong ngoắc, nói rằng, Diệp huynh đệ, các ngươi mau lên xe, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong thăm hỏi hắc tâm, vương lực chúng nhân ngồi lên xe, đợi cho tất cả mọi người lên xe sau đó, Lý Á Quốc lập tức phát động động cơ. Xe dường như rời dây cung cung tiễn thông thường chạy đi ra ngoài. Diệp Thần Phong cười đúng Lý Á Quốc, nói rằng, Lý ca, đa tạ ngươi. Lý Á Quốc trái lại bản khởi gương mặt, nói rằng, Diệp huynh đệ, giữa chúng ta dùng được nói cảm ơn sao? Muốn nói cảm tạ cũng là ta Lý Á Quốc cảm tạ ngươi, nếu không Diệp huynh đệ ngươi, ta Lý Á Quốc có thể đi cho tới hôm nay bước này sao? Diệp Thần Phong cũng hiểu được hắn bản thân cùng Lý Á Quốc quá khách sáo. Vì vậy vừa cười vừa nói, Lý ca, ngươi nói đúng, là ta quá làm kiêu, sau đó ta chắc chắn sẽ không lại cùng Lý ca ngươi khách khí. Lý Á Quốc cái này tài hài lòng điểm gật đầu, nói rằng, làm huynh đệ tự phải như vậy mà. Nếu không các ngươi tới trước nhà ta đi rồi hãy nói. Diệp Thần Phong không có phản đối, vui vẻ tiếp nhận rồi xuống, dù sao ban đầu lối ra không thể đủ trở về nữa. Tại M Quốc ở đây hắn có thể tín nhiệm người cũng chỉ có Lý Á Quốc tốt, Lý ca, vậy trước tiên đi nhà ngươi đi. Lý Á Quốc lái thương vụ xe vững vàng mà nhanh chóng lái ở lối đi bộ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư, vừa rồi hắn vẫn không có thời gian để suy nghĩ vấn đề, hiện tại hắn làm sao cũng không nghĩ ra thôn vệ đế quốc tại sao phải có linh hồn lực chiến sĩ, mà đều đạt được 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong. Như vậy thôn vệ đế quốc chung có không có thập cấp linh hồn lực cao thủ tồn tại. Diệp Thần Phong càng nghĩ thì càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Sợ rằng thôn vệ đế quốc phía sau ẩn núp một cái bí mật kinh thiên, điều này làm cho hắn càng tâm ngứa khó khăn chịu đựng, hắn đặc biệt muốn biết thôn vệ đế quốc phía sau đến cùng ẩn núp cái gì. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở chỗ ngồi phía sau vương lực, hắc tâm chúng nhân. Hỏi, các ngươi đều không có đã bị nghiêm trọng tổn thương đi. Hắc tâm mở miệng nói rằng, chúng ta đều chỉ bị một điểm bị thương ngoài ra, ta thật không nghĩ tới hắc hổ,
Hắc báo cùng hắc xã hội phản bội ta, thôn vệ đế quốc cũng đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, lần này hành động của chúng ta thật là hỏng bét, xem ra muốn diệt trừ thôn vệ đế quốc thật không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Thần Phong, kế tiếp chúng ta là kế tục lưu tại M quốc. Còn là lập tức hồi Hoa Hạ quốc đi. Hắc Tâm lại hỏi. Diệp Thần Phong trầm ngâm một lát sau, nói rằng, Hắc Tâm, ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có thể đủ ly khai M quốc sao? Thôn vệ đế quốc có thể không phải ngồi không, nếu chúng ta đi tới M quốc, như vậy cũng không có lý do gì chỉ đơn giản như vậy trở về, chúng ta đi trước một bước toán một bước đi. Nhìn thôn vệ đế quốc kế tiếp có động tĩnh gì? Hắc Tâm điểm gật đầu cũng đồng ý Diệp Thần Phong thuyết pháp, Diệp Thần Phong, liền ngươi đều không lo lắng đem mệnh lưu tại M quốc. Ta Hắc Tâm tự càng không hề gì có thể lo lắng, chúng ta tự lưu tại M quốc lại cùng thôn vệ đế quốc vui đùa một chút. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Lý Á Quốc lái thương vụ xe vững vàng đình tại biệt thự của hắn cổng. Mọi người đang đi vào Lý Á Quốc biệt thự sau, trên người bị thương mà bắt đầu bản thân băng bó đơn giản lên, Diệp Thần Phong đi tới Tần Nghị bên cạnh, hắn từ đệ nhất thứ nhìn thấy Tần Nghị cũng cảm giác đối phương khí tức có chút cổ quái, mấy ngày nay hắn vẫn không rảnh bang Tần Nghị kiểm tra một chút. Tay phải cầm Tần Nghị thủ đoạn, một cổ ôn hòa linh hồn lực thẩm thấu vào Tần Nghị thân thể trong. Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong đột nhiên hành động không có phản kháng, hắn biết Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không hại hắn. Một phút đồng hồ sau, Diệp Thần Phong buông lỏng ra Tần Nghị thủ đoạn, hắn suy đoán quả nhiên không có sai, Tần Nghị thân thể trong nhiều chỗ gân mạch đều bế tắc, trong cơ thể chân kình chi lực không có cách gì suôn sẻ vận chuyển, nếu như không tướng gân mạch sơ thông, sợ rằng Tần Nghị cả đời đều chỉ có thể ở vào hoàng giai thượng phẩm thực lực. Tần Nghị, trong thân thể ngươi tại sao có thể có nhiều chỗ gân mạch bế tắc? Với lại căn cứ phán đoán của ta ngươi gân mạch bị đại mức độ tổn thương, ngươi từ trước nên là bị người đánh thành trọng thương đi. Đối phương là cố ý muốn nhượng ngươi biến thành một tên phế nhân. Diệp Thần Phong cau mày nói rằng. Lão đại, ngươi đều nói đúng, cổ võ giới trung nổi danh nhất y sư đều nói ta đời này không thể có thể khôi phục, chỉ có thể thanh thản làm một người phế nhân. Mà ta nhưng vẫn ý nghĩ kỳ lạ muốn lần nữa bước trên con đường cường giả, cầm lại vốn nên thuộc về ta tất cả, đáng tiếc. Tần Nghị mặt thượng lộ ra một vòng thảm đạm dáng tươi cười, tuy rằng hắn nghe được Diệp Thần Phong chuẩn xác mà nói ra hắn tình trạng, thế nhưng hắn tịnh không cho là Diệp Thần Phong có thể trị liệu tốt hắn. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tần Nghị vai, vừa cười vừa nói, Tần Nghị, tiểu tử ngươi nhận ta cái này lão đại, nên xem như là ngươi đời này lớn nhất phúc khí. Làm lão đại ta thế nào có thể nhìn tiểu đệ bị người cười nhạo thành là phế vật ni? Ân. Trong lúc bất chợt nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, Tần Nghị có chút nghi hoặc nhìn đối phương, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kích động, lắp bắp hỏi, lão đại, ngươi, ý của ngươi là có thể trị liệu tốt ta? Vương Lực nhìn đến Tần Nghị kích động dáng dấp, xen vào nói đạo, Diệp thiếu không chỉ thực lực cường hãn, y thuật cũng là nhất tuyệt, hắn nói có thể trị liệu tốt ngươi. Tự nhất định có thể trị liệu tốt ngươi, lần này ngươi xem như là theo đúng lão đại rồi, chỉ có Diệp thiếu tài năng đủ nhượng ngươi lần nữa bước trên con đường cường giả. Đón lấy Tần Nghị thật không thể đủ bình tĩnh, trực tiếp quỳ tại Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, lão đại, ngươi chính là ta Tần Nghị đời này trong lòng vĩnh viễn lão đại, sau này chỉ cần ta Tần Nghị có thể làm được sự tình, coi như là nhượng ta phấn thân toái cốt ta cũng không chối từ. Diệp Thần Phong liền vội vàng đem quỳ trên mặt đất Tần Nghị phù lên, nói rằng, ta có thể không yêu cầu ngươi vì ta phấn thân toái cốt, nếu ngươi hô ta một tiếng lão đại, như vậy chờ ngươi lần sau cùng ta cùng nơi hồi cổ võ giới thời gian, nhượng này đã từng trào phúng người của ngươi nhìn, có ta cái này làm lão đại ở sau lưng chống đỡ ngươi, đến lúc đó ngươi nếu như vẫn không thể đủ thân thủ ra khẩu khí này, lão đại ta tự mình giúp ngươi ra. Lý Á Quốc nhìn đến quỳ xuống trên mặt đất bị Diệp Thần Phong đỡ dậy Tần Nghị, hắn dường như liền thấy đã từng bản thân, hắn từ trước cũng là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, hắn tin tưởng tại tương lai chỉ cần Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong trung thành và tận tâm, như vậy Tần Nghị tuyệt đối sẽ bước trên một điều con đường cường giả. Tần Nghị, phải giúp ngươi khơi thông gân mạch, sợ rằng phải chờ tới hồi Hoa Hạ Quốc, hiện tại ta phải muốn bảo lưu thể lực, nói không chừng thôn vệ đế quốc người tùy thời cũng có thể tìm được chúng ta. Diệp Thần Phong đúng Tần Nghị nói rằng, Tần Nghị không có bất kỳ bất mãn gì, vừa cười vừa nói, lão đại, từ nay về sau ta tất cả nghe theo ngươi. M quốc,
mỗ chỗ bí ẩn Âu Thức từ xưa phong cách vật kiến trúc trong đại điện. Còn sống ba đại chiến tướng một mực cung kính đứng thẳng, mặt đất trên băng ca phóng lôi chiến tướng thi thể, ngồi ở đại điện ngay chính giữa kim sắc trên ghế thôn vệ đế quốc người thống trị cao nhất quốc vương, già nua trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình, khàn khàn âm trầm thanh âm từ hắn cổ họng trong phát ra rồi, các ngươi thật quá làm cho ta thất vọng rồi, các ngươi cho là mình còn sống cần thiết sao? Quốc vương trên người trong giây lát tản mát ra một cổ cường hãn khí thế, có thể dùng còn sống ba đại chiến tướng sắp không thở nổi, phong chiến tướng đỉnh áp lực hồi đáp, quốc vương, chuyện lần này hoàn toàn ngoài chúng ta dự liệu, chúng ta phát hiện Diệp Thần Phong thể nội lại có thể cũng có linh hồn lực, với lại hắn linh hồn lực cường độ ở vào 9 cấp đỉnh phong, thế nhưng ba người chúng ta người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chúng ta bất đắc dĩ sử dụng để thăng thực lực biện pháp. Thế nhưng bị hắn trốn. Diệp Thần Phong cũng có 9 cấp linh hồn lực, với lại ba đại chiến tướng liên thủ cũng đánh không thắng Diệp Thần Phong. Ngồi ở kim sắc trên ghế quốc vương, một đôi nhìn như khàn khàn con ngươi đột nhiên phóng đại, thương trên khuôn mặt già nua biểu tình vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, trầm mặc khoảng chừng 2 phút sau, cổ họng trong phát sinh một trận âm trầm tiếng cười, lẩm bẩm thú vị, sự tình bắt đầu biến được càng tới càng thú vị. Diệp Thần Phong, ta đảo đặc biệt muốn biết bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực là từ đâu tới. Còn là ngươi cũng không phải thời đại này người. Quốc vương trên người phát ra cường hãn khí thế thu hồi thể nội. Chương 595, lựa chọn lần nữa. Hồn ám, âm trầm trong đại điện, theo quốc vương tướng khí thế trên người thu hồi thể nội, còn thừa lại ba đại chiến tướng cuối cùng là thở dài một hơi, bọn họ có thể có được bây giờ địa vị và thực lực, đều là thân phận thần bí quốc vương dành cho bọn họ. Ba đại chiến tướng biết nếu như quốc vương muốn thu hồi đã từng dành cho bọn họ tất cả, là một cái chuyện dễ dàng. Quốc vương từ trên người lấy ra ba bình nhỏ màu xanh biếc dịch thể, tiện tay ném cho ba đại chiến tướng, trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm tình, cái này loại dịch thể có thể cho các ngươi khôi phục lại 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong trạng thái, đồng thời tác dụng dài đến 2 cái cuối tuần, đợi được 2 tuần lễ sau, thực lực của các ngươi như cũ hội thối lui đến 5 cấp linh hồn lực trình tự. Cần phải từ từ tĩnh dưỡng tài năng đủ khôi phục lại thì ra là thực lực, nếu không chuyện kế tiếp khả năng còn muốn dùng đến các ngươi. Các ngươi cho là mình vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao? 2 ngày sau, thôn vệ đế quốc thịnh hội như thường lệ cử hành, ba người các ngươi cấp ta tướng cái này kiện sự tình phụ trách tốt, nếu như lần này các ngươi lại ra bất luận cái gì sai lầm, ta nghĩ các ngươi cũng không cần thiết lưu trên thế giới này. Ba người các ngươi nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ tự lập tức cút ra ngoài cho ta, quốc vương phất phất tay nói rằng, là, quốc vương, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng rồi. Ba đại chiến tướng hướng quốc vương thật sâu khom người chào sau, liền rất cung kính thối lui ra khỏi trong đại điện, mặt thượng không dám biểu hiện ra chút nào không vừa lòng. Ngồi ở kim sắc trên ghế quốc vương khi nhìn đến ba đại chiến tướng rời khỏi đại điện sau, khẩu trung nói rằng, ám ảnh. Diệp Thần Phong sự tình tự giao cho ngươi đi xử lý, có thể thích hợp lợi dụng M quốc chính phủ, đồng thời dành cho M quốc chính phủ một ít chỗ tốt, ta muốn cho M quốc thành cho chúng ta thôn vệ đế quốc đệ nhất cái khôi lỗi quốc gia. Quốc vương vừa dứt lời, một cái bóng đen liền đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, toàn thân hắc sắc trường sam. Nhìn dáng dấp cái này tên là làm ám ảnh đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ước tại chừng 35 tuổi, một trương mặt chữ quốc, một cái mũi ưng. Một đôi trong con ngươi tràn đầy nồng đậm lệ khí, mặt thượng thủy chung là khô khan cùng lạnh giá biểu tình. Phảng phất là hắn cả khuôn mặt đều tê liệt thông thường. Cái này tên là làm ám ảnh hắc sắc trường sam nam nhân, tại thôn vệ đế quốc trung địa vị cao hơn 4 đại chiến tướng, vẻn vẹn thấp hơn quốc vương một người, có thể nói là dưới một người trên vạn người, hắn toàn thân thực lực đã bước vào thập cấp linh hồn lực sơ kỳ. Ám ảnh đầu tiên cung kính cấp ngồi ở kim sắc trên ghế quốc vương khom người chào, sau đó mới lên tiếng, quốc vương. Ám ảnh nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ này, nhượng M quốc thần phục với ngài dưới bàn chân, đồng thời mang theo Diệp Thần Phong đầu người tới gặp ngài. Quốc vương khẽ lắc đầu một cái, không thể nghi ngờ nói rằng, ám ảnh, người phải đem Diệp Thần Phong sống đưa ta chỗ này, có chút sự tình ta còn cần từ trong miệng hắn hiểu rõ đến. Là, quốc vương. Ám ảnh đối với quốc vương mệnh lệnh không chút nào ý kiến, dường như một cái chỉ biết thi hành mệnh lệnh người máy thông thường. Theo ám ảnh rời đi, quốc vương thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Thần Phong,
ta đảo hy vọng ngươi có thể chơi với ta một hồi cực kỳ ngoạn mục trò chơi. Dạ, thâm trầm mà lại tĩnh lặng. M quốc người lãnh đạo tối cao Miller trong phòng làm việc, một gã M quốc trung niên nam nhân đứng ở trước mặt của hắn, cái này tên trung niên nam nhân liền là trước đây cùng Diệp Thần Phong bọn họ cùng nơi diệt trừ thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa Abbott. Đồng thời Abbott cũng là M quốc một cái đặc thù võ trang bộ người phụ trách M quốc bình thời tất cả an nguy. Miller cùng Abbott mặt thượng toàn bộ treo vẻ lo âu, M quốc ngành tình báo vừa nhận được tin tức, thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách gần đoạn thời gian toàn bộ tụ tập đến M quốc, điều này làm cho Miller cái này M quốc người lãnh đạo tối cao làm sao có thể không lo lắng. Miller khoảng chừng trầm mặc gần 10 phút sau, ngón tay nhu nhu huyệt thái dương, nói rằng, Abbott, ngươi có cái gì? Không tốt kiến nghị, bây giờ thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách tề tụ chúng ta M quốc, đây đối với chúng ta M quốc mà nói thế nhưng một cái đặc biệt tin tức xấu, lẽ nào thôn vệ đế quốc muốn tại chúng ta M quốc mưu hoa một hồi đại sự động sao? Abbott cau mày, nói rằng, Tổng thống, vì bây giờ chi kế chỉ có thể liên hệ những quốc gia khác, nhưng những quốc gia khác tới trợ giúp chúng ta, cái này là hiện tại nhất biện pháp ổn thỏa. Ta gặp các ngươi không yêu cầu tìm kiếm những quốc gia khác chi viện. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong phòng làm việc vang lên, tiếp theo. Một bóng người màu đen xuất hiện ở Miller cùng Abbott trước mặt, người này không chính là có thập cấp linh hồn lực ám ảnh mà. Trong lúc bất chợt nhìn đến trong phòng xuất hiện một cái xa lạ hắc y nhân, Miller cùng Abbott con người bỗng nhiên rút nhỏ, Abbott trước tiên từ bên hông móc ra một cây súng lục, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay ám ảnh. Tùy thời chuẩn bị bóp cò. Ta khuyên ngươi không cần làm những này tốn công vô ích sự tình, chỉ dựa vào một cây súng lục là có thể giết chết ta sao? Phanh, một tiếng. Ám ảnh vừa mới dứt lời, chỉ thấy Miller trước mặt bàn công tác không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, biến thành một đống cao cao vụn gỗ, vừa ám ảnh là tướng thập cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, hắn không muốn cùng trước mặt cái này hai người lãng phí thời gian, dùng thực lực để chứng minh là chuyện đơn giản nhất. Miller cùng Abbott nhìn đến một cái bàn làm việc trong lúc bất chợt biến thành một đống gỗ vụn, hai người không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, Abbott hiện tại đã biết người trước mặt này muốn giết chết bọn họ, quả thực so bóp chết hai con kiến còn đơn giản, đặc biệt không cam lòng tướng nhắm ngay ám ảnh súng lục để xuống, hỏi, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này có ý đồ gì? Ám ảnh mặt không thay đổi hồi đáp, ta là thôn vệ đế quốc người, hôm nay tới là hy vọng các ngươi phối hợp thôn vệ đế quốc. Nếu không quốc vương các ngươi phải M quốc thành cho chúng ta thôn vệ đế quốc đệ nhất cái khôi lỗi quốc gia, ta căn bản sẽ không ở trên người các ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại ta cấp hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất là sau đó M quốc thành cho chúng ta thôn vệ đế quốc khôi lỗi quốc gia, đương nhiên chúng ta thôn vệ đế quốc cũng hội dành cho các ngươi M quốc nhất định trợ giúp, chúng ta thôn vệ đế quốc có khoa học kỹ thuật vượt lên đầu cho trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào. Cái thứ hai lựa chọn là các ngươi có thể không đáp ứng, nhưng ta hiện tại lập tức sẽ giết các ngươi, đương nhiên các ngươi cũng không cần nỗ lực nói với ta dối, thôn vệ đế quốc thế lực trải rộng toàn thế giới, chúng ta có thể cho M quốc trở thành một khủng bố sự kiện liên tục không ngừng quốc gia, hiện tại lập tức cấp ta đáp án đi. Miller cùng Abbott nghe xong ám ảnh lời nói sau, cái này hai người trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Bọn họ không có nghĩ đến thôn vệ đế quốc lại muốn nhượng M quốc trở thành khôi lỗi quốc gia. Đây cũng chính là nhượng Miller cái này M quốc người lãnh đạo tối cao thành vì bọn họ khôi lỗi, có thể là dựa theo trước mắt tình thế, chỉ có lựa chọn trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi, đêm nay Miller cùng Abbott tài năng đủ sống sót. Nhanh cấp ta các ngươi lựa chọn đi, kỳ thực các ngươi nên vì có thể trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi mà vui vẻ. Các ngươi M quốc chỉ biết bởi vì chúng ta thôn vệ đế quốc mà biến được càng ngày càng lớn mạnh, thử nghĩ ngươi một chút môn có vượt lên đầu cho những quốc gia khác khoa học kỹ thuật sau, đang cùng những quốc gia khác phát sinh ma sát sau, các ngươi trực tiếp có thể dùng võ lực để giải quyết, thậm chí cuối cùng các ngươi M quốc tướng trở thành toàn thế giới bá chủ, mà chúng ta thôn vệ đế quốc chỉ biết ẩn núp sau lưng các ngươi. Đối với các ngươi hầu như không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ám ảnh nhìn Miller nói rằng, có vượt lên đầu cho những quốc gia khác khoa học kỹ thuật, trở thành toàn thế giới bá chủ. Đây đối với Miller mà nói có chí mạng sức dụ dỗ, lại nói tại sống hay chết trong lúc đó, hắn còn là muốn sinh, vì vậy hắn nhìn thoáng qua Abbott, Abbott lặng lẽ điểm gật đầu,
bây giờ cũng chỉ có thần phục với thôn vệ đế quốc, bọn họ hai cái tài năng đủ sống sót, như vậy cũng mới đúng M quốc có lợi nhất. Tốt, ta lựa chọn đệ nhất cái. Miller cắn răng nói rằng. Ám ảnh điểm gật đầu, nói rằng, coi như ngươi tương đối thấy rõ trước mắt tình thế, kế tiếp, các ngươi lập tức hạ lệnh cho ta tìm ra Diệp Thần Phong tới, ta muốn tướng Diệp Thần Phong bắt sống. Diệp Thần Phong. Miller cùng Abbott đối với tên này đều không xa lạ gì, nghĩ trước đây Abbott còn cực lực yêu cầu Miller cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ, như vậy đúng M quốc tương lai phát triển rất có lợi, ai biết đạo bọn họ hội tại cái này thời gian từ ám ảnh khẩu xuôi tai đến tên Diệp Thần Phong. Xem chừng thôn vệ đế quốc hình như sẽ đối phó Diệp Thần Phong. Ám ảnh đối với ban đầu ở M quốc chuyện đã xảy ra cũng biết qua, vì vậy nói rằng, các ngươi không cần phải lo lắng Diệp Thần Phong thực lực. Diệp Thần Phong tại chúng ta thôn vệ đế quốc phía trước liền con kiến cũng không bằng, các ngươi lựa chọn trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi là chuyện chính xác nhất. Nghe vậy, Miller cùng Abbott nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời hướng đối phương điểm gật đầu, bọn họ cho rằng ám ảnh nói đúng vô cùng, tại Diệp Thần Phong cùng cả cái thôn vệ đế quốc trong lúc đó lựa chọn, theo bọn họ rõ ràng lựa chọn sau là thỏa đáng nhất, tuy rằng bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, tương lai phát triển cũng bất khả hạn lượng. Thế nhưng tại khổng lồ thần bí thôn vệ đế quốc trước mặt sợ rằng thật đúng là thiếu nhìn. Thượng một lần Abbott cùng Miller lựa chọn cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ. Lúc này đây Abbott cùng Miller lựa chọn trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi, đứng ở Diệp Thần Phong mặt đối lập. Lựa chọn lần nữa. Abbott cùng Miller cái này hai người đến cùng có không có lựa chọn đúng. Chương 596, Quy Tôn Tử, lần sau lại cùng các ngươi chơi. Miller làm M quốc người thống trị cao nhất, hắn biết tìm kiếm Diệp Thần Phong sự tình, giao cho thế lực dưới đất người đi làm thích hợp nhất. Thứ nhất thế lực dưới đất tin tức có đôi khi so quốc gia ngành tình báo đều linh thông. Thứ hai rất nhiều địa phương Miller không thể đủ đường hoàng xuất động quốc gia lực lượng. Nếu như hắn trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi sự tình bị tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ hắn cái này M quốc người thống trị cao nhất vị trí tự khó giữ được. Miller lập tức nhượng Abbott liên lạc Sanofi gia tộc gia chủ Lister, Gambier gia tộc gia chủ Leonard, Miss gia tộc gia chủ Machangsi, cùng với Ikerland gia tộc gia chủ Sydney, bốn gia tộc này là M quốc thế lực dưới đất trung tứ đại gia tộc. Tại thế lực dưới đất trung có không thể dung chuyển địa vị, Lý Á quốc tại M quốc sáng lập thắng thiên hội, mặc dù có thể đủ như thế cấp tốc quật khởi, cũng đều là bởi vì tứ đại gia tộc này lực ảnh hưởng. Nửa giờ sau. Lister, Leonard, Machangsi cùng Sydney, bốn người này vội vàng đi tới Miller trong phòng làm việc. Miller đơn giản sáng tỏ đúng bốn người này nói một lần cả kiện sự tình. Hắn không dự định có bất luận cái gì che giấu, huống chi ám ảnh còn không có ly khai, hắn cũng chỉ có thể đủ nói thật. Lister bọn bốn người đang nghe hoàn Miller lời nói sau, bọn họ trong lòng mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ, ánh mắt len lén nhìn một bên mặt không thay đổi ám ảnh. Đã từng bốn người bọn họ thế nhưng đích thân thể nghiệm qua thôn vệ đế quốc đáng sợ. Bây giờ nghe nói thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách toàn bộ tụ tập đến M quốc, bốn người bọn họ tự càng không thể đủ bình tĩnh. Trước đây bọn họ tứ đại gia tộc này gia chủ, nguyên do tại Diệp Thần Phong trước mặt khúm núm, không đơn giản chỉ là bởi vì Diệp Thần Phong cứu bọn họ, càng là bởi vì Diệp Thần Phong bày ra vô hạn tiềm lực. Mà bây giờ liền M quốc người thống trị cao nhất Miller cũng tự nguyện trở thành thôn vệ đế quốc khôi lỗi. Như vậy bốn người bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao? Bất quá, Lister bọn bốn người trong lòng tình không có cái gì thật lo lắng cho. Lần này toàn bộ thôn vệ đế quốc đều tụ tập đến M quốc. Diệp Thần Phong một người làm sao có thể theo toàn bộ thôn vệ đế quốc đối kháng. Cho nên bọn họ cho rằng thuần phục thôn vệ đế quốc hay là cũng là một chuyện tốt tình. Dù sao bốn người bọn họ cùng Diệp Thần Phong cũng không có chân chính ý nghĩa thượng tình nghĩa tồn tại. Bây giờ có toàn bộ thôn vệ đế quốc tại bọn họ phía sau chống đỡ, bọn họ căn bản không yêu cầu lo lắng Diệp Thần Phong cường hãn thực lực. Lister mở miệng đúng ám ảnh, nói rằng, nếu như Diệp Thần Phong như cũ tại M quốc, ta cho là hắn có khả năng nhất tại Lý Á quốc trong nhà, Lý Á quốc nên là Diệp Thần Phong tại M quốc duy nhất có thể tín nhiệm một người. Đúng. Ám ảnh tiên sinh, chúng ta có thể tới trước Lý Á quốc trong nhà đi một chuyến, cho dù Diệp Thần Phong không ở Lý Á quốc trong nhà, chúng ta cũng có thể tướng Lý Á quốc bắt, đến lúc đó có thể lợi dụng Lý Á quốc tướng Diệp Thần Phong dẫn ra ngoài. Leonard lập tức phụ họa nói. Tốt,
Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi một chuyến Lý Á Quốc trong nhà, các ngươi đều cấp ta yên tâm đi. Cho dù Diệp Thần Phong thật tại Lý Á Quốc trong nhà, hắn ở trước mặt ta cũng trở mình không khởi chút nào cảnh hoa tới. Ám ảnh thuận miệng nói rằng, hình như là đang nói một cái không thèm để ý chút nào sự tình. Ám ảnh tiên sinh, dùng thân phận của ta không có phương tiện cùng các ngươi cùng nơi hành động, để Abbott cùng đi với ngươi đi. Miller thận trọng mở miệng nói rằng. Ám ảnh điểm gật đầu, hắn cũng biết Miller nói đều là sự thực, vì vậy cũng không có cùng Miller nhiều tính toán cái gì. M quốc, Lý Á quốc biệt thự trong đại sảnh. Diệp Thần Phong, Vương Lực, Hắc Tâm bọn người không chút nào buồn ngủ, bọn họ đều đang suy đoán thôn phệ đế quốc bước tiếp theo đến cùng hội áp dụng hành động gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, lập tức nói rằng, Hắc Tâm, Vương Lực, ta cho là chúng ta hiện tại không thích hợp lưu tại Lý Ca trong biệt thự, thời gian trôi qua lâu như vậy, nói không chừng thôn phệ đế quốc người điều tra đến hành tung của chúng ta, hiện tại chúng ta không thích hợp cùng thôn phệ đế quốc có ngay mặt xung đột. Ngược lại, Diệp Thần Phong đúng Lý Á Quốc, nói rằng, Lý Ca, người cùng chúng ta cùng nơi ly khai đi. Thôn vệ đế quốc người nếu như biết ngươi trợ giúp chúng ta, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Á Quốc vỗ vỗ mọi người mông dưới đang ngồi sofa, vừa chỉ trước mặt bàn trà thượng một cái đặc thù màu sắc cái chén, vừa cười vừa nói, Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chúng ta khẳng định có thể an toàn rời đi nơi này, chỉ cần chúng ta dùng sức hoạt động cái này cái ly, tự hội lập tức xúc động chuyện ta trước chuẩn bị xong cơ quan. Chúng ta đang ngồi sofa hội mang theo chúng ta nhanh chóng xuống đến dưới lòng đất, cái này dưới lòng đất gian phòng này nhà để xe dưới hầm, với lại ta ở bên trong chuẩn bị xong xe, đến lúc đó chúng ta phải ly khai không phải đặc biệt sự tình đơn giản mà. Diệp Thần Phong không có nghĩ đến Lý Á Quốc còn có thể tại trong biệt thự cài đặt đào sinh cơ quan, đón lấy hắn không có cái gì có thể lo lắng, coi như là thật có thập cấp linh hồn lực cao thủ tìm tới cửa, chúng ta cũng có thể tại trước tiên an toàn ly khai. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nhưng vào lúc này, Lý Á Quốc biệt thự đại môn bị một cổ trọng lực oanh khai, đại môn chỉ dùng để đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, coi như là một chiếc cấp tốc chạy xe hơi nhỏ đánh về phía đại môn, Lý Á Quốc biệt thự đại môn cũng tối đa hội biến hình mà thôi, căn bản không thể nào biết đụng phải đại môn ầm ầm đảo địa, bởi vậy có thể thấy rõ oanh kích đại môn lực lượng có bao nhiêu to lớn. Tại biệt thự đại môn đảo địa trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bọn họ thấy được ám ảnh, Abbott, Lister chúng nhân đi đến, Diệp Thần Phong toàn bộ ánh mắt tập trung vào ám ảnh trên người, hắn cảm giác được đối phương là một cái linh hồn lực chiến sĩ, với lại linh hồn lực cường độ muốn xa xa cao hơn hắn, nói cách khác ám ảnh ở vào thập cấp linh hồn lực trình tự, là một cái thứ thiệt thập cấp linh hồn lực cao thủ. Diệp Thần Phong thật không nghĩ tới thôn vệ đế quốc lại có thể thật có thập cấp linh hồn lực cao thủ. Đồng dạng. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Abbott, Lister đẳng những này khuôn mặt quen thuộc sau, hắn chỉ biết những này người nhất định là khuất phục cho thôn vệ đế quốc, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu Lý Á Quốc trong biệt thự lắp đặt có đảo sinh cơ quan, bọn họ hiện tại an vị đang lẩn trốn sinh cơ đóng cửa, như vậy Diệp Thần Phong ngược lại cũng không vội mà ly khai, không nghĩ tới đêm nay vẫn có thể nhìn thấy nhiều như vậy lão bằng hữu. Abbott, Lister, Leonard, Ma Chang Si, Sydney, các ngươi năm cái đã chế thế này nên không sẽ là tới tìm ta uống rượu đi. Abbott chúng nhân đương nhiên nghe được ra Diệp Thần Phong trong giọng nói trào phúng mùi vị, một đám là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến đêm nay nhất định cùng Diệp Thần Phong xé rách ra mặt sau, bọn họ cũng không có cái gì tốt do dự cùng lúng túng. Abbott dẫn đầu nói, Diệp Thần Phong, ai nhượng ngươi muốn chọc thôn vệ đế quốc, niệm tại chúng ta quen biết một hồi phân thượng. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, chúng ta có thể cho ngươi thiếu thụ một ít thống khổ. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ám ảnh tiên sinh theo chúng ta cùng nơi tới, ám ảnh tiên sinh phải giải quyết ngươi bất quá là động động ngón tay sự tình, ta khuyên ngươi còn là không nên phản kháng tốt. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ám ảnh tiên sinh là muốn bắt sống ngươi, không cần làm vô vị vùng vẫy, đây mới là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Lister, Leonard đằng tứ đại gia tộc gia chủ sôi nổi mở miệng nói rằng, bọn họ hình như hoàn toàn đã quên, trước đây nếu không có Diệp Thần Phong, sợ rằng hiện tại bọn họ đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong, cái này gọi ám ảnh nam nhân là thôn phệ đế quốc trung ngoại trừ quốc vương bên ngoài,
quyền lợi lớn nhất một người, có người nói hắn toàn thân thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắc Tâm tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, đúng Abbot đẳng người nói, tốt một câu ai những ngươi chọc thôn vệ đế quốc, trước đây nếu không phải là bởi vì có ta ở đây, các ngươi sớm đã chết ở thôn vệ đế quốc trong tay, muốn làm cậu cũng muốn làm một điều thông minh cậu, liền nên chọn thế nào chủ nhân đều không biết. Sớm muộn các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Diệp Thần Phong, ngươi nên muốn suy tính là các ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi có tư cách gì tới phê phán chúng ta? Hay là mấy ngày nữa cái này trên thế giới sẽ không có người Diệp Thần Phong cái này người. Nếu lựa chọn thần phục với thôn vệ đế quốc, như vậy Abbot cũng không hồi lại có bất luận cái gì do dự. Diệp Thần Phong, ngươi là muốn ta động thủ ni, còn là bản thân theo ta đi. Ngươi nên biết ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Ám ảnh mặt không thay đổi nói rằng. Diệp Thần Phong nhún vai. Vừa cười vừa nói, thập cấp linh hồn lực thì ngon sao? Ngươi sớm muộn gì sẽ chết tại trên tay của ta, ngươi nói ngươi đêm nay có thể bắt sống ta sao? Diệp Thần Phong, xem ra ngươi không muốn trái lại theo ta đi. Ám ảnh xoay động bắt tay vào làm cánh tay, chuẩn bị động thủ chảo ở Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn đến ám ảnh muốn động thủ, nhanh chóng hoạt động bàn trà thượng đặc thù màu sắc cái chén. Bọn họ mông dưới sofa tức khắc nhanh chóng hướng tới dưới lòng đất rớt xuống, Diệp Thần Phong thân thể đang bị sofa đưa dưới lòng đất trước, cười đúng ám ảnh giống lên một tiếng, quy tôn tử, ra ra ta lần sau lại cùng các ngươi chơi, lần sau lúc gặp mặt, ta sẽ đem trước tất cả sổ sách đều đòi lại. Chương 597, Thịnh hội tin tức. Bởi ám ảnh không biết biệt thự trong đại sảnh còn có đào sinh cơ quan, đương Diệp Thần Phong nhanh chóng mở ra cơ quan sau đó. Ám ảnh muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi, Diệp Thần Phong chúng nhân kể cả trong đại sảnh sofa cùng nơi đáp xuống dưới lòng đất, trên mặt đất xuất hiện chỗ hổng, tại sofa hạ xuống dưới lòng đất sau đó, lại lập tức phong nhắm lại, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ám ảnh cả trương mặt không thay đổi mặt cuối cùng là có biến hóa, từ trước đây đến hiện tại còn không có người có thể tại hắn thuộc hạ chạy trốn, bàn tay của hắn chăm chú nắm chặt thành nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ rồi, hắn có loại bị Diệp Thần Phong đùa bỡn cảm giác. Ám ảnh nhớ kỹ vừa rồi Diệp Thần Phong hoạt động bàn trà thượng đặc thù màu sắc cái chén sau, cái này mới đưa cơ quan khởi động, hắn vội vã cũng đi hoạt động bàn trà thượng cái ly kia, thế nhưng hắn vô luận như thế nào hoạt động cũng khải không nhúc nhích được cơ quan, thậm chí cuối cùng trực tiếp tướng chỉ bắt đầu cơ quan cái chén từ bàn trà thượng bài thoáng cái. Lý Á Quốc tại lắp đặt cái này cơ quan thời gian, sớm đã đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ đặc biệt hoàn thiện, cơ quan chỉ có thể ở bên ngoài bắt đầu một lần, nếu như muốn lần thứ hai bắt đầu cơ quan, phải muốn đi vào cơ quan trong thiết trí cái mới được, cho nên ám ảnh tại biệt thự trong đại sảnh là vô luận như thế nào cũng khải không nhúc nhích được cơ quan. Phanh, 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 phanh. Ám ảnh không khí trầm lặng hai con ngươi nhìn Diệp Thần Phong chúng nhân rời đi mặt đất. Thể nội thập cấp linh hồn lực tức khắc lăn lộn, từng quyền chợt đập vào trên mặt đất, nỗ lực muốn tướng mặt đất đánh xuyên qua. Ám ảnh sau lưng Abbot cùng Lister đẳng tứ đại gia tộc gia chủ, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong đẳng người sống chạy trốn sau đó, sắc mặt của bọn họ biến được khó coi, bọn họ là đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong thực lực, nếu như Diệp Thần Phong muốn ám sát bọn họ lời nói. Có thể nói là một cái chuyện dễ dàng. Nghĩ khởi vừa rồi đúng Diệp Thần Phong chút nào không lưu tình ngôn ngữ, bọn họ trong lòng bắt đầu hối hận. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong, Vương Lực, Hắc Tâm cùng Lý Á Quốc chúng nhân, ngồi ở trên ghế salon an toàn đáp xuống dưới lòng đất, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Lý ca. Người cái này đào sinh cơ quan quá khen. Tại Diệp Thần Phong vừa dứt lời chi tế, chỉ nghe thấy đỉnh đầu bọn họ thường không ngừng truyền đến tiếng oanh kích. Tiếp theo có bụi cùng đá vụn rậm rạp chẳng chịt từ trên đỉnh sái rơi xuống, Diệp Thần Phong biết chắc là ám ảnh tại dùng thập cấp linh hồn lực oanh kích mặt đất, dùng thập cấp linh hồn lực cường độ muốn phá khai mặt đất, Diệp Thần Phong phỏng chừng chỉ cần 3 phút tả hữu. Vội vàng đúng mọi người nói, chúng ta vội vàng rời đi nơi này, không thể đủ chậm trễ nữa thời gian. Tại nhà để xe dưới hầm trong đỗ 6 chiếc xe, Lý Á Quốc chỉ vào một chiếc có thể ngồi xuống 10 người vừa tới thương vụ xe. Nói rằng, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, chỉ có thể khai chiếc này thương vụ xe, bất quá.
Chiếc này thương vụ xe là lắp lại qua, bất kể là nó động cơ, thủy tinh, xăm lốp xe, còn là thân xe tài liệu, tuyệt đối không có thể so với Hummer kém. Diệp Thần Phong từ Lý Á Quốc trong tay nhận lấy chìa khóa xe, ở đây kỹ thuật điều khiển người tốt nhất cũng chính là hắn, mở cửa xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng, nhìn đến Lý Á Quốc, Hắc Tâm chúng nhân cũng lên xe sau đó. Hắn lập tức phát động động cơ, ong 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 to lớn động cơ thanh tức khắc tràn đầy toàn bộ nhà để xe dưới hầm. Chiếc này lắp lại qua thương vụ xe quả nhiên không phải cái, nghe thấy cái này động cơ thanh tựu đầy đủ nhượng vô số đua xe bộ tộc hưng phấn. Theo thời gian trôi qua, trên đỉnh đã từ vừa mới bắt đầu rơi đá vụn biến thành hòn đá nhỏ khối, Diệp Thần Phong chợt đạp chân ga, xe dường như một đầu điên cuồng chạy trốn liệp báo gào thét mà ra. Nhà để xe dưới hầm mở miệng là một điều càng tới càng lên cao sườn dốc, một cánh tự động thức cuốn liêm môn chắn lối ra, Lý Á Quốc lúc này tài nghĩ khởi không có tướng cuốn liêm môn lái ra, vội vàng nói, Diệp huynh đệ, mở cuốn liêm môn cái nút ngay xe bên cạnh trên vách tường. Ta xuống xe đi ấn vào. Lý ca, dùng chiếc xe này trải qua lắp lại sau chất liệu gỗ, có thể bình yên vô sự phá tan cuốn liêm môn sao? Xe đã khởi động. Diệp Thần Phong không muốn lại dừng lại tới lãng phí thời gian, cùng một gã thập cấp linh hồn lực cao thủ đối chiến. Nguy hiểm trong đó có thể không phải nói đùa. Diệp huynh đệ, như thế không chút nào vấn đề, nhiều nhất là cạo một điểm nước sơn mà thôi. Lý Á Quốc hồi đáp. Còn lãng phí lúc này làm gì? Chúng ta trực tiếp xông ra. Diệp Thần Phong tướng chân ga đạp phải đáy, động cơ thanh âm dường như một con cọp đang gầm thét, phanh. Một tiếng. Xe đụng phá cuốn liêm môn, bởi là tại sườn dốc thượng cấp tốc chạy, cả chiếc xe thân xe rời đi nhà để xe dưới hầm trong nháy mắt, dường như trường cánh chim giống nhau bay. Trong trời đêm màu ngân bạch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe rải vào bên trong xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Tần Nghị đột nhiên gầm rú lên, lão đại, cái này quá kích thích, từ đi theo ngươi sau đó, ta cảm giác mình mỗi ngày đều tượng đang đóng phim giống nhau. Vương Lực Hắc Tâm đám người trên mặt đồng dạng treo thần sắc hưng phấn, bọn họ đều là thích kích thích sinh hoạt nam nhân. Diệp Thần Phong hai tay vững vàng bắt được tay lái, không cho xe tải rớt xuống mặt đất thời gian phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, phanh. Một tiếng vang thật lớn, thương vụ xe bốn chỉ bánh xe chấm đất, nếu như chiếc này không phải lắp lại qua thương vụ xe, phỏng chừng trải qua nghiêm trọng như vậy đụng đã sớm rơi rớt. Tại thương vụ xe rơi xuống mặt đất sau đó, Diệp Thần Phong lần thứ hai tướng chân ga đạp phải đáy, theo phía sau từ từ xem không đến Lý Á Quốc biệt thự, Diệp Thần Phong tài thả chậm một ít tốc độ, hiện tại M quốc chính phủ cùng thế lực dưới đất trung tứ đại gia tộc, bọn họ đã toàn bộ đứng ở thôn vệ đế quốc đi sang một bên, hiện tại chúng ta phải muốn tìm cái địa phương an toàn, theo ta thấy an toàn nhất chớ quá cho rừng rậm hoặc dãy núi trong. Hắc Tâm chúng nhân nói với Diệp Thần Phong lời nói không có bất luận cái gì ý kiến, Lý Á Quốc nói rằng, Diệp huynh đệ, không bằng chúng ta đi phương Bắc một chỗ trong dãy núi đi. Chúng ta bây giờ khai tới đó khoảng chừng chỉ cần chừng 2 canh giờ. Tốt, Lý ca, người tới chỉ đường. Diệp Thần Phong không chút do dự nói rằng. Khoảng chừng 2 cái tiếng đồng hồ sau. Diệp Thần Phong đám người đi tới Lý Á Quốc khẩu trung theo như lời chỗ dãy núi trước. Chu vi căn bản là hoang tàn vắng vẻ, trái lại một cái né tránh lý tưởng địa điểm. Tất cả mọi người đi xuống xe. Lý Á Quốc từ trên người lấy ra một gói thuốc lá, phân biệt chia Diệp Thần Phong, Hắc Tâm chúng nhân, bầu không khí đột nhiên biến được có chút trầm mặc, một đám khẩu trung đều là thôn vân thổ vụ, bọn họ trong lòng đều tại nghĩ ngợi diệt trừ thôn vệ đế quốc biện pháp. 3 phút sau, Hắc Tâm tướng một điếu thuốc hút xong, nói rằng, Diệp Thần Phong, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi ra ngoài thăm dò một chút phong, dùng ta tại thôn vệ đế quốc nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Ta hay là có thể tra xét đến thôn vệ đế quốc bước tiếp theo động tác. Không được, một mình ngươi hành động quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thần Phong tướng tàn thuốc ném xuống đất nói rằng. Diệp Thần Phong, ta biết thực lực của ngươi là chúng ta chi chung mạnh nhất, thế nhưng tham phong loại chuyện này nhiều người trái lại bất lợi, lại nói ta Hắc Tâm cũng sẽ không dễ dàng như vậy tử, tối thiểu muốn tận mắt đến thôn vệ đế quốc diệt phong. Hắc Tâm cự tuyệt nói. Diệp Thần Phong nhìn Hắc Tâm kiên định đôi mắt, vì vậy cũng chỉ có thể đủ đáp ứng, hắn cũng biết Hắc Tâm nói đặc biệt chính xác tốt, vậy chính ngươi phải cẩn thận, trước hừng đông sáng về tới đây, nếu không chúng ta tự sẽ đi tìm ngươi. Ngày thứ hai, thiên còn tảng sáng thời gian, M quốc,
một chỗ dãy núi trước, Diệp Thần Phong chúng nhân là trắng đêm chưa ngủ. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 6 giờ đồng hồ, đúng Vương Lực Đẳng người nói, nếu như Hắc Tâm tại trước 7 giờ còn chưa có trở lại ở đây, chúng ta nhất định phải muốn đi tìm hắn. Diệp Thiếu, Hắc Tâm trở về. Tại Diệp Thần Phong lời mới vừa nói xong, Vương Lực liền thấy cách đó không xa có một đạo hắc ảnh tại hướng bên này cấp tốc chạy qua tới. Nhìn đến Hắc Tâm trở về, Diệp Thần Phong trong lòng cái này tài thở dài một hơi, Hắc Tâm tại đơn giản nghỉ ngơi thoáng cái sau đó, liền đưa hắn tra xét đến tin tức nói cho Diệp Thần Phong chúng nhân. Nguyên lai thôn vệ đế quốc đích xác muốn cử hành một hồi thịnh hội, đó cũng không phải chỉ cần vì Diệp Thần Phong, Hắc Tâm bọn họ bày cái tròng. Thịnh hội chân chính cử hành thời gian là tại tối ngày mốt, phàm là thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách đều có thể đủ tham gia, muốn đi vào tổ chức thịnh hội địa phương, đến lúc đó mỗi người đều phải muốn tiến hành vân tay nghiệm chứng, không phải ai đều có thể đủ tùy tiện lăn lộn tiến vào. Thế nhưng, hiện nay trước không nói có thể không thể chui vào thịnh hội cử hành địa phương, bây giờ đối với cho Diệp Thần Phong chúng nhân mà nói, thực lực của bọn họ quá yếu, cho dù xâm nhập vào thịnh hội cử hành địa phương. Muốn một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc có khả năng cũng đặc biệt tiểu. Chương 598, cực hạn đột phá, 10 cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong tại nghe xong Hắc Tâm tra xét đến tin tức sau đó, hỏi, Hắc Tâm, lần này ngươi xác định tin tức này là thật. Mà không đúng đối với ta môn bầy một, khác cái chồng. Hắc Tâm phi thường khẳng định điểm gật đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, lần này tin tức là ta lợi dụng đặc thù con đường biết được. Đủ hoa ta 1.000 USD, cho nên tin tức này nhất định là thật, chỉ là chúng ta muốn thế nào chui vào thịnh hội cử hành địa phương. Diệp Thần Phong trầm ngâm sau một lát, nói rằng, Hắc Tâm, chúng ta muốn chui vào thịnh hội cử hành địa phương trái lại đặc biệt dễ, bây giờ thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách đều tại M quốc, chúng ta chỉ phải lặng lẽ sát một nhóm người sau đó, chế tạo bọn họ mặt nạ ra người, lại thu thập bọn họ vân tay. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng chui vào thịnh hội cử hành địa phương, giết chết những này thôn vệ đế quốc tại các quốc gia người phụ trách đến cũng không chắc trở, chủ yếu là ta lo lắng thôn vệ đế quốc trong có càng cao thủ lợi hại. Cái kia đi tới Lý Ca trong biệt thự ám ảnh, ta có thể cảm giác được Gia Quang là một mình hắn là có thể hoàn ngược chúng ta, cho nên tại không có nắm chặt nhất định trước, ta không đề cập tới sướng chui vào thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu lại, lúc này hắn phải mau sớm đột phá đến 10 cấp linh hồn lực, như vậy chui vào thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, tài có nắm chắc có thể tướng thôn vệ đế quốc một lần hành động kích diệt. Diệp Thần Phong đồng dạng cũng biết nếu như bỏ lỡ lần này thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội thời cơ, sau này muốn lại hoàn toàn diệt thôn vệ đế quốc tự càng khó khăn. Diệp Thần Phong, lẽ nào không có nắm chắc chúng ta ở nơi này trong làm chờ sao? Bây giờ M quốc chính phủ đều đứng tại thôn vệ đế quốc một mặt, chúng ta nghĩ phải ly khai M quốc cơ hồ là chuyện không thể nào, không liều mạng đánh một trận vẫn có thể làm sao bây giờ. Hắc Tâm giọng nói đề cao vài phần. Diệp Thần Phong vỗ Hắc Tâm vai, nói rằng, Hắc Tâm, ngươi cấp ta bình tĩnh một điểm. Lẽ nào biết rõ là đi chịu chết, ngươi cũng muốn đi sao? Cái này không phải dũng cảm, cũng không phải là không sợ chết, mà là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Ngươi chỉ có sống tài năng đủ tận mắt đến thôn vệ đế quốc diệt vong. Cho nên càng là tại nguy cơ thời khắc, chúng ta đầu óc thì càng muốn giữ được tính táo. Nghe vậy, Hắc Tâm cũng biết tâm tình mình thất thường, nói rằng, Diệp Thần Phong, xin lỗi, ngươi bây giờ có không có tương đối có thể được biện pháp. Thôn vệ đế quốc thịnh hội tại Hậu Thiên cử hành, nói cách khác chúng ta còn có ngày hôm nay cùng ngày mai, hai ngày này thời gian. Tại trong hai ngày này ta sẽ hết sức đi đột phá thực lực bây giờ, nếu như ta có thể tại hai ngày này nội đột phá, chúng ta chui vào thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, một lần hành động kích diệt thôn vệ đế quốc có khả năng tự so trước kia muốn lớn hơn nhiều. Cho nên, tất cả tự mặc cho số phận đi, nếu như ta có thể tại hai ngày này nội đột phá, chúng ta tự áp dụng hành động, nếu không ta cho là chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi không chịu chết. Diệp Thần Phong dừng lại tại 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực đã thời gian thật dài, bây giờ hắn linh hồn lực đi qua âm dương giao hợp so bình thường 9 cấp đỉnh phong linh hồn của cường giả lực muốn tinh thuần gấp 3 tả hữu. Nói cách khác nếu như hắn bước vào 10 cấp linh hồn lực trình tự, khẳng định so 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ cao thủ lợi hại hơn.
Diệp Thần Phong ở trong tối ảnh trên người cảm giác được linh hồn lực cường độ, hắn dám khẳng định ám ảnh còn chưa tới đạt 10 cấp linh hồn lực đỉnh phong. Cho nên chỉ có đột phá đến 10 cấp linh hồn lực, Diệp Thần Phong tài có nắm chắc đánh thắng ám ảnh, ai biết đạo thôn vệ đế quốc chung có còn hay không cái khác 10 cấp linh hồn lực cao thủ tồn tại. Hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Thế nào, Hắc Tâm, người bây giờ còn có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong nhìn Hắc Tâm hỏi. Hắc Tâm lắc đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, tất cả tựu đều do ngươi an bài đi. Ta phát hiện ngươi bất kể tại gặp phải chuyện gì thời gian, ngươi đều có thể đủ bảo trì một khỏa đầu óc tính táo, tại trước mặt ngươi ta còn có vẻ thiếu thành thục. Một bên vẫn theo Diệp Thần Phong đám người Hắc Hùng, hắn đang nghe Hắc Tâm nói mình còn chưa đủ thành thục, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa tròng mắt đều đụng tới. Hắc Tâm đã từng làm thôn vệ đế quốc tại Hoa Hạ quốc người phụ trách, lại há là thiện nam tín nữ. Xử lý khởi bất kỳ chuyện gì thủ đoạn đều đặc biệt thẳng thắn cùng tàn nhẫn, Hắc Hùng làm Hắc Tâm chính là thủ hạ, hắn tại hiểu rõ bất quá bản thân vị lão bản này. Nhìn đến Hắc Tâm không có bất kỳ ý kiến gì, Diệp Thần Phong đúng mọi người. Nói rằng, các ngươi tiến nhập trong dãy núi, tìm một chỗ tốt tốt ẩn núp, mà ta tại hai ngày này nội hội tiến nhập dãy núi ở chỗ sâu trong tiến hành huấn luyện, tranh thủ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn nhận được đột phá, nếu như các ngươi không có vấn đề. Như vậy ta hiện tại tự muốn đi vào dãy núi thâm sử. Vương Lực Đằng tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị bọn họ không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh chóng vọt vào dãy núi trong, thân thể nhảy lên cây cối chi làm hơn, tại một khỏa một cây đại thụ trong lúc đó nhảy tiến tới, thân ảnh của hắn rất nhanh thì tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này tọa nguyên thủy dãy núi coi như là rộng lớn, nửa giờ sau, Diệp Thần Phong bằng vào tốc độ của hắn liền đi tới dãy núi ở chỗ sâu trong, mông ngồi ở một cây tráng kiện trên cây khô, hắn nghĩ đến cùng làm sao tài năng đủ đột phá đến 10 cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong nhớ kỹ hắn đời trước huấn luyện viên đã từng đối với hắn như vậy nói qua, 1-9 cấp linh hồn lực, đột phá lên không có chân chính ý nghĩa thượng độ khó, mà muốn từ 9 cấp linh hồn lực bước vào 10 cấp linh hồn lực, cái này là yêu cầu một cái cơ hội. Nếu như ngươi có một ngày đột phá đến 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực, ngươi có thể thử thu hồi linh hồn lực, dùng ngươi tự thân lực lượng đi cùng địch nhân chiến đấu, cái này hay là có thể kích phát bước vào 10 cấp linh hồn lực cơ hội. Bất quá, cái này chỉ do đều là của ta suy đoán, lại nói chờ ngươi đạt được 9 cấp đỉnh phong linh hồn, phỏng chừng còn tốt hơn mấy năm thời gian. Diệp Thần Phong từ đời trước trong ký ức sau khi tỉnh lại, hắn liền lập tức tướng trong cơ thể 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực thu vào. Tạm thời phong tồn tại trong cơ thể một cái bộ vị chỗ, hắn dự định thử một lần biện pháp này, dựa vào tự thân lực lượng cùng trong dãy núi dã thú tiến hành sinh tử đọ sức, nhìn có thể không thể dùng đột phá này đến 10 cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong tại trong dãy núi tìm hơn một giờ sau, cuối cùng là tìm được rồi 10 vài đầu tụ tập ở chung với nhau bầy sói. Tại Diệp Thần Phong chú ý tới bầy sói thời gian, bầy sói cũng chú ý tới Diệp Thần Phong, tất cả hôi sắc da lông sói đói hung hăng theo dõi hắn. Diệp Thần Phong không chút do dự hướng bầy sói vào tới, trong tay chỉ nắm một cây đỉnh đầu bị tước nhọn thân cây, không sử dụng linh hồn lực sau, tốc độ của hắn rõ ràng cùng nguyên lai không cách nào sánh được. Bầy sói nhìn đến Diệp Thần Phong chủ động công kích, đám này xúc sinh tự càng không có cái gì tốt do dự, sôi nổi mở miệng to như chậu máu, thân thể đều hướng Diệp Thần Phong đánh móc sau gáy. May mà, Diệp Thần Phong kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt thâm hậu. Dưới chân bước chân liên tục né tránh bầy sói công kích, trong tay nắm thân cây không ngừng đâm về phía sói đói đầu, ngắn ngủi một phút, đã có tam đầu sói đói tử tại Diệp Thần Phong tay trong. Phải biết rằng cái này là Diệp Thần Phong tại không có sử dụng linh hồn lực tình huống hạ. Có thể bởi vô dụng sử dụng linh hồn lực, theo Diệp Thần Phong đang giết chết tam đầu sói đói sau đó, hắn trong lỗ mũi khí thức rõ ràng bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng mà bầy sói nhìn đến đồng bạn của mình tử tại Diệp Thần Phong tay thượng. Sự công kích của bọn họ tốc độ cùng độ mạnh yếu tự càng tới càng mạnh mẽ, có thể dùng Diệp Thần Phong bắt đầu có chút khó có thể chống đỡ. Trên người thỉnh thoảng hội bị sói đói cắn một cái, hoặc bị sói đói sắc bén móng vuốt bắt được. Đại sau nửa giờ, trên mặt đất nằm đầy 10 vài đầu sói đói thi thể, Diệp Thần Phong khẩu trung thở hổn hển cũng nằm tại trên mặt đất, lúc này, y phục trên người hắn biến thành vải, trên cánh tay cùng trên đùi đều có một đạo đạo giữ lại máu tươi vết thương. Cả người nhìn qua máu rầm rề. Diệp Thần Phong tại không lợi dụng linh hồn lực tình huống hạ, cố
cùng đám này xúc sinh thời điểm chiến đấu, trong cơ thể hắn căn bản không có cảm giác được có đột phá cơ hội, trong lòng một trận buồn khổ. Đương ngày kế mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương đông thời gian, Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, ngồi ở một chỗ cao chừng 600 thước vách núi biên, ngày hôm qua hắn đang cùng bầy sói chiến đấu hoàn sau đó. Hắn lại cùng hổ, sư tử, thậm chí là đại hắc hùng chiến đấu, chỉ cần là trong dãy núi có mãnh thú, hắn hầu như đều chiến đấu qua, thế nhưng không có một lần cảm giác được thể nội linh hồn lực có đột phá dấu hiệu. Trong ánh mắt hiện đầy hồng tơ máu, cảm thụ được vết thương trên người đau đớn, Diệp Thần Phong vỗ vỗ đầu của mình, nói rằng, bình tĩnh. Bình tĩnh, lại suy nghĩ thật kỹ đời trước huấn luyện viên có không có nói với ta hữu dụng sự tình. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, tướng trong lòng vội vàng sao động toàn bộ bính trừ đi ra, trong đầu nhớ lại đời trước sự tình, một giờ. Hai cái tiếng đồng hồ, ba giờ thời gian sau đó, hắn chợt mở mắt, hắn đời trước huấn luyện viên là 10 cấp linh hồn lực cao thủ. Hắn nghĩ tới huấn luyện viên của hắn từ 9 cấp linh hồn lực đột phá đến 10 cấp linh hồn lực. Là bởi vì hắn huấn luyện viên tại một lần chấp hành nhiệm vụ chung, bị địch nhân buộc từ trên vách núi nhảy xuống, ai biết đạo đang nhảy xuống sườn núi trong quá trình, huấn luyện viên của hắn tự bất ngờ đột phá, dùng này bảo vệ một cái mạng. Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên, hắn vừa lúc ở một chỗ vách núi biên, khoảng chừng đánh giá chắc một xuống sườn núi cao độ sau, lại nhìn một cái vách núi dưới đáy. Tịnh không có hồ nước cùng cái ao, dưới đáy là mặt đất bằng phẳng, bình thường người nếu như từ trên vách núi nhảy xuống là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong đầu nóng lên, trong lòng thầm nghĩ, bất kể, vì bây giờ chi kế ta trước thử một lần lại nói. Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp khiêu xuống núi nhai, như cũ không có sử dụng trong cơ thể linh hồn lực, vù vù tin đồn tưới trong lỗ tai của hắn, có thể dùng màng nhĩ của hắn có chút đau đớn. Không sử dụng linh hồn lực sau đó, thân thể hắn hoàn toàn mất đi bảo hộ. 600 mét tả hữu cao độ. Diệp Thần Phong thân thể nhanh chóng tự do giảm xuống, mắt thấy thân thể hắn cự cách mặt đất là càng ngày càng gần, thật sự nếu không sử dụng linh hồn lực, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét, phù phù, phù phù, phù phù. Diệp Thần Phong tim đập tần suất bỗng nhiên nhanh hơn, hắn có loại đang cùng tử thần thi chạy cảm giác, giữa lúc tử vong từng bước hướng hắn đến gần thời gian, giữa lúc hắn muốn vận chuyển thể nội linh hồn lực thời gian, hắn đột nhiên cảm giác 9 cấp linh hồn lực có một tia buông lỏng, vì vậy hắn liền cắn răng một cái, ngừng vận chuyển linh hồn lực. 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 thước. Diệp Thần Phong con người trừng lớn vô cùng. Tim đập nhanh dường như muốn từ hắn ngực đụng tới, nhưng mà, trong cơ thể hắn 9 cấp đỉnh phong linh hồn lực cũng càng tới càng buông lỏng, nghiễm nhiên có loại muốn khoa tiến 10 cấp linh hồn lực khuynh hướng. 9 mét, 8 mét, 7 mét, 6 mét. A, Diệp Thần Phong cổ họng trong điên cuồng gầm rú một tiếng, bên trong thân thể của hắn linh hồn lực bắt đầu kịch liệt ba động lên, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng. Phanh, 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 phanh. Từ trên người Diệp Thần Phong tràn ra tới năng lượng ba động, có thể dùng vách núi trên vách tảng đá đều bạo liệt ra, tiếng vang to lớn vang vọng tại toàn bộ trong dãy núi. Chương 599, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trong không khí phiêu tán khắp bầu trời đá vụn, vỡ ra được hòn đá không ngừng từ vách đá thượng lăn xuống tới, cả tòa sơn nhai đều không ngừng nhẹ rung động, trong dãy núi dã thú đang nghe to lớn như thế động tĩnh sau đó, sôi nổi biến được luống cuống bất an. Dường như chúng nó cảm thấy cái này cổ to lớn động tĩnh phía sau, ẩn núp có thể bóp chết bọn họ nguy hiểm tồn tại. Đợi cho vách đá trước mặt đá vụn chậm chậm tán đi, chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải năm ngón tay cắm vào vách đá bên trong, trên trán bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi, trên người của hắn còn không ngừng có năng lượng ba động tại hướng bốn phía lan rộng, cả người hắn thân thể cách mặt đất chỉ có hai thước cao độ, chỉ kém 2-3 giây đồng hồ hắn sẽ đi gặp Diêm Vương gia. Vừa rồi tại Diệp Thần Phong thân thể giảm xuống đến cách mặt đất chỉ còn lại có 4 thước cao độ thời gian, trong cơ thể hắn 9 cấp linh hồn lực đỉnh phong bình cảnh trong nháy mắt bị giải khai, linh hồn lực thuận lợi bước vào 10 cấp trình tự. Tại hắn bước vào 10 cấp linh hồn lực trong nháy mắt, hắn chợt tướng thể nội linh hồn lực vận chuyển, lợi dụng tay phải năm ngón tay dùng sức bắt được vách đá, có thể dùng năm ngón tay rơi vào vách đá chi chung, cái này tài kịp thời ngăn lại thân thể hắn lần thứ 2 giảm xuống.
Diệp Thần Phong hai mắt thấy cách mặt đất chỉ còn lại có chừng hai thước cao độ, cổ họng trong âm thầm nuốt hai hạ nước bọt, năm ngón tay từ vách đá chung rút ra, cả an toàn cá nhân khiêu rơi xuống đất thượng, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy 10 cấp linh hồn lực. Hắn trong lòng đã vui sướng, lại kinh hãi, lẩm bẩm, lần này ta còn là quá xung động, thật mẹ nó thiếu chút nữa muốn cùng Diêm Vương ra đi uống rượu. Diệp Thần Phong trong miệng cùng trong lỗ mũi khí tức còn không có bình ổn xuống, toàn thân buông lỏng nằm tại trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng, hô hấp trong dãy núi không khí thanh tân, linh hồn lực đột phá đến 10 cấp. Hiện tại hắn cuối cùng là có vài phần cùng thôn vệ đế quốc gọi nhịp sức mạnh, về thôn vệ đế quốc bí ẩn vẫn bồi hồi tại trong lòng của hắn. Đệ nhất, thôn vệ đế quốc tại sao phải có vượt lên đầu cho cái này thế giới khoa học kỹ thuật? Đệ nhị, thôn vệ đế quốc trung tại sao phải có linh hồn lực chiến sĩ? Hơn nữa còn là 9 cấp cùng 10 cấp linh hồn lực cao thủ. Nằm tại trên mặt đất nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ, Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực ba động bắt đầu bình ổn xuống. Miệng hắn trong cùng trong lỗ mũi khí tức cũng đều đều, mới vừa từ mặt đất đứng lên, liền thấy Hắc Tâm, Vương Lực, Lý Á Quốc, Tần Nghị chúng nhân, tại vội vàng hướng hắn bên này chạy qua tới. Hắc Tâm bọn họ là nghe được từ trong dãy núi truyền ra cự hưởng, bọn họ lo lắng là không phải Diệp Thần Phong xảy ra chuyện gì. Cái này tài vội vàng hướng tới truyền ra thanh âm địa phương chạy tới. Lúc này, Diệp Thần Phong nửa người trên y phục toàn bộ bể nát. Trên thân thể vô số vết thương toàn bộ hiện ra ở trong không khí, mà hắn nửa người dưới quần cũng vỡ vụn, chỉ còn lại có một điều màu xanh nhạt góc bẹt khố, tóc lộn xộn không gì sánh được, mặt thượng hiện đầy bụi, mười phần một bộ dã nhân dáng dấp. Điều này làm cho Hắc Tâm bọn họ là hoàn toàn mắt choáng váng, tài ngắn ngủi một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong thế nào biến thành cái bộ dáng này. Diệp thiếu, ngươi không sao chứ? Vương Lực dẫn đầu đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh hỏi. Lão đại, ngươi ở đây trong dãy núi đã trải qua cái gì? Tần Nghị từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong, trong con ngươi tràn ngập tò mò quang mang. Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi đột phá. Hắc Tâm rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người tựa hồ phát sinh biến hóa. Điều này làm cho hắn suy đoán Diệp Thần Phong thực lực thật nhận được đột phá. Diệp Thần Phong nghe được Vương Lực chúng nhân kinh ngạc giọng nói, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của chính mình sau, nói rằng, chờ ta tại trong dãy núi tìm điều thiên nhiên hồ nước, thật tốt giặt xong một cái tắm, lại đối với các ngươi giải thích. Vì vậy, Hắc Tâm chúng nhân theo Diệp Thần Phong cùng nơi tìm được rồi một điều hồ nước, tại Diệp Thần Phong thoải mái giặt xong một cái tắm, ngồi xuống bên bờ sau đó, hắn tướng mình ở trong dãy núi sự tình đơn giản nói một lần. Đang nghe Diệp Thần Phong cùng trong dãy núi dã thú hầu như đọ sức một lần. Cái này đã nhường Hắc Tâm bọn họ kinh ngạc vô cùng, lại mà nghe được Diệp Thần Phong từ một tòa cao chừng 600 thước trên vách núi nhảy xuống, cái này càng nhường mọi người há to miệng, mặt thượng biểu tình hoàn toàn ngốc trệ, bọn họ nhất trí cho rằng Diệp Thần Phong là người điên. Triệt đầu triệt đuôi người điên. Bình thường người, thậm chí là cao thủ, từ cao chừng 600 thước vách núi nhảy xuống, hầu như cũng là phải không thể nghi ngờ. Chỉ ít ở đây Hắc Tâm chúng nhân tự nhận là, nếu như là bọn họ từ nơi này sao cao trên vách núi nhảy xuống, nhất định là chỉ có đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo phần, mà Diệp Thần Phong không những không có chết. Với lại thực lực còn phải đến tăng lên, yêu nghiệt, đây quả thực là yêu nghiệt. Lão đại, người khiêu cái vách núi thực lực đều có thể có được đột phá, người cũng quá nghiêu bê đi. Nói như vậy ngươi chỉ cần mỗi ngày nhảy núi nhai. Không phải lập tức là có thể đứng thượng thế giới đỉnh phong sao? Tần Nghị cảm thán nói rằng. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, Tần Nghị, cái chuyện cười này một điểm cũng không tốt cười, thực lực của ta nguyên bản tựu đã đạt đến một cái đỉnh phong bình cảnh, lần này nhảy núi nhai ta chỉ là đang tìm một cái đột phá cơ hội mà thôi, hãy nói lấy sau ta tuyệt đối không hội làm chuyện như vậy, lần này thật thiếu chút nữa mất mạng. Nghĩ khởi từ trên vách núi nhảy xuống ngắn ngủi thời gian, điều này làm cho Diệp Thần Phong bây giờ muốn lên còn lòng còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Hắc Tâm, nói rằng, nếu thực lực của ta thật nhận được đột phá, như vậy chúng ta ngày mai sẽ đi thôn vệ đế quốc tổ chức thịnh hội địa phương đi một lần. Bất quá, đêm nay chúng ta phải muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác, ta dự định tướng thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách phiên cùng thủ hạ của hắn sát, lại lập tức chế tạo ra bọn họ mặt nạ ra người, cùng với thu thập bọn họ vân tay. Chúng ta ngày mai sẽ giả trang phiên bọn họ chui vào đi. Ngược lại,
Diệp Thần Phong lại nhìn Lý Á Quốc, nói rằng Lý ca, ngươi còn là lưu tại trong dãy núi tương đối an toàn, chúng ta giúp ngươi tại trong dãy núi tìm một ẩn núp sơn động, tại cái động khẩu giúp ngươi bố trí xong các loại phòng ngự dã thú cạm bẫy, lần này hành động của chúng ta không thích hợp ngươi tham gia. Lý Á Quốc là ở đây mọi người chung thực lực yếu nhất một cái, thậm chí cùng Tần Nghị đều không cách nào sánh được, Tần Nghị đảo tốt xấu cũng có hoàng giai thượng phẩm thực lực, cùng bình thường người so lên Tần Nghị đảo coi như là thân thủ không tệ cao thủ. Lý Á Quốc cũng biết hắn theo Diệp Thần Phong chúng nhân hành động, chỉ sẽ trở thành Diệp Thần Phong bọn họ trói buộc, cho nên cũng tự đồng ý đề nghị của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nói với Lý Á Quốc hoàn hậu, ánh mắt lại đang vương lực, Tần Nghị đẳng trên thân người lần lượt tảo qua, các ngươi còn có vấn đề gì hay không? Lần hành động này có thể nói là đặc biệt, vô cùng nguy hiểm, nếu như các ngươi hiện tại có người không muốn gia nhập, có thể lập tức nói ra. Lão đại, người cái này là nói cái gì lời nói? Nhiều người tóm lại là nhiều một phần lực lượng, ta Tần Nghị bản lãnh khác không có, thời điểm mấu chốt giúp các ngươi trốn chạy bản lĩnh vẫn phải có. Tần Nghị vừa cười vừa nói, lần trước dưới đất trong cung điện, chính là nhờ có hắn phát minh bạch sắc phiên, Diệp Thần Phong bọn họ tài năng đủ thuận lợi rời đi. Diệp Thần Phong nhìn đến tất cả mọi người không có vấn đề, vì vậy trước bang Lý Á Quốc tìm được rồi một cái bí ẩn sơn động, đồng thời bang Lý Á Quốc chuẩn bị nguyên vẹn đồ ăn, cuối cùng tại cái động khẩu chỗ bố trí rất nhiều phòng ngừa dã thú cạm bẫy, Diệp Thần Phong bọn họ cái này tài ly khai trong dãy núi. Bóng đêm dần dần chậm lại. M Quốc, thủ đô, bắt đầu lại một ngày sống về đêm. Phin làm thôn vệ đế quốc tại M Quốc người phụ trách, hắn tại M Quốc hữu bản thân tư nhân to biệt thự lớn. Lúc này, biệt thự trong thư phòng, Phin đứng tại trước cửa sổ, trong lòng luôn cảm giác có chút hoảng loạn, từ Diệp Thần Phong bọn họ lần trước chạy trốn sau đó, hắn liền lập tức tăng cường biệt thự phòng vệ, ngay cả đào sinh lối đi bí mật, hắn đều chuẩn bị thật nhiều điều, chỉ cần trong biệt thự vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức có thể tại trước tiên chạy trốn. Phin ngày hôm qua nghe nói quốc vương nhượng ám ảnh đều xuất động, ám ảnh tại thôn vệ đế quốc trung thế nhưng dưới một người trên vạn người, toàn thân thực lực so thôn vệ đế quốc bốn đại chiến tướng càng cường hãn, thế nhưng liền ám ảnh cũng không có bắt được Diệp Thần Phong, ngày mai sẽ là thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội thời gian. Thôn vệ đế quốc tạm thời để xuống đúng Diệp Thần Phong đám người chóc nã, dự định đẳng thịnh hội qua sau đó, lại toàn lực đối phó Diệp Thần Phong đám người. Phin tướng rèm cửa sổ kéo lên, xoay người chớp mắt, con người của hắn đột nhiên phóng đại, hắn nhìn đến một đạo hắc ảnh ngồi ở trên ghế của thư phòng, khi hắn phục hồi tinh thần lại, vừa định phải gọi kêu thời gian, từ đạo hắc ảnh kia người trong tay bay ra một đạo ngân quang chuẩn xác không gì sánh được đi vào Phin trong cổ, có thể dùng Phin cổ họng trong nói không nên lời một chữ tới. Bóng đen từ trên ghế đứng lên, đi tới Phin trước mặt, đương Phin thấy rõ ràng bóng đen người hình dạng sau. Trên mặt hắn tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn tướng biệt thự trong ngoài phòng vệ đều tăng cường gấp 5 lần, thế nhưng Diệp Thần Phong thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn trong thư phòng. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nói rằng, Phin, ngươi không phải muốn cảm tạ ta những ngươi ngồi trên thôn vệ đế quốc tại M Quốc người phụ trách vị trí sao? Như vậy ngươi tử vong chính là đúng ta cảm tạ tốt nhất. Phin trong miệng hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thẳng đến một hơi thở không có thở đi lên, hai mắt trừng to đại, thân thể chậm chậm hướng xuống đất thượng ngã xuống. Tại trước khi chết một khắc kia, Phin thật không gì sánh được hối hận ban đầu ở dưới đất cung điện thời gian, không nên một lần lại một lần khiêu khích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại thực lực đề thăng tới 10 cấp linh hồn lực sau đó, hắn phát hiện quy tức thuật cũng kèm theo đại thành, bây giờ hắn có thể tại trong hành động liền khiến cho dùng quy tức thuật. Hắn hầu như có thể cùng không khí hòa làm một thể, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào Phin trong biệt thự thị phi thường chuyện dễ dàng. Tại Diệp Thần Phong tướng Phin sát sau đó, hắn lại từng bước tướng Phin trong biệt thự phòng vệ quét sạch một lần, có thể nói hiện tại toàn bộ bên trong biệt thự ngoại trừ cổng thủ vệ 4 người còn sống bên ngoài, những người còn lại đều đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo. Tại thanh lý xong Phin biệt thự sau đó, Diệp Thần Phong gọi thông Hắc Tâm điện thoại. Ý bảo Hắc Tâm trong biệt thự hết thảy đều đã đối phó, sau đó, Diệp Thần Phong lập tức tướng điện thoại di động của hắn tắt điện thoại. Hắc Tâm đám người ở nhận đến Diệp Thần Phong điện thoại ý bảo sau, bọn họ mang theo chế tạo mặt nạ ra người cùng thu thập vân tay công cụ, len lén tiềm nhập trong biệt thự,
Diệp Thần Phong nguyên do không có giết chết cổng thủ vệ bốn gã phiên chính là thủ hạ, hắn là sợ đả thảo kinh xa, vạn nhất bị người khác phát hiện, như vậy kế hoạch của bọn họ tựu thất bại trong gang tấc. Dù sao bên trong biệt thự đã bị quét sạch sạch sẽ, cái này cũng đã đủ rồi. Theo Hắc Tâm chúng nhân bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người cùng thu thập vân tay. Diệp Thần Phong bọn họ có thể nói là chuẩn bị sắp xếp. Hết thảy đều chờ ngày mai bọn họ tiến nhập thôn vệ đế quốc cử hành thịnh hội địa phương, tướng thôn vệ đế quốc khuấy cái người ngã ngựa đổ, những thôn vệ đế quốc hoàn toàn tiêu thất trên thế giới này. Chương 600, biết được chân tướng. Cùng lúc đó, tại M quốc thủ đô ở vào lúc buổi tối, bởi sai giờ quan hệ, Hoa Hạ quốc kinh thành đang đứng ở ban ngày. Bởi vương lực chúng nhân thối lui ra khỏi binh vương tổ, bây giờ binh vương tổ nhân số là kịch giảm. Binh vương tổ làm Hoa Hạ quốc một cái trọng yếu bộ môn, vì vậy tại một đám cao tầng thương nghị hạ, chuẩn bị vì binh vương tổ rót vào một cổ mới mẻ huyết, Hoa Hạ quốc các nơi quân khu tinh anh nhân viên đều tụ tập đến kinh thành, rót vào binh vương tổ cái này cổ mới mẻ huyết chính là tại cái này một nhóm người chung chọn lựa ra. Do Hoa Hạ quốc an bài cái này một nhóm tinh anh nhân viên lẫn nhau tỉ đấu, cuối cùng trước 60 tên có thể gia nhập đến binh vương tổ trong. Phải biết rằng tham gia lần này binh vương tổ chọn lựa tinh anh nhân viên khoảng chừng có đến 1000 người, có thể nghĩ trong đó tỷ lệ đào thải có lớn bực nào. Lần tỷ đấu này địa điểm tại binh vương trong căn cứ, Hoa Hạ quốc cao tầng cơ hồ là toàn bộ trình diện, Diệp Trấn Hồng Diệp lão gia tử, Võ An quốc Võ lão gia tử, Bạch Hồng Phương Bạch lão gia tử vân. Vân. Bạch Tuyết Linh cũng năn nỉ gia gia của nàng Bạch Hồng Phương, mang nàng tới quan khán ngày hôm nay binh vương tổ tuyển chọn. Mấy ngày nay đầu của nàng trong bị Diệp Thần Phong thân ảnh cấp lắp đầy, với lại Diệp Thần Phong thân ảnh không ngừng cùng tại Thái Bình Sơn Mạch trung cứu nàng mặt nạ nam nhân trùng hợp. Điều này làm cho Bạch Tuyết Linh mỗi ngày đều lăn lộn khó ngủ, nàng có đôi khi hội ảo tưởng Diệp Thần Phong nói không chừng chính là tại Thái Bình Sơn Mạch trung cứu nàng mặt nạ nam nhân, một người thường thường hội rơi vào trầm tư trạng thái. Loại cảm giác này phảng phất là một loại độc nghiện, có thể dùng Bạch Tuyết Linh càng lún càng sâu. Nàng không ngừng tự nói với mình, nàng thích người là đã từng tại Thái Bình Sơn Mạch trung cứu nàng mặt nạ nam nhân, với lại mặt nạ nam nhân căn bản không thể nào là Diệp Thần Phong. Cho nên, Bạch Tuyết Linh khi biết binh vương tổ muốn chọn rút thành viên mới thời gian, nàng liền năn nỉ gia gia của nàng Bạch Hồng Phương mang nàng tới binh vương căn cứ nơi này, nàng phải thừa dịp cơ hội lần này, cùng binh vương tổ người tiếp xúc một chút. Nhìn có thể không thể đủ biết trước đây cứu nàng mặt nạ nam nhân rốt cuộc là ai. Binh vương căn cứ thao luyện trường thượng đến lúc xây dựng một cái lôi đài, tại lôi đài chu vi đồng dạng cũng xây dựng thính phòng, Võ An quốc nhìn trên lôi đài tỷ đấu, đúng bên cạnh Diệp Trấn Hồng, nói rằng, Trấn Hồng. Thần Phong tiểu tử này thế nào luôn luôn không thấy bóng dáng. Lần này hắn lại đi nơi nào? Nói đến Diệp Thần Phong, Diệp lão gia tử là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, Thần Phong tiểu tử này, làm sự tình trước cũng không hội cùng ta cái này ra ra thương lượng một chút. Gọi điện thoại cho hắn cũng vẫn là ở vào tắt máy trạng thái, sau đó ta còn là gọi điện thoại cho Đông Kiện. Từ Đông Kiện khẩu trung biết Thần Phong lại đã M quốc đi làm việc, chuyện cụ thể hình như Đông Kiện cũng không rõ lắm, ta là cả ngày vì Thần Phong tiểu tử này lo lắng đề phòng. Trấn Hồng, Thần Phong tiểu tử này chính là cái không an phận chủ, ta tin tưởng hắn bất kể gặp phải bất cứ chuyện gì đều có năng lực tự vệ, chúng ta có thể làm cũng chỉ là ở một bên nhìn Thần Phong chậm chậm lớn lên. Võ lão gia tử vỗ vỗ Diệp lão gia tử vai nói rằng. Ta nói Trấn Hồng, An Quốc, hai người các ngươi không cần ở trước mặt ta ảo diệu đi không được. Thần Phong nguyên bản sẽ trở thành ta tôn nữ tế, có thể kết quả ta hết lần này tới lần khác lão hồ đồ, vậy mà nhượng Võ An Quốc ngươi nhặt đi một cái đại tiện nghi, bây giờ suy nghĩ một chút ta thật có loại muốn thổ huyết xung động, Thần Phong là một cái bao nhiêu lý tưởng tôn nữ tế người được chọn a. Ngồi ở Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử bên cạnh Bạch Hồng Phương hối hận nói rằng. Hồng Phương, ngươi cũng đã biết đủ đi. Thần Phong tuy rằng không là cháu gái của ngươi tế, thế nhưng hắn cứu hai ngươi thứ mệnh. Còn cứu vãn các ngươi Bạch gia, ngươi nếu là sẽ đem tâm tư động đến Thần Phong trên người, có thể đừng trách ta Võ An quốc trở mặt. Võ lão gia tử rất nghiêm túc nói. Bạch Hồng Phương liên tục khoát tay, nói rằng, An quốc. Người cái này thuần toái là dùng lòng tiểu nhân đố quân tử chi phúc, ta đã nói rồi người tuổi trẻ sự tình, nhượng thanh niên nhân bản thân đi xử lý, ta không hội lại nhúng tay. Bạch Tuyết Linh ngồi ở Bạch Hồng Phương bên cạnh, nghe Diệp lão gia tử,
Võ Lão Gia Tử cùng Bạch Lão Gia Tử trong lúc đó đối thoại, đang nghe Diệp Thần Phong đi em mở quốc chi sau. Bạch Tuyết Linh nhìn không được nhíu mày một cái, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi thì không thể đủ an phận một chút sao? Ngươi không biết rất nhiều người cũng sẽ lo lắng ngươi sao? Bạch Tuyết Linh chút bất chi bất giác trong đầu lại hiện lên Diệp Thần Phong khiếm biển biểu tình, còn không tự chủ vì Diệp Thần Phong lo lắng, tại nàng phản ứng qua đây sau đó. Ngón tay dùng sức niết một đem bắp đùi của mình, âm thầm mắng, Bạch Tuyết Linh, ngươi ngốc sao? Làm sao sẽ thế Diệp Thần Phong lo lắng? Đúng, nhất định là bởi vì Diệp Thần Phong nhiều lần bang Bạch ra chúng ta, ta lo lắng hắn cũng là nên, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Bạch Tuyết Linh tại trong lòng không ngừng tự an ủi mình, trước mặt trên lôi đài đặc sắc tỷ đấu, hoàn toàn không có tiến nhập trong ánh mắt của nàng, nàng đột nhiên nhìn đến Binh Vương Tổ Hiện giữ thống soái Triệu Phi, từ trên khán đài đứng lên, hướng tới Binh Vương trong căn cứ một đống vật kiến trúc đi. Đây đối với Bạch Tuyết Linh mà nói là một cái rất cơ hội tốt, vội vã cùng gia gia của nàng Bạch Hồng Phương nói muốn đi toilet, vội vàng đi theo Triệu Phi thân ảnh. Triệu Phi trước đó vài ngày một chân thượng nứt xương đã dần dần khép lại, miễn cưỡng là có thể đi bộ, từ hắn nhìn đến vương lực chúng nhân thực lực toàn bộ vượt qua hắn, hắn trong lòng tựu không có cách gì thăng bằng, mấy ngày nay đều qua đặc biệt tinh thần sa sút, nguyên bản hắn thế nhưng Binh Vương Tổ trong thực lực cao nhất một người, mà vương lực đẳng rời khỏi Binh Vương Tổ người căn bản không có cách gì so với hắn, nhưng mà, tài ngắn ngủi một đoạn như vậy thời gian, hắn đã bị vương lực chúng nhân bỏ qua tốt mấy con phố. Triệu thống soái, ngươi chờ một chút, rời đi tỷ đấu địa phương sau, Bạch Tuyết Linh lập tức mở miệng hô đạo. Nghe vậy, Triệu Phi xoay người lại, nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết Linh, hắn không biết Bạch Tuyết Linh vì sao phải gọi ở hắn. Có vẻ như hắn cùng Bạch Tuyết Linh cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện. Triệu thống soái, ta cũng muốn hỏi ngươi một việc, ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta mặt nạ nam nhân, hắn rốt cuộc là ai? Còn hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Bạch Tuyết Linh nhìn Triệu Phi nói rằng, ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung nghĩ cách cứu viện Bạch Tuyết Linh hành động, Triệu Phi cũng tham dự trong đó, hắn đương nhiên biết Bạch Tuyết Linh khẩu trung mặt nạ nam nhân chính là Diệp Thần Phong, dừng lại một lát sau, hồi đáp ta không biết. Cũng là bởi vì Triệu Phi cái này chốc lát ngừng lại, điều này làm cho Bạch Tuyết Linh suy đoán Triệu Phi khẳng định biết mặt nạ nam thân phận của người, chỉ là không muốn nói cho nàng biết mà thôi. Nàng lập tức chặn Triệu Phi đường đi, Triệu thống soái, thỉnh ngươi tướng trước đây đã cứu ta cái kia mặt nạ nam thân phận của người nói cho ta biết, nếu không ta sẽ vẫn theo ngươi. Nhìn đến Bạch Tuyết Linh không nghe theo không buông tha, lại mà Triệu Phi bây giờ đối với Diệp Thần Phong có rất lớn ý kiến, không nhịn được nói tốt, ta cho ngươi biết, trước đây cứu ngươi cái kia mặt nạ nam nhân chính là Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi có thể không cần ngăn cản ở đường của ta sao? Diệp Thần Phong. Tên này truyền vào Bạch Tuyết Linh tai trong, quả thực là như sấm sét giữa trời quang, cả người trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu Diệp Thần Phong cùng mặt nạ nam nhân thân ảnh không ngừng trùng hợp lại trùng hợp, dùng sức lắc đầu, nói rằng, ngươi nói dối, Diệp Thần Phong tại sao có thể là đã cứu ta mặt nạ nam nhân? Tin hay không tùy ngươi, Triệu Phi vòng qua Bạch Tuyết Linh, hắn không muốn nhắc lại đến Diệp Thần Phong cái này người. Lúc này, Bạch Tuyết Linh không có ngăn trở, nhìn Triệu Phi tiệm hành tiệm viễn hình bóng, trong miệng nàng lẩm bẩm, Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, lẽ nào hắn thật là ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta mặt nạ nam nhân? Bạch Tuyết Linh trong đầu về Diệp Thần Phong hồi ức, như phim đèn chiếu như bắt đầu phát hình lên, từ vừa mới bắt đầu cho rằng Diệp Thần Phong là một cái kẻ ngu si, rồi đến Thiên Hải làm lại biết Diệp Thần Phong cái này người. Rồi đến Diệp Thần Phong lần lượt cứu nàng, lần lượt trợ giúp Bạch gia thoát khốn, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại trước đó không lâu, nàng hỏi Diệp Thần Phong có biết hay không Binh Vương Tổ trong có cái mang mặt nạ nam nhân. Lúc đó Diệp Thần Phong trả lời đặc biệt thẳng thắn, không biết. Cùng Diệp Thần Phong đi qua các loại hết thảy đều là rõ ràng như vậy, kỳ thực Diệp Thần Phong thân ảnh sớm sẽ không biết không tự chủ đi vào Bạch Tuyết Linh trong lòng, nàng biết Diệp Thần Phong phải là trước đây cứu nàng mặt nạ nam nhân. Bởi vì Triệu Phi không cần thiết lập cái này lời nói dối tới lừa dối nàng. Bạch Tuyết Linh trong lòng đột nhiên rất khó chịu, viền mắt dần dần đỏ lên, nàng thật không có nghĩ đến ban đầu ở Thái Bình Sơn mạch cứu nàng chính là Diệp Thần Phong, khi biết cái này chân tướng sau, nàng có loại không biết làm sao cảm giác. Đứng tại ấm áp dương quang hạ,
Giờ khắc này, Bạch Tuyết Linh nước mắt dường như vỡ đê hồng thủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.